ở giữa một đám nam nữ, một đạo sĩ vừa già vừa gầy đứng như vậy hẳn là sẽ cho người ta cảm giác gà đứng giữa bầy hạc mới đúng. Nhưng mà, ở trong mắt người ngoài lại chẳng thấy quái dị chút nào. Giống như thân hình đạo sĩ kia tựa ma quỷ, căn bản là như không tồn tại. Hoặc là nói, lão tồn tại, nhưng, lão lại giống tường đỏ, cây cổ thụ, hòn non bộ, cá trong chậu kia chỉ là một bối cảnh, hoặc là một phong cảnh. Không lộ liễu, không chói mắt, nhập cảnh hài hòa, hòa tan vào tự nhiên. Đạo sĩ kia giống như là biết Tần Lạc, vẻ mặt tự ái nhìn hắn cười. Nụ cười kia phảng phất như đóa hoa khác trên nền xi măng, thật sự có tồn tại, nhưng lại rất ít người thưởng thức. Tần Lạc giống như bị người ta làm phép cố định, muốn động đậy, nhưng lại không nhúc nhích được. Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cổ họng lại nghẹn không phát ra âm thanh nào. Các vị du khách, các vị du khách, điểm kế tiếp chúng ta đi là diễn võ đường của Cách Cách. Hướng dẫn viên du lịch thấy các du khách đều vây ở chỗ quay phim không muốn rời đi, thổi còi hô lớn. Nếu cứ tiếp tục trì hoãn như vậy, những điểm còn lại sẽ không cách nào đi xong hết. Đám người nhao nhao một trận. Một đại bộ phận là đi theo hướng dẫn viên du lịch đi vào trong chiều, còn tiểu bộ phận ngoan cố thì cảm thấy hứng thú với quay phim bên này hơn, ghé vào cửa sổ không muốn đi. Đợi sau khi đại bộ phận rời đi, Tần Lạc mới đột nhiên phát hiện thân ảnh đạo sĩ kia đã biến mất. Trong lòng hắn quính lên, nắm bút kẽ lông mày chạy ra ngoài. Tần Lạc, cậu làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế? Lệ Khuynh Thành thấy vẻ mặt Tần Lạc khác thường, lên tiếng hỏi. Tần Lạc, cậu không sao chứ? Trần Tư Tuyền chạy đến cửa sổ hỏi. Tôi không sao, sẽ về ngay, Tần Lạc nói, sau đó cũng không quay đầu lại mà đuổi theo hướng đám người vừa rồi mới rời đi. Sao chỉ trong nháy mắt, người đã không thấy tăm hơi đây vậy chứ? Tần Lạc không tìm được đạo sĩ ở trong đám người đó, chỉ có thể ra khỏi đoàn du lịch chạy tới khúc hành lang bên trái cạnh đó. Chỗ đó là một đỉnh đá, Cách Cách dùng để ngắm hoa ngắm trăng. Đột nhiên, Tần Lạc nhìn thấy ở trong đỉnh, đạo sĩ như tiên phong đạo cốt kia đứng trông rất nổi bật. Thanh bảo kiếm vô tuệ kia đeo chéo sau lưng, lại khiến khí thanh giật này có thêm chút sát khí. Tần Lạc sải bước đi tới, cố gắng đè nén sự kích động trong lòng, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái rất mạnh. Ân cứu mạng, giống như tái tạo, đừng nói chỉ là mấy cái khấu đầu. Dù bảo Tần Lạc quỳ gối dập đầu với người này ba ngày ba đêm, hắn cũng không nửa câu oán hận. Dương mạch trời sinh, là bệnh nan y. Tần Tranh là một đại kỳ tài y học, được người ta gọi là dược vương mà cũng bó tay không có biện pháp cứu. Vì trị liệu quái tật thân thể của cháu mình, Tần Tranh dẫn tiểu Tần Lạc đi du lịch khắp nơi, đi thăm danh y. Nhưng mà những người kia chỉ cần bắt mạch Tần Lạc một lần, liền chỉ biết lắc đầu thở dài. Dương mạch trời sinh, nếu trời muốn tuyệt mạch, không người nào có thể cứu vãn. Một lão già nhìn không ra tuổi nói với Tần Tranh như vậy. Tần Lạc thấy ra ra chưa từng chịu thua của mình ngẩng mặt lên, lệ lão tung hoành. Đứng trước giếng cạn trong sân một đêm, ngày hôm sau Tần Lạc thức dậy, thấy tóc và lông mày của ông đều bị sương sớm thấm ướt. Ngưng kết thành châu. Đó là lần đầu tiên Tần Lạc cảm nhận rõ ràng cảm giác lòng đang nhức nhối như vậy. Đó là đau lòng. Cũng là ở trên ngọn núi vô danh này, Tần Lạc một mình đi ra ngoài gặp được đạo sĩ không tên không họ này. Lần đầu tiên lão thấy Tần Lạc, liền cũng bắt mạch hắn giống như những thần y ẩn thế kia, sau đó nói kỳ quái không ngừng, lại lắc đầu thở dài. Cháu biết cháu sắp chết, lúc ấy Tần Lạc tuy còn nhỏ, nhưng cũng không sợ người lạ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ ai oán nói. Cháu sợ chết không, đạo sĩ không ngờ đứa trẻ này lại chủ động nói chuyện với lão, hơn nữa lại còn nói loại chủ đề huyền diệu sinh tử vô thường này với lão. Không sợ, nhưng cháu không muốn chết, Tần Lạc nói. Hắn sao lại nguyện ý chết chứ? Hắn có gia đình hạnh phúc như vậy, có người thân yêu thương hắn như vậy. Hắn chết rồi, chẳng phải sẽ không còn được gặp bọn họ nữa ư? Cháu thật thẳng thắn, đạo sĩ cười nói. Cháu cũng là người sắp chết rồi, còn gì mà không dám thẳng thắn chứ? Tần Lạc tức giận nói. Hắn cảm thấy bộ dạng cười rộ lên của lão chết tiệt này vô cùng đáng ghét. Người ta sắp chết. Lão còn ở đó mà cười ta. Thật muốn dùng quả dưa đập vào mặt lão, nếu có thể đập được. Lão đạo sĩ nhìn Tần Lạc lộ vẻ kinh ngạc, tâm trí của đứa nhỏ này quả thực khác với người thường. Lão đạo sĩ suy nghĩ một chút, nói, nhưng ta không để cháu chết. Ông gạt người, Tần Lạc chu cái miệng nhỏ nhắn, nói. Còn chưa thử qua, làm sao cháu biết ta gạt cháu? Lão đạo sĩ nhìn chằm chằm Tần Lạc. Ông cháu và những thần y kia đều không có cách gì chữa cho cháu.
ông làm sao có thể chữa cho cháu chứ? Bạn xem, nam diễn viên của chúng ta tuổi còn nhỏ đã biết sử dụng phép khích tướng rồi. Đạo pháp vô thường, nghìn loại ảo diệu, vạn loại pháp môn. Y thuật tầm thường làm sao có thể sánh bằng? Lão đạo sĩ mặt đầy nét cười giải thích, giống như từ trước đến nay chưa bao giờ tức giận. Thần thần quỷ quỷ, cháu không tin đâu. Ông cháu nói, không thể mê tín. Tần Lạc nói rất muốn bị ăn đòn. Nghe Tần Lạc nói xong, lão đạo sĩ thật muốn vỗ mông bỏ đi. Nhưng sau một phen do dự, cuối cùng vẫn nói, quen biết tức là có duyên. Tặng cháu hai quyển sách này. Nếu mỗi ngày chăm chỉ luyện tập, nhất định có thể giữ được tính mạng. Sau đó, lão đầu tử này vứt hai cuốn sách mỏng rồi đi vào rừng. Hai quyển sách này chính là Đạo Gia Thập Nhị Đoạn Cẩm và Dẫn Thể Thuật, sau này Tần Lạc luyện tập không hề gián đoạn. Cái đầu là điều trị xây nền tảng, cái sau là cường thân kiện thể. Hai thứ hỗ trợ lẫn nhau, khiến tính mạng của Tần Lạc vẫn tồn tại đến bây giờ. Sau đó, Tần Gia cũng từng dốc sức tìm vị đạo sĩ này. Nhưng khổ nỗi là tìm không ra. Tâm Tần Lạc ghi nhớ đại ân của đạo sĩ kia, nhưng mười mấy năm qua rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp lại. Cảm ơn ân cứu mạng của sư phụ, đệ tử suốt đời khó quên. Tần Lạc ngẩng đầu nhìn lão đạo nói. Lão đạo sĩ xoay người, nhìn Tần Lạc lộ ý cười. Mười mấy năm qua đi, Tần Lạc từ một đứa trẻ bướng bỉnh ôm yếu đã trở thành thiếu niên thanh tú, còn dung mạo của lão lại không có chút thay đổi nào. Và cũng chính vì không thay đổi, cho nên Tần Lạc mới có thể chỉ liếc một cái đã nhận ra lão. Sư phụ, ta nhớ là chúng ta không có danh phận thầy trò thì phải. Lão đạo sĩ cười nói. Tình truyền đạo, ân cứu mạng, theo lý nên làm thầy, Tần Lạc nói. Lão đạo sĩ cười nói, cứu cháu, chỉ vì tích thiện tu hành mà thôi. Ta không đảm đương nổi lễ lớn như thế đâu. Cho dù thế nào, ít nhất bây giờ cháu vẫn còn sống. Tần Lạc cười nói. Lão đạo sĩ gật đầu, nói, sâu xa bên trong, đều tự có ý trời. 13 năm trước, ta thấy cháu sắp chết non. 13 năm sau, chúng ta lại gặp mặt lần nữa. Duyên phận giữa chúng ta thật sự không cạn. Lão đạo sĩ tiến tới một bước, nâng Tần Lạc từ dưới đất dậy. Sau đó ngón tay thuần thục đặt lên kinh mạch ở cổ tay của Tần Lạc. Vừa chạm vào, liền thả ra, nói, thiên dương tuyệt mạch quả nhiên bá đạo, đạo gia thập nhị đoán cẩm trùng hóa mười mấy năm, mà vẫn không tiêu trừ hết tinh lực thuần dương kia. Xem ra, thật giống dạng trong truyền thuyết kia, phải tìm thân thể thuần âm mới được. Tần Lạc thở dài, nói, đành phó thác cho trời vậy. Sư phụ không phải nói sâu xa bên trong đều tự có định số sao? Cơ duyên, thời cơ đã đến, duyên phận đã đến. Không nên sốt ruột, lão đạo sĩ an ủi. Cháu không sốt ruột, thật vất vả mới có thể gặp lại sư phụ. Cho dù thế nào đều phải mời sư phụ ở Yến Kinh mấy ngày, cũng để đồ đệ tận tâm hiếu đạo. Tần Lạc lộ vẻ cung kính nói. Những lời này đều là lời thật lòng của hắn. Thiếu ân tình người ta, thì phải trả nợ cho người ta. Cho dù không thể trả hết nợ, cũng phải cho người ta một chút lãi mới được. Mạng của Tần Lạc là do lão đạo sĩ này cứu về. Nên hắn cũng thật sự muốn lưu lão đạo sĩ này lại, để chăm sóc tuổi già. Lão đạo sĩ nhìn ra thành tâm của Tần Lạc, thanh âm ôn hòa nói, người cầu đạo, làm sao có thể an cư một chỗ được. Nếu không đi tìm, thì làm sao có thể tìm thấy, sao có thể đắc đạo. Tần Lạc đối với những kinh Phật này rất nhức đầu. Trước kia ông bảo hắn luyện chữ, chính là những pháp quyết có nội dung sâu xa như Đạo Đức Kinh, Kim Cương Kinh. Nhưng cứ mỗi lần chép lại một bài kinh văn, thì lại làm cho hắn đầu đau muốn nứt, chết đi sống lại. Thời gian lâu dần, mới từ từ thích ứng với loại tra tấn này. Bây giờ, lão đạo sĩ này lại giảng những thứ như thiên ý với hắn, hắn lại lần nữa có cảm giác buồn ngủ. Thứ sư phụ tìm là gì? Tần Lạc kiên trì hỏi. Thiên cơ đạo. Thiên cơ đạo, đây là đạo gì? Tần Lạc cảm giác như mình đang chơi trò đoán chữ với người ta. Thiên cơ là đạo, cũng là phái. Đạo phái chỗ ta chính là Thiên Cơ Phái. Vì sư tổ Thiên Cơ Phái là đạo sĩ Lý Thuần Phong trong năm trinh quán thuộc triều Đường, lấy tìm kiếm nhân quả, theo dõi thiên cơ làm đạo. Mặc dù Tần Lạc không hiểu đạo pháp, nhưng mà, hắn lại có nghe ông nói đến Lý Thuần Phong này. Lý Thuần Phong là nhà thiên tướng nổi tiếng thời kỳ Hoàng đế Thái Tông triều Đường, tác giả của Thôi Bối Đồ Tính Đẩy Lưng. Thôi Bối Đồ nhằm để suy tính vận mệnh Đại Đường, bởi vì Lý Thuần Phong hôm đó xem thiên tượng. Biết chuyện Vũ Hậu đoạt quyền, cho nên nhất thời cao hứng, bắt đầu suy tính, ai ngờ thành nghiện, không thể thu tay, suy tính đến cả vận mệnh Trung Quốc 2000 năm sau, cho đến khi Viên Thiên Cương đẩy lưng lão, nói thiên cơ không thể tiết lộ,
nên về nghỉ ngơi đi mới chịu thôi, cho nên mới được gọi là thôi bối đồ. Vậy sao sư phụ lại tới Yến Kinh? Hơn nữa, còn đi tìm đạo với nhiều người như vậy? Tần Lạc cười, vừa rồi hắn thấy đạo sĩ kia đứng chung một chỗ với đoàn người đi du lịch, cảm thấy tư tưởng của lão đầu nhi này cũng rất thoáng, theo đoàn du lịch tới. Đạo pháp chỗ nào cũng có, lão đạo sĩ không cho là đúng nói. Núi này, nước này, đình đài lầu các này không chỗ nào không có đạo lý. Nếu có cơ hội, cũng có thể nghe người khác giảng một chút đạo lý. Đạo chính là đạo lý. Chính là đạo lý. Đạo lý là gì? Lão đạo sĩ cười cười, đột nhiên trở tay rút kiếm. Sang. Một tiếng long ngâm, ngân quang lấp lánh. Chỉ thấy lão đạo sĩ bổ chéo một kiếm, sau đó chỉ vào một con côn trùng bị lão chém thành hai nửa, nói với Tần Lạc, đây chính là đạo lý. Chương 129, phái nhỏ nhất thiên hạ. Vừa ra tay đã giết một sinh mệnh bé nhỏ, cái này đâu giống một đạo sĩ tìm đạo tu tiên chứ, nói là một gã thổ phỉ núp trong rừng rậm dùng quần cộc che mặt, thấy có người đi tới liền nhảy ra ngoài hô to một tiếng cây này là ta trồng, đường này là ta mở. Từ nay muốn đi qua, phải để lại phí mãi lộ mua đường mới khiến người ta tin hơn một chút đấy. Đạo sĩ không phải không được sát sinh sao, vậy chẳng phải là lão đầu tử này phá giới à? Tần Lạc chỉ vào hai cái chân nhỏ ở nửa thân dưới của con côn trùng vẫn còn đang giật giật, nói, sư phụ, người sát sinh. Sát sinh là vì ta có đạo lý. Lão đầu tử cắm xuống, trường kiếm kia liền xoẹt một tiếng chui vào vỏ. Động tác này Tần Lạc thấy rất quen. Nếu mình cũng có chiêu này, lúc đi trên đường đột nhiên vung tay một cái, vẻ tiêu sái này sẽ hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của những em gái xinh đẹp. Đạo lý gì? Nó nhiễu loạn tâm cảnh tìm đạo của ta. Cho nên ta giết nó. Đây chính là đạo lý. Đạo sĩ nói. Trong đầu Tần Lạc linh quang chợt lóe, giống như vừa hiểu ra thứ gì đó. Nhưng mà khi hắn cố gắng nắm bắt lấy thứ đó, thì lại không thể tìm được quỹ tích của linh cảm kia. Có điều, nhìn thấy một màn này, thật ra lại khiến Tần Lạc nghĩ tới một câu nói, nắm tay lớn chính là đạo lý. Lão chính là muốn chỉ cho mình thấy điểm này sao? Câu ngạn ngữ này rất phổ biến ở thế tục. Chẳng lẽ đó cũng là cách xử sự của đạo sĩ sao? Thế giới này thật quá điên cuồng. Ánh mắt đạo sĩ nhìn Tần Lạc, giống như là thoáng cái đã xem thấu tâm sự của hắn, giải thích, có người hy vọng một bước lên mây. Có người hy vọng tài nguyên cuồn cuộn, có người hy vọng mỹ nhân vần quanh, có người lại hy vọng tìm tiên đắc đạo. Cho dù anh muốn theo đuổi cái gì, đều gieo xuống nhân, còn muốn thu hoạch quả, thì tất nhiên phải tiến tới mục tiêu. Nhân thì nhiều, mà quả thì lại quá ít. Vậy tất nhiên là phải cạnh tranh, không phải người ăn thịt người, thì là người dẫm người, đều không có ngoại lệ. Tu đạo cũng phải đấu tranh sao? Tần Lạc hỏi. Đấu với trời, đấu với đất, đấu với ham muốn cá nhân. Không khác nào là không đấu tranh. Đạo sĩ gật đầu. Vậy đắc đạo là gì? Tần Lạc cười khổ hỏi. Thích quan mà ở quan trường trèo lên đỉnh thành công, đó là đắc đạo. Tham tiền mà giàu bằng cả nước, đó cũng là đắc đạo. Tâm niệm bất đồng. Thì nói cũng bất đồng, thiên cơ đạo là thứ chúng ta tìm kiếm, nhìn thấu thiên cơ, đó là đắc đạo. Sư phụ đã từng nhìn thấu thiên cơ chưa? Tần Lạc mặt ngoài thì chân thành hỏi, nhưng trong lòng lại có chút không đồng ý. Thiên cơ là cái quái gì? Thì ra chính là vận mệnh. Chuyện ngày mai còn chưa tới, ai mà biết trước sẽ xảy ra cái gì chứ? Những người này Tần Lạc cũng không phải là chưa từng tiếp xúc qua, thiên kiêu cạnh cổng trường bọn hắn có không ít. Mặc đạo bào, đeo mão quan. Trên đất bày ra một bức tranh bằng vải bố vẽ đầy phù chú quỷ quái, thấy có người đi ngang qua, liền gọi hắc, tiểu ca, có muốn coi nhân duyên không? Nói đâu chúng đó, không hài lòng không thu tiền. Có đôi khi Tần Lạc thật muốn đi tới nói với bọn họ anh cho dù coi chúng tôi cũng sẽ không cho các anh tiền đâu, xem bọn họ sẽ có bộ dạng thế nào. Mặc dù hắn rất không muốn xem ân nhân cứu mạng của mình giống bọn bịp bơm giang hồ kia, nhưng mà lão đầu này, thật sự cho hắn cảm giác như vậy. Đương nhiên. So với bọn bịp bơm giang hồ kia, lão đầu này rõ ràng cao cấp hơn một chút. Không chỉ trang phục và đạo cụ trên người cao quý hơn một chút, mà kiếm pháp kia xem chừng không quá 5 năm thì không thể học được. Lão đầu tử nhếch môi cười, nói, cái gọi là đạo, đơn giản chính là sự thỏa mãn trong tâm mà thôi. Đạt được thứ mình cầu, thì đó chính là đạo, thiên cơ mà chúng ta nói tuân theo quỹ tích lịch sử, tìm kiếm chân tướng thiên mệnh. Chính là đạo mà chúng ta theo đuổi. Tần Lạc hiểu điều này. Cảm tình lão đầu nhi này thì ra cũng là một học giả lịch sử. Chỉ có điều bất đồng chính là, người khác thì nghiên cứu những thứ rất có tính tri thức như người triều Minh ăn cơm là mấy món rau mấy món súp,
người Triều Thanh làm sao đánh răng, còn lão lại nghiên cứu xem ngày mai là trời nắng hay trời mưa, tháng sau có bị lũ lụt không. Đã có dự báo thời tiết, còn cần những thứ này của lão làm gì chứ? Hiểu chưa? Lão đạo hỏi. Hiểu rồi, Tần Lạc gật đầu. Quen biết tức là có duyên, ta giúp cháu coi một quẻ. Tần Lạc ngắt lời của lão đầu, nói, cháu không tin chuyện này. Người cũng biết mà. Lão đầu gật đầu nói, lần đầu tiên gặp mặt, cháu đã từng nói thế. Hay là ta vẫn giúp cháu coi một quẻ đi, coi một quẻ rồi thì cháu sẽ tin. Sư phụ, hay là thôi, cháu thích biết sau, nếu cái gì cũng sớm biết trước, thì sống còn có ý nghĩa gì nữa. Tần Lạc nói. Lão đạo suy nghĩ một chút, nói, ý nghĩ này của cháu cũng thật mới mẻ. Người khác đều muốn sớm biết được thiên cơ, cháu lại từ chối biết trước. Đúng ạ, cháu bất đồng với những người khác mà. Tần Lạc nói, hôm nay hắn bị lão đầu nhi này nói kia chóng hết cả mặt, tranh thủ thời gian kết thúc chủ đề trước, nói, sư phụ, bây giờ người ở đâu? Hay là về ở với cháu đi? Không cần, bốn biển là nhà, xung quanh là gia. Lão đạo nói, cho dù thế nào, cũng xin sư phụ để cháu tận tâm làm tròn hiếu đạo của một đệ tử. Tần Lạc liên tục thỉnh cầu. Không cần, hiếu ở trong lòng, ta có thể cảm nhận, thế là được rồi. Lão đạo nói. Chậc chậc, bạn xem người ta đây là cảnh giới gì? So với tình yêu cao thượng còn cao hơn một bậc. Vậy sư phụ có chuyện gì cần đệ tử làm không? Tần Lạc hỏi. Lão đạo nghe xong lời này, ánh mắt sáng rực quét tới quét lui ở trên người Tần Lạc. Tiếp theo, lại lắc đầu tiếc nuối. Sư phụ, có cái gì không đúng sao? Tần Lạc nghi ngờ hỏi. Đáng tiếc, trên người cháu không có linh căn. Lão đạo lắc đầu nói. Linh căn, Tần Lạc sửng sốt, cần thứ đó để làm gì? Mình chưa từng nghĩ sẽ làm đạo sĩ. Lấy ngự tỷ làm vợ mới là chuyện đúng đắn. Văn hóa Yến Kinh nội tình thâm hậu, có rất nhiều người tài năng xuất chúng. Lần này ta đi về phương Bắc, thứ nhất là du lịch, thứ hai là tìm người có linh căn kế thừa y bát. Đáng tiếc tìm không ra, xem ra phải chờ duyên phận thôi. Đạo sĩ giải thích. Ai, xem ra cháu không giúp được sư phụ rồi. Tần Lạc lộ vẻ tiếc nuối rồi, nhưng trong lòng lại cảm thấy may mắn vì mình không hợp cách. Có điều, cháu đã gọi ta một tiếng sư phụ, ta cũng không nên làm như chẳng thấy. Huống chi, cháu rất có nghị lực, có thể khổ tu đạo gia thập nhị đoán cẩm mười mấy năm, coi như là có duyên với phái ta. Như vậy đi, ta trước tiên thu cháu làm ký danh đệ tử vậy. Tần Lạc kinh hãi, nói, sư phụ, người suy nghĩ một chút đi. Cháu không biết gì về chuyện tìm tiên hỏi đạo cả, hơn nữa hoàn toàn không có hứng thú, sợ là khó có thể kế thừa nghiệp lớn của sư phụ. Hay là sư phụ tìm cao đồ khác đi. Cháu gọi sư phụ là sư phụ, thật ra là để báo ân. Còn sư phụ không cần vì vậy mà thu cháu làm đồ đệ. Để thoát khỏi vận mệnh trở thành một gã đạo sĩ, Tần Lạc thiếu chút nữa nói ra cả câu đồ đệ e rằng khó có thành tựu, sợ sẽ làm bẩn thanh danh cả đời của sư phụ. Ai bảo cháu kế thừa nghiệp lớn? Đạo sĩ hỏi ngược lại. Vậy ý sư phụ là? Tần Lạc kỳ quái hỏi. Ký danh đệ tử mà thôi. Kế thừa y bát, tự nhiên sẽ có người khác làm rồi. Đạo sĩ nói. Vậy, ký danh đệ tử có thể cưới vợ không? Ký danh đệ tử, cũng chính là đệ tử ngoại môn. Tất nhiên là có thể lấy vợ sinh con. Hơn nữa, thiên cơ đạo của chúng ta khác với chính nhất đạo, cũng không có quy định không cho phép đệ tử lấy vợ. Vậy à, Tần Lạc nghĩ. Vậy để cho mình kế thừa y bát cũng không phải là không thể được. Mọi chuyện đều do thương lượng mà ra thôi. Sư phụ, thiên cơ đạo của chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người? Địa vị trong giang hồ thế nào? Tần Lạc nghĩ, lưng tựa đại thụ dâm thì có thể hóng gió. Nói không chừng mình kết quan hệ sâu xa với môn phái hiệp ẩn này, thì từ nay về sau nếu xảy ra chuyện gì, còn có người có thể ra mặt thay mình. Không cấm anh cưới vợ, lúc đánh nhau còn có người đứng ra hỗ trợ. Nếu thế thì Tần Lạc cũng không phản đối gia nhập thiên cơ đạo này. Chuyện này, trên mặt lão đạo vẫn luôn trấn định ôn hòa không ngờ lại xuất hiện vẻ xấu hổ. Là bí mật của môn phái, không tiện nói ra à? Tần Lạc hiểu rõ nói. Ban đầu, lúc ông dẫn hắn đi ra ngoài xem bệnh, hắn cũng từng gặp qua tình huống như vậy. Những người kia không muốn tiết lộ chuyện của môn phái mình với người ngoài. Trừ khi anh có thể trở thành đệ tử trọng yếu trong môn của bọn họ mới được. Cũng không phải. Mặt đạo sĩ đã bình thường trở lại, nói, chỉ vì ta một lòng hướng đạo, bỏ lỡ chuyện phát triển môn phái. Cho nên, bây giờ thiên cơ đạo của chúng ta chỉ có hai người. Hai người, Tần Lạc mở to hai mắt nhìn. Hai người,
Đạo sĩ nói. Ngoại trừ sư phụ, người còn lại là ai? Chính là cháu. Tần Lạc khóc không ra nước mắt, Thiên Cơ Đạo này rốt cuộc là môn phái gì vậy chứ? Lấy tên thì rất uy phong, nhưng kể cả mình cũng chỉ có hai người. Đây tuyệt đối có thể tạo kỷ lục Guinness phái nhỏ nhất thiên hạ. Lão đạo sĩ cũng cảm thấy có chút thê thảm, vừa sờ túi, vừa nói với Tần Lạc, vi sư là Huyền Tự Bối, hiệu là Huyền Cơ Tử, cháu là Không Tử Bối, thì lấy hiệu là Không Kỳ Tử đi. Đây có quyển sách, cháu cẩn thận nghiên cứu, cháu có đạo gia thập nhị đoán cẩm đặt nền tảng, học tiếp hẳn là không khó. Tử huyết châu này là hàn vật trời sinh, có thể khắc chế nhiệt độc trong cơ thể cháu. Cháu đeo trên người, có thể phòng thân. Được rồi, sư phụ còn có việc phải làm, có duyên sẽ gặp lại. Sư phụ Tần Lạc hô, hắn không ngờ lão đạo này nói đi là đi, ngay cả phương thức liên lạc cũng không để lại. Cho dù lão đầu này truyền tư tưởng gì cho hắn, cũng không thể thay đổi sự thực lão là ân nhân cứu mạng của mình. Mình có thể sống tới ngày hôm nay, thật sự là nhờ lão. Hơn nữa, Tần gia là một gia tộc trọng tình trọng nghĩa. Nếu báo cho ông biết mình đã gặp được ân nhân cứu mạng, mà không mời lão về ngồi một chút, sợ là sẽ mắng mình như máu chó xối đầu. Còn có chuyện gì nữa sao? Huyền Cơ Tử thấy sự quyến luyến trong mắt Tần Lạc, thanh âm ôn hòa hỏi. Sư phụ, để lại số điện thoại đi, Tần Lạc nói. Đạo sĩ cười cười, nói, không có dễ lục bình, bèo tâm sẽ không vướng bận. Làm sao lại dùng những thứ kia chứ? Yên tâm đi, chúng ta vẫn còn có duyên gặp lại. Đợi tới khi thân ảnh Huyền Cơ Tử biến mất khỏi tầm mắt, Tần Lạc vẫn đang đứng ngây tại chỗ, vẻ mặt phiền muộn. Có một số người bèo nước gặp gỡ, tuy nhiên nó lại trợ giúp rất lớn cho cuộc đời của bạn. Lần đầu tiên gặp mặt, đạo sĩ kia cho mình đạo gia thập nhị đoạn cẩm và dẫn thể thuật, cứu sống tính mạng mình. Lần thứ hai gặp mặt, lão lại thu mình làm ký danh đệ tử, tặng mình một quyển sách và một chuỗi hạt châu màu tím lạnh như băng. Tần Lạc nắm bộ sách húa vàng trong tay, phía trên dùng bút lông viết Huyền Công Lục. Nét chữ bên trong là kiểu chữ viết tiểu khải, chữ khải nhỏ viết tay, rất đẹp, với Tần Lạc mà nói cũng không khó để nhận ra. Hơn nữa còn có vẽ đồ án, xem ra là vừa văn hay vừa vẽ đẹp. Trước kia Tần Lạc lấy được đạo gia thập nhị đoán cẩm kia đa số là thuật dưỡng sinh, còn bản Huyền Công Lục này hình như là ghi lại một số phương pháp công kích phòng ngự, xem ra là bổ trợ thêm cho quyển sách kia. Lớn như vậy rồi, còn có thể luyện tập cái này sao? Tần Lạc nắm Huyền Công Lục thầm nghĩ. Trở về chỗ quay phim, Lệ Khuynh Thành đầy vẻ sốt ruột qua đón, nói, Tần Lạc, cậu chạy đi đâu vậy? Di động cũng không mang theo, khiến người ta tìm cậu khắp nơi đấy. Không có gì, thấy một người bạn, nên đi qua nói vài lời. Tần Lạc cười nói, hiếm khi thấy bộ dạng gấp gáp của Lệ Khuynh Thành, thật đúng là xinh đẹp không gì sánh được. Người bạn nào thế? Lệ Khuynh Thành tò mò hỏi. Một đạo sĩ, nói muốn coi bói cho tôi. Tần Lạc giả bộ đăm chiêu hỏi. Cô tin chuyện này không? Tin chứ, tôi cũng thường coi bói cho người ta đấy. Lệ Khuynh Thành cười khanh khách, có muốn chị coi bói một lần cho cậu không? Được nha, cô coi đi, Tần Lạc hiếu kỳ nói. Hắn thật không tin cô gái này lại hiểu được những thứ kia. Gạt người cũng yêu cầu kỹ thuật cao đấy. Tối nay cậu sẽ mộng tinh. Lệ Khuynh Thành ghé vào tai Tần Lạc nhỏ giọng nói. Chương 130, trợ lý hội trưởng. Sáng sớm mở mắt ra. Chuyện đầu tiên Tần Lạc làm là đưa tay sờ vào đúng quần của mình, đợi tới khi hắn phát hiện chỗ đó khô thoáng thoải mái không có bất cứ thứ lạ gì, lập tức cười như điên. Tần Lạc nói với Lệ Khuynh Thành đứng ở một bên đang tràn đầy thất vọng, cô thì ra chỉ là một thuật sĩ giang hồ, căn bản không biết coi bói là gì. Quái thật, sao lại không có nhỉ? Lệ Khuynh Thành vẻ mặt tiếc nuối nói. Đương nhiên là không có rồi, loại chuyện này làm sao có thể bị cô coi chúng chứ? Tần Lạc đắc ý nói. Này, tiểu đệ đệ, dậy đi, mới sáng sớm mà cười ngây ngô cái gì thế, định hù người khác à, có người gọi ở bên tai, đồng thời Tần Lạc còn cảm giác hạ thân có chút đau đau, giống như có vật gì đó đang gõ vào nó. Quái thật, không phải mình đã tỉnh rồi sao? Tần Lạc mở to mắt nghi ngờ, liền thấy khe rãnh thâm thúy giữa hai ngực. Một mảng da thịt trắng mềm, ngập cả mắt Tần Lạc. Lệ Khuynh Thành mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu đỏ ngồi xổm bên người Tần Lạc. Cầm đôi đũa trong tay, đang dùng phần đuôi chiếc đũa gõ vào hạ thể Tần Lạc. Nữ nhân này thật là tà ác. Cô căn bản là coi không chính xác, Tần Lạc nói với Lệ Khuynh Thành. Năng lực tự điều khiển của mình thật là kinh người. Gặp sự quyến rũ như vậy mà vẫn không xuất tinh. Quả thật không phải là một nam nhân bình thường mà. Đúng là siêu nhân.
Bạn có thể tưởng tượng được Tần Lạc đã trải qua cuộc sống như thế nào không? Để chứng minh là mình nói đúng, tướng thuật kinh người. Sau khi trở về, Lệ Khuynh Thành bắt đầu tiến hành liên tiếp quyến rũ Tần Lạc hết đợt này tới đợt khác. Đầu tiên là mặc đồ ngủ phong tư trác tuyệt đi qua đi lại trước mặt Tần Lạc, mỗi lần đi tới trước mặt Tần Lạc còn khuyến mãi thêm mấy cái mị nhãn. Sau khi từ nhà tắm đi ra, lại đưa máy sấy bảo Tần Lạc giúp nàng sấy tóc. Nàng nằm trên ghế sa mềm, lười biếng khêu gợi như một con mèo hoang. Tần Lạc nắm tóc nàng, nhưng lại nhiều lần đưa ống sấy nhắm mặt nàng mà sấy. Tiếp theo, lại cổ động Trần Tư Tuyền dở trò nâng đùi đẹp dụ dỗ trước mặt Tần Lạc. Tần Lạc cũng không biết đêm qua mình đã ngủ lúc nào, trong đầu cứ trăn trở những hình ảnh có chút khó coi. Nằm mơ nhiều lần, làm mộng xuân càng chồng chất. Ngủ xong một giấc, Tần Lạc cảm giác mình sắp hư thoát đến nơi. Trước kia đều là đúng 6 giờ thức dậy rèn luyện, nhưng cứ mỗi khi hắn ngủ ở chỗ Lệ Khuynh Thành, thì giờ thức dậy sẽ bị trì hoãn. Hắn rốt cục cũng có thể lý giải được nguyên nhân, từ đó quân vương không tảo chiều, rồi. Không đúng à, cậu sờ thử đi, Lệ Khuynh Thành dùng đũa đánh mạnh hạ thân của Tần Lạc, vẻ mặt quyến rũ nói. Hạ thân Tần Lạc bị đau, khiến hắn lập tức bật khỏi ghế salon. Lệ Khuynh Thành đứng ở bên cạnh, hắn ngượng ngùng đưa tay sờ vào. Nhưng cẩn thận cảm thụ một phen, lập tức phát hiện tình huống có chút không đúng. Thế nào, tôi không có coi sai chứ? Lệ Khuynh Thành đắc ý nói. Cái này, Tần Lạc xấu hổ muốn chết, vừa nãy rõ ràng đã sờ thử, không phải là không có mộng tinh sao? Chẳng lẽ, đó là mộng trong mộng, vừa rồi là mình đang nằm mơ chăng? Tần Lạc đưa tay sờ mặt Lệ Khuynh Thành, Lệ Khuynh Thành giận dữ, lấy đũa gõ vào tay Tần Lạc, mắng. Sắc đảm ngập trời, tên dê xồm nhà cậu làm phản rồi. Dám đùa giỡn với chị Lệ à? Tần Lạc bị nữ nhân này lấy đũa gõ lên mu bàn tay, đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh, vội giải thích, tôi không phải là muốn đùa giỡn với cô. Tôi chỉ định xem thử mình có nằm mơ không thôi. Vậy sao cậu không véo mình? Tôi sợ đau, vừa rồi chẳng phải Tần Lạc cũng đã sờ mình, nhưng mà hắn vẫn bị cảm giác của mình lừa gạt đấy thôi. Đi gì, sờ ở trong mộng. Cậu sợ đau, vậy bà đây không sợ đau chắc, mau dậy đi, tôi xem thử xem cậu có làm bẩn ghế salon của tôi không. Nếu bẩn, hôm nay cậu phải ở lại đây giặt vỏ ghế salon cho tôi. Lệ Khuynh Thành kéo Tần Lạc từ trên ghế salon xuống, nhìn lướt qua thấy ghế salon vẫn sạch sẽ, lúc này mới yên lòng trở lại. Nàng liếc về phía Trần Tư Tuyền đang bận làm bữa sáng cho ba người ở phòng bếp, nhỏ giọng hỏi Tần Lạc, đêm qua cậu mơ thấy ai vậy? Không ai cả. Có mà lừa quỷ ấy. Không mơ thấy ai sao lại mộng tinh chứ? Mơ thấy tôi hay là Tư Tuyền? Có phải là mơ thấy chị Tư Tuyền nhà cậu không? Yên tâm, tôi sẽ không nói ra đâu. Lệ Khuynh Thành cam đoan. Ừ, Tần Lạc ngượng ngùng nói. Đang ở trước mặt Lệ Khuynh Thành, hắn chung quy cũng không thể không biết xấu hổ mà nói mơ thấy cả hai người được. Thật sao? Thật. Mơ thấy các người đang làm gì vậy? Tần Lạc nghĩ, sao lại có cô gái làm khó người ta vậy nhỉ? Không mơ tới tôi thật chứ? Lệ Khuynh Thành hỏi lộ vẻ quyến rũ. Không có, Tần Lạc lắc đầu liên tục, mơ thấy cũng không dám nói à. Vậy thì tốt, nếu không, tôi cắt vật kia của cậu luôn. Lệ Khuynh Thành hung dữ nói. Sau đó nàng cười một tiếng quyến rũ với Tần Lạc, hô lớn với Trần Tư Tuyền đang bưng điểm tâm đi vào nhà ăn. Tư Tuyền, Tần Lạc nói tối qua hắn mơ thấy cậu. Thà tin trên đời có quỷ, cũng không nên tin miệng của Lệ Khuynh Thành. Một chút cũng không đáng tin. Trên bàn ăn, Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyền thỉnh thoảng thì thầm với nhau, rồi lại thỉnh thoảng cười ồ lên. Tần Lạc lộ vẻ buồn bực, vùi đầu giải quyết bữa sáng trong mâm. Coi trọng sinh mạng, rời xa nữ nhân. Tần Lạc quyết định ăn xong bữa sáng liền trốn đi, hai cô gái này quá khủng bố. Thật khiến hắn không có chút cảm giác an toàn nào. Được rồi, không cười hắn nữa, xem hắn sắp vùi đầu vào trong mâm rồi kìa. Trần Tư Tuyền không đành lòng, liền lên tiếng giải vây cho Tần Lạc. Hừ, ai bảo hắn tuổi còn nhỏ đã mơ dê như vậy? Lệ Khuynh Thành nói. Tuổi còn nhỏ. Tần Lạc hận không thể đập đầu vào tường. Sao có thể nói không có lương tâm vậy chứ? Mình đã hơn 20 tuổi mà còn là một xử nam, những năm này tưởng trôi qua dễ dàng vậy à? Được rồi, không đả kích cậu nữa. Lệ Khuynh Thành thấy ánh mắt ai oán của Tần Lạc, rốt cuộc cũng còn chút lương tâm, không giễu cợt hắn nữa. Công hội trung y cậu nói với chúng tôi ngày hôm qua là cái gì thế? Tần Lạc lúc này mới ngẩng đầu lên, kể tính chất của công hội đông y một lượt cho hai nàng rõ.
Công trình này quy mô thật là lớn. Lệ Khuynh Thành nói, chúng tôi có thể giúp cậu làm gì? Tần Lạc vẫy tay nói, không phải giúp tôi, mà là giúp chính cô. Ô, hắn lại không lĩnh tình kìa. Lệ Khuynh Thành bĩu môi, nói với Trần Tư Tuyền. Vốn đúng là như thế mà. Cô có thể xem cái này như đầu tư giai đoạn đầu, sau khi nghiệp đoàn Đông Y thành lập, tất nhiên sẽ nghiên cứu thành quả. Đến lúc đó, những nghiên cứu thành quả này các cô có quyền mua sắm ưu tiên. Tần Lạc giải thích. Lệ Khuynh Thành mắt sáng lên, nói, vậy các người bây giờ thiếu cái gì? Văn phòng, sân bãi và tài chính khởi động giai đoạn đầu. Tần Lạc nói. Lệ Khuynh Thành suy nghĩ một chút, nói, vậy, tôi đầu tư 100 ngàn, sau đó lại lấy danh dự Khuynh Thành quốc tế đầu tư tiếp 100 ngàn. Tổng cộng 2 ngàn vạn, có đủ cho cậu dùng không? Đủ rồi, Tần Lạc liên tục gật đầu, cái này đã vượt xa dự tính của hắn. Lúc đầu hắn muốn đi tìm sư phụ bọn Vương Tu Thân để thương lượng một chút, không ngờ chỉ một mình Lệ Khuynh Thành đã giải quyết xong vấn đề này. Nói thật, hắn không thể không khâm phục tầm nhìn của cô gái này. Sau khi nghiệp đoàn Đông Y thành lập, sẽ tập hợp toàn bộ lực lượng Đông Y trong thế giới. Thứ được nghiên cứu ra tuyệt đối đáng giá. Nếu như anh nắm giữ quyền mua sắm ưu tiên, chẳng khác nào nắm giữ những thành quả nghiên cứu mới nhất. Đem những thành quả nghiên cứu này chuyển hóa thành sản phẩm, tự nhiên tiền tài sẽ ào ào mà đến. Tiền của tôi cũng không thể ném không. Lệ Khuynh Thành nói, tôi muốn nhập cổ phần. Nhập cổ phần, chuyện này, cổ phần này, chưa có, Tần Lạc khó xử nói. Bây giờ công hội Trung Y vẫn chưa đủ lớn. Hắn căn bản vẫn chưa nghĩ đến loại chuyện người đầu tư cổ phần này. Tại sao không có cổ phần? Chẳng lẽ cậu không biết là, chỉ có thực hiện hình thức đầu tư cổ phần, mới có thể bảo đảm lợi ích cho những người đầu tư như chúng tôi sao? Vậy theo như cậu nói, bây giờ có một phó bộ trưởng ủng hộ cậu. Nếu phó bộ trưởng vừa về hưu, công hội Trung Y của cậu lại kiêu ngạo. Chính phủ thu hồi quyền lợi quản lý thì phải làm sao? Công hội Trung Y có thể tồn tại mấy năm, ánh mắt Lệ Khuynh Thành sáng quắc, chỉ cần nói đến chuyện làm ăn, đầu của nàng liền nhạy bén khác hẳn lúc thường. Nói vậy, tổ chức nghiên cứu Trung Y không phải là đã trở thành hình thức đầu tư cổ phần công ty rồi sao? Tần Lạc nói, như vậy có gì không tốt chứ? Nên đem nó đẩy hướng thị trường, để nó cạnh tranh với người khác. Một xí nghiệp có ý thức cạnh tranh, mới có thể giữ tốc độ phát triển cao và cơ hội phồn thịnh. Hơn nữa, nếu quả thật đã tự tin đến vậy, thì cậu hoàn toàn có thể đưa nó ra thị trường. Đưa ra thị trường, ánh mắt Tần Lạc trợn to. Ý tưởng của nữ nhân này thật là táo bạo. Bây giờ bọn họ chỉ có một hạt giống, mà nàng đã tính đến chuyện hạt giống trưởng thành sau này rồi. Đưa ra thị trường, dưới sự giám sát của cổ dân thế giới, hiệp hội này mới có thể phát triển bình thường. Thành quả nghiên cứu của các người chính là sản phẩm, có thể bán những thành quả nghiên cứu này ra. Bản thân cũng có thể làm nhân viên nhà xưởng, tự mình sản xuất ra những sản phẩm này. Hơn nữa còn có thể thành lập công ty tiêu thụ, hoàn thành một dây chuyền nghiên cứu, sản xuất, tiêu thụ liên tục. Có phải cảm thấy ý nghĩ này đầy mùi tiền không? Lệ Khuynh Thành cười nói. Nhưng mà, cậu có thể hô khẩu hiệu Trấn Hưng Trung Y trong mấy chữ. Giai đoạn đầu mọi người nghe thì sẽ cảm thấy rất nhiệt huyết, đầu nóng lên liền gia nhập vào. Nhưng, đợi đến khi nhiệt tình của bọn họ biến mất, cậu vẫn có thể giữ bọn họ phục vụ cho công hội như vậy sao? Nếu không kiếm được lợi nhuận, thì bọn họ chẳng thà tự mình mở một phòng khám tư nhân nhỏ còn hơn. Ích lợi mới là ràng buộc lớn nhất giữa người với người. Cậu muốn Trung Y không suy bại, thì phải để cho người hành nghề Trung Y có tiền lời. Bọn họ kiếm được càng nhiều tiền, thì nhiệt tình với nghề này càng cao. Khi đó, cho dù cậu có dùng roi đuổi bọn họ cũng sẽ không đi. Thấy Tần Lạc vẫn còn bộ dạng có vẻ khổ tư, Lệ Khuynh Thành cười giễu nói, tiểu đệ đệ, luận về y thuật châm cứu tôi không bằng cậu. Nhưng luận về buôn bán kinh doanh, cậu thật sự còn quá non đấy. Tần Lạc cười khổ nói, đúng thật, cô đột nhiên đưa ra khái niệm nhập phục và đưa ra thị trường, khiến tôi trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Tôi dám cam đoan, cho dù có cho cậu thêm 3 ngày, cậu vẫn không chắc có thể hiểu rõ hết. Cho nên mới nói, cậu cần một trợ lý. Trợ lý, Tần Lạc ngạc nhiên. Đúng, trợ lý hội trưởng, Lệ Khuynh Thành gật đầu. Sau đó nàng đứng lên, xoay một vòng vô cùng màu mè trước mặt Tần Lạc, chớp chớp mắt với Tần Lạc, hỏi, cậu thấy tôi thế nào? Chương 131, cuộc triệu hồi khẩn cấp. Đối với Tần Lạc mà nói, cách nghĩ của Lệ Khuynh Thành hoàn toàn mới lạ. So với chủ nghĩa lý tưởng của hắn thì nó thực tế và thương nghiệp hóa hơn nhiều. Cũng có lúc hắn từng nghĩ đến khái niệm,
kinh doanh trung y, coi trung y như một thương nghiệp dùng để kinh doanh. Mọi người tập trung cả lại một chỗ, hiến kế hiến lực, và cùng nhau bàn kế sách, tất cả vì sự phát triển của trung y. Sản phẩm tiêu thụ được là thành quả của quá trình nghiên cứu, tiền kiếm được sẽ phản hồi lại cho công hội, lấy nó làm tiền đề cho sự duy trì và phát triển công hội. Nhưng, Lệ Khuynh Thành đã quán triệt một cách triệt để, đường lối kinh doanh buôn bán. Ngay từ đầu, đã kinh doanh dưới hình thức của một doanh nghiệp xí nghiệp. Có người tổ chức, người quyết sách, người nghiên cứu, người đầu tư, v.v. Tất cả đều dựa vào tiền đầu tư của mỗi người là bao nhiêu để tiến hành chia cổ phần. Nếu về sau sản phẩm của thành viên công hội có mặt trên thị trường, thì sẽ tùy theo giá trị sản phẩm để thưởng một phần cổ phiếu nhất định hoặc một số tiền tương ứng. Đợi cho đến khi cái bánh ngọt này càng làm càng lớn, lớn đến một mức độ nào đó, thì sẽ tiến hành đóng gói bao bì cho nó để đưa ra thị trường. Dùng số tiền kiếm được trong thị trường cổ phiếu để nuôi lại công hội trung y, nuôi những người làm trong ngành nghề trung y và có cống hiến cho công hội trung y. Phải chú ý đến vấn đề ăn uống của người ta trước, mới có thể hô khẩu hiệu với người ta. Bạn cứ lớn tiếng hét lên, yêu nước, yêu trung y, nhưng những bác sĩ trung y đều sắp chết rói hết cả rồi. Ai còn có hứng thú đùa với bạn nữa? Lệ Khuynh Thành đã miêu tả bối cảnh doanh nghiệp cùng con đường phát triển của nó rõ ràng thế này rồi, cho dù Tần Lạc là một tên không biết gì về kinh doanh buôn bán, thì hắn cũng có thể hiểu việc này là như thế nào. Không thể không nói rằng, mạch suy nghĩ của Lệ Khuynh Thành chín chắn hơn Tần Lạc rất nhiều, cũng hợp lý hơn rất nhiều. Suy tính của Tần Lạc cũng không tồi, nhưng, yếu tố, do con người, quá rõ ràng. Nếu mà Tần Lạc gặp phải sự cố gì, không thể tiếp tục đảm nhận hội trưởng công hội trung y, hoặc sau hàng trăm năm nữa, Tần Lạc đắc đạo thăng thiên bởi cứu trị cho rất nhiều bệnh nhân hoặc đắc tội quá nhiều phụ nữ mà bị họ nguyền rủa phải xuống địa ngục, công hội trung y đổi một người lãnh đạo mới, thì liệu người đó có tiếp tục phương châm chính sách cùng với con đường phát triển đã định của mình không? Đối với tương lai, Tần Lạc không có một chút tự tin nào cả. Nhưng đường lối của Lệ Khuynh Thành lại giải quyết được vấn đề này một cách hoàn hảo. Bởi vì thực hiện chế độ cổ phiếu này, tất cả cổ đông đều có tiếng nói trong công ty. Đến khi đó, sẽ không còn hiện tượng một người diễn thuyết nữa. Kể cả mình không còn nữa, hay là đổi người khác lên lãnh đạo. Nhưng, chỉ cần chế độ cổ phiếu vẫn còn tồn tại, công hội trung y tất nhiên vẫn phát triển theo đúng con đường này. Nếu như được đem ra thị trường, cùng với chế độ quản lý tài vụ và thị trường giám sát nghiêm ngặt, thì càng có thể duy trì khả năng tồn tại và phát triển của nó. Không chỉ trong vài năm, vài chục năm, chỉ cần thị trường chứng khoán không bị sụp đổ, có lẽ hắn có thể duy trì đến cả trăm năm ngàn năm. Tần Lạc nhìn Lệ Khuynh Thành đang đứng gãi đầu gãi tai trước mặt mình, liền nói, cô hiện giờ còn bao nhiêu việc phải làm, vậy mà vẫn còn thời gian để làm chức trợ lý quèn này sao? Trợ lý quèn, Lệ Khuynh Thành cười khẽ. Chàng ngốc, anh đừng nói với tôi là anh không phát hiện ra tiềm lực của thị trường nơi đây nhé. Nếu công hội trung y nghiên cứu ra vài sản phẩm tiêu thụ tốt, thì chúng ta phải lập tức đóng gói chúng và tung ra thị trường. Đến lúc đó, cái cổ phiếu có chất lượng này sẽ thu hút người đầu tư, làm họ theo đuổi một cách điên cuồng. Lúc đó, tiền tài sẽ giống như những cục tuyết lớn bổ nhào đến anh. Anh chỉ có thể nhìn thấy những con số trong tài khoản của anh tăng vùn vụt, tăng theo từng giây từng phút, nhưng anh lại không thể nào đếm xuể mình rốt cuộc là có bao nhiêu tiền. Lẽ nào anh lại không thích cảm giác đó sao? Tần Lạc, nếu thực sự ngày đó xảy ra, thì anh sẽ là một đại gia giàu nhất thế giới. Tài sản của anh sẽ vượt qua cả Bill hiện nay. Tôi rất tán thành với suy nghĩ của cô, Tần Lạc nói, nhưng, việc này không phải một mình tôi có thể quyết định được. Tôi còn phải bàn bạc thêm với Bộ trưởng Thái. Không sao, tôi nghĩ bọn họ chắc chắn sẽ đồng ý cả thôi. Chỉ có điều, họ sẽ mở miệng đòi nhiều cổ phần hơn mà thôi. Tất nhiên, đây cũng là việc bất đắc dĩ, Lệ Khuynh Thành dự đoán trước nói. Cô lại đang xem bói à? Tần Lạc hỏi. Không, đây là phân tích, nếu Bộ trưởng Thái không phải là một người ngu ngốc, thì ông ấy nên hiểu là làm thế này có tác dụng lớn đối với việc phát triển của trung y và cũng là cống hiến không nhỏ cho ngành thuế Trung Quốc. Những hãng y dược đứng đầu của nước ngoài, có hãng nào không đánh ra thị trường chứ? Chúng ta muốn làm về mặt này, thì cũng phải có khả năng đưa ra một xí nghiệp mà mình nắm trong tay mới được. Lệ Khuynh Thành phản bác nói. Để tôi thử xem sao. Tần Lạc gật đầu. Được, có điều, anh rốt cuộc có muốn tôi, tên trợ lý quèn hội trưởng này không? Lệ Khuynh Thành hờn dỗi hỏi. Muốn, Tần Lạc đáp lời, trình độ kinh doanh của hắn không ổn, đúng là phải cần đến một trợ lý như Lệ Khuynh Thành để giúp hắn thu xếp những việc này. Nếu không,
chỉ nói đến thời kỳ chuẩn bị công việc không thôi cũng đủ làm hắn phát điên lên rồi. Có thế chứ, đàn ông không được nói không muốn. Nhớ đấy nhé, Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyền nhìn nhau cười. Chấm, gạch dưới Tần Lạc đúng là phục người phụ nữ này sát đất, lời nói nào đến miệng của cô ấy cũng đều có thể có một ý nghĩa khác nhỉ. Đúng rồi, còn một tin tốt lành nữa muốn nói với anh, Lệ Khuynh Thành nói. Là gì vậy? Tần Lạc hỏi. Tư Tuyền đã đồng ý, sau khi về sẽ từ chức công việc người mẫu hiện tại của cô ấy. Và cô ấy sẽ là người chủ yếu phụ trách thị trường tiêu thụ phấn dưỡng da Kim Dũng ở Đài Loan. Trước tiên sẽ giúp đỡ khởi xướng phiên bản nghiệp vụ nơi đây. Lệ Khuynh Thành nói. Vội vàng như vậy sao? Tần Lạc hỏi, sản phẩm của họ còn chưa ra thị trường, đã thành lập công ty con ở Đài Loan. Khâu tiêu thụ quan trọng nhất chính là thành lập con đường phô trương hàng hóa. Lần quảng cáo của bộ ảnh Nữ Vương và bộ ảnh vẽ lông mày này không chỉ giới hạn ở Đại Lục, mà sẽ bao trùm cả Hồng Kông và Đài Loan. Nếu đến lúc đó tuyên truyền quảng cáo đến đó mà trên thị trường lại không có hàng bán, thì đó sẽ là một đòn chí mạng cho chúng ta. Chỉ cần có một sản phẩm của hãng nào đó giống với sản phẩm của chúng ta xuất hiện và có chỗ đứng trên thị trường, thì chúng ta hối hận cũng không kịp đâu. Lệ Khuynh Thành giải thích nói. Ha ha, những cái này tôi cũng không được hiểu cho lắm. Hai người cứ xem thế nào hợp lý thì làm. Tần Lạc nhìn Trần Tư Tuyền, nói, Tư Tuyền chấp nhận từ bỏ công việc yêu thích của mình sao? Lệ Khuynh Thành cười mắng, nói, cái này thì có gì mà lưu luyến cơ chứ? Đến trái tim của cô ấy đều cho anh rồi, chỉ có anh vẫn không biết gì mà thôi. Yêu tinh Lệ, cô lại nói linh tinh rồi. Trần Tư Tuyền đá vào chân Lệ Khuynh Thành một cái rồi nói. Sau đó liền quay sang nhìn Tần Lạc, nói, cho dù có thích, thì cũng không thể làm cả đời được. Ngày trước tôi cũng từng nghĩ đến chuyện đầu tư buôn bán, nhưng đều chưa tìm thấy mục tiêu nào tốt cả. Tôi cũng rất xem trọng sản phẩm của mấy người, phải biết rằng, tôi đã đích thân thử nghiệm qua rồi đó. Đã có một cơ hội như vậy, thì tôi cũng muốn quay lại Đài Loan thử một lần xem sao. Yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức, nhất định sẽ làm cho phấn dưỡng da Kim Dũng nổi như cồn ở Đài Loan. Ông chủ lớn, không lẽ anh lại không đồng ý sao? Đồng ý, tôi rất đồng ý ấy chứ. Tần Lạc giải thích liên hồi. Trần Tư Tuyền vốn là một người mẫu nổi tiếng của Đài Loan, để cho cô ấy lo mảng này, có lẽ thị trường sẽ được nhanh chóng mở ra. Lệ Khuynh Thành tìm cô ấy đến làm, không chỉ là do quan hệ tình bạn giữa hai bên. Hẳn là cũng có nghĩ đến phương diện này. Cậu bé buổi trưa có chuyện gì phải làm không? Nếu không có chuyện gì, thì đi mua sắm cùng hai chị của cậu đi. Ngày mai chị Trần Tư Tuyền của cậu phải rời khỏi đây rồi. Cậu không dẫn người ta đi chơi cho tử tế được sao? Người ta bay từ Đài Loan xa xôi đến đây, đều là vì cậu đấy. Lệ Khuynh Thành cười hì hì nói. Chắc là không vấn đề gì. Tần Lạc nói, sáng nay hắn không có tiết, đến chiều mới có hai tiết chẩn đoán. Vừa mới dứt lời, thì tiếng kêu từ chiếc di động trong túi quần reo lên. Hiện lên số gọi đến là số của Lâm Thanh Nguyên, điều này làm Tần Lạc cảm thấy có chút gì đó không bình thường. Sáng sớm thế này. Sao Gia Gia lại gọi điện đến đây cho mình nhỉ? Tần Lạc, giờ cháu đang ở đâu? Giọng nói của Lâm Thanh Nguyên trầm lắng, làm Tần Lạc nghe xong càng thêm lo lắng khôn lường. Bình thường cho dù có ở phòng làm việc, ông Lâm cũng không dùng cái giọng điệu nghiêm khắc như vậy để nói chuyện với mình. Cháu ở chỗ bạn của cháu. Lâm Gia Gia, có chuyện gì vậy? Tần Lạc lên tiếng hỏi. Lập tức đi ra ngoài. Có chuyện vô cùng quan trọng muốn tìm cháu để bàn. Bây giờ ta không ở nhà. Ngoài cổng có xe đợi đón cháu, ông Lâm nói. Lâm Gia Gia, là chuyện gì vậy? Tần Lạc nghi hoặc hỏi. Không tiện nói qua điện thoại, cháu đến rồi sẽ biết liền. Phải nhanh lên đấy, Lâm Thanh Nguyên nói rồi liền cúp điện thoại. Có chuyện gì xảy ra rồi sao? Lệ Khuynh Thành lo lắng hỏi. Không rõ, tôi phải quay về nhà một chuyến. Tần Lạc đứng dậy nói. Có chuyện gì thì gọi cho tôi. Lệ Khuynh Thành cũng không níu giữ hắn lại. Cũng không có ý kéo dài thời gian. Được, Tư Tuyền, đợi tôi xong việc rồi sẽ đến đi với cô. Tần Lạc cười nói. Không sao, anh cứ đi làm việc của anh đi. Trần Tư Tuyền vẫy vẫy Tần Lạc. Tần Lạc mặc xong áo liền bước nhanh ra phía ngoài. Ngồi xe quay về ngôi biệt thự nhà họ Lâm, từ đằng xa đã nhìn thấy có một chiếc Audi màu đen dừng ở trước cổng. Nếu Tần Lạc có thể nhìn mà hiểu được biển số đằng trước của xe thì có lẽ sẽ đoán ra được là ai muốn tìm hắn. Đáng tiếc là đến bằng lái xe hắn cũng không có, thì đừng nói đến chuyện hiểu những ý nghĩa đặc biệt trên biển số xe kia. Nhìn thấy Tần Lạc xuống xe,
Chị Lý đứng ở cổng đợi vội vàng chạy đến đón, rồi nói, Tần Lạc, họ đợi cậu cả nửa ngày trời rồi đấy. Cuối cùng cậu cũng đã về. Chị Lý cũng chỉ là một người phụ nữ trung niên, đột nhiên có hai người khách trông kỳ lạ như vậy, chị cũng không biết phải tiếp đãi như thế nào. Mời họ vào trong nhà, họ cũng không vào. Rót trà cho họ uống, họ cũng không uống. Nói chuyện với họ thì họ không thèm để ý. Chị đứng ở bên cạnh mà lo lắng muốn chết. Thế nên, khi nhìn thấy Tần Lạc về, chị tỏ ra có phần kích động. Trong lúc chị Lý đang nói, thì có hai người đàn ông mặc đồ đen đeo kính đen bước tới, nhìn Tần Lạc từ trên xuống dưới, hỏi, anh chính là Tần Lạc tiên sinh. Là tôi đây, Tần Lạc gật đầu. Viện trưởng Trần nói chúng tôi đến đón anh, xin anh đi cùng chúng tôi một chuyến. Người đàn ông mặt vuông chữ điền đứng bên trái nói. Chúng ta đi đâu vậy? Tần Lạc hỏi. Đi rồi thì anh sẽ biết. Người đàn ông mặt vuông lạnh lùng nói. Tần Lạc biết là không thể hỏi điều gì từ miệng hai người này, thà không nói gì thêm còn hơn, bèn đi theo họ lên xe. Rất nhanh, xe liền khởi động đưa Tần Lạc đi về hướng mà hắn không hề biết là đi đâu. Chương 132, bệnh nhân đặc biệt. Tần Lạc chưa từng biết rằng, Yến Kinh lại to đến như vậy. Đoạn đường này quả thật là dài lê thê và nhàm chán vô cùng, không có ai nói chuyện với hắn, hắn ngồi một mình ở phía sau cả hơn 2 giờ đồng hồ, khi hắn gần ngủ gật đến nơi thì xe dừng lại ở cổng của một viện điều dưỡng ở ngoại ô. Tần Lạc không biết đây là nơi nào, thậm chí trên cổng của viện điều dưỡng cũng không có đến một tấm biển. Nhưng, lại có hai hàng quân nhân mặc quần áo bộ đội, đeo súng, và lựu đạn đứng đó. Hai con chó quân đội mắt nhìn chằm chằm. Lè cái lưỡi màu đỏ tươi ra trước mặt một người khách lạ như Tần Lạc. Nếu không phải có người túm nó lại thì e rằng nó đã vồ đến cửa xe để chui vào trong xe rồi. Trải qua một cuộc kiểm tra giấy tờ gắt gao, chiếc xe này mới được cho phép đi qua, rồi từ từ đi vào cái vườn rộng lớn đầy thần bí ở bên trong. Nội viện lại ít trông thấy có quân đội mặc quần áo bộ đội, nhưng lại có thể thấy ở khắp nơi những nhân viên bảo vệ, thân hình to lớn mặc một bộ com lê đen, trên cổ còn đeo tai nghe đứng ở tứ phía. Tần Lạc dựa vào những hiểu biết có hạn của mình về quân sự để bảo đảm rằng, bất luận người ta có xông vào đây từ hướng nào đi chăng nữa, thì đều không có cách nào thoát khỏi vòng vây ở nơi đây. Thậm chí đến cả tay súng tỉa bắn từ xa và tầm bắn của nó cũng đã bố trí từ trước. Chỉ cần có chút khác thường, là ra tay liền. Tuy là nơi này vô cùng xa lạ, hơn nữa cũng bởi vì quá đỗi yên tĩnh và nghiêm trang, nên những người ở đây nhìn ai cũng như sắp đối mặt với kẻ thù vậy. Làm cho người ta có cảm giác như không khí được hít vào trong phổi như bị cô đọng lại. Nhưng, Tần Lạc lại không có lấy một chút lo lắng nào cả. Sự tự tin này bắt đầu đến từ Gia Gia Lâm Thanh Nguyên. Do Lâm Thanh Nguyên gọi điện bảo hắn đến đây, vì vậy hắn có thể khẳng định, bất luận thế nào, Lâm Thanh Nguyên cũng sẽ không làm gì tổn thương đến hắn cả. Mặt khác, hắn thấy rằng hai người vệ sĩ mặc đồ đen đến mời hắn tuy vẻ mặt lạnh lùng, nhưng thái độ không có chút ác ý nào cả. Lúc ở trên xe, họ chỉ nói với hắn hai câu. Một câu là, khát không, còn một câu nữa là, anh có thể mở cửa ra hút thuốc. Chỉ bằng hai câu nói này, Tần Lạc đã biết rằng mình nằm trong trạng thái an toàn. Liên tưởng đến Lâm Gia Gia tối hôm đó về muộn, cùng với những lời nói không rõ ràng của ông. Tần Lạc thầm đoán, có thể là một nhân vật lớn nào đó lâm bệnh rồi, nên mời mình đến để khám bệnh. Từ căn nhà này cùng với những vệ sĩ đứng ở tứ phía thì có thể biết. Lai lịch bệnh nhân không phải hạng tầm thường. Người như thế mà bị bệnh, thì có thể tập hợp tất cả những danh y trên toàn thiên hạ đến để trị liệu. Lâm Thanh Nguyên không phải là vào tổ trị liệu sớm hơn mình một bước sao? Nhưng, cho đến giờ vẫn chưa giải quyết được bệnh tình, lại cố ý phái người đưa mình đến đây. Điều đó cho thấy rằng, căn bệnh này quả là khó giải quyết. Họ vẫn chưa nghĩ ra phương án trị liệu tối ưu. Xe dừng lại ở cửa của một ngôi nhà nhỏ. Người đàn ông mặt vuông bước nhanh xuống trước, đi ra đằng sau mở cửa cho Tần Lạc, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nói, Tần tiên sinh, mời xuống xe. Cảm ơn anh, Tần Lạc gật đầu. Xin hãy đi theo tôi. Người đàn ông mặt vuông nói xong liền đi lên phía trước dẫn đường, đi đến ngôi nhà nhỏ ở phía trước. Ngôi nhà hướng về phía đông, xung quanh được bao bọc bởi những cây dương cây bách to lớn. Phong cách trang trí bên trong rất đơn giản, mộc mạc. Nhưng lại làm cho người ta có cảm giác uy nghiêm không thể xâm phạm. Điều này làm Tần Lạc thật kỳ lạ. Hắn không phải là một kẻ nhát gan, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như vậy. Lên đến lầu 2, người đàn ông mặt vuông dừng lại trước cửa phòng ở gần cầu thang, rồi nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Vào đi, trong phòng vọng ra âm thanh đầy khí chất của một người đàn ông.
người đàn ông mặt vuông đẩn cửa phòng, sau đó liền đứng ra một bên. Tần Lạc gật đầu với anh ta xong liền đi vào căn phòng hội nghị này. Tần Lạc vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy Lâm Thanh Nguyên ngồi ở đầu chiếc bàn hình bầu dục, không ngờ ngồi cạnh Lâm Thanh Nguyên là sư phụ Vương Tu Thân của ông ấy, không ai nghĩ rằng ông ấy cũng được mời đến đây. Ở bốn góc bàn, là mười mấy người cả nam lẫn nữ đều trạc tuổi với Lâm Thanh Nguyên. Thoạt nhìn đều là bắt đầu của ngành y hoặc là chuyên gia của một phương diện nào đó, đang hướng đến Tần Lạc với ánh mắt kinh ngạc. Trong đám người này, Tần Lạc có vẻ như trẻ hơn rất nhiều. Tần Lạc chào Lâm Thanh Nguyên và Vương Tu Thân qua ánh mắt, sau đó quay người nhìn về phía người đàn ông trung niên đeo kính đứng ở phía đầu bàn. Hắn có thể nhìn ra được, người đàn ông trẻ hơn một chút này mới là người phụ trách trong đám người ở đây. Cậu là Tần Lạc phải không? Người đàn ông trung niên đỡ đỡ chiếc kính nói. Tôi là Tần Lạc, Tần Lạc gật đầu nói. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn vô tình hướng đến một nữ nhân. Ngồi ở bên cạnh người đàn ông trung niên là một tiểu cô nương, nhìn vô cùng ngọt ngào dễ thương, giống như búp bê baby vậy. Nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng như những người mặc đồ đen kia, làm cho người ta có cảm giác xa cách lạ lùng. Một cái áo da màu đen bó sát người, là lướt quanh thân hình gợi cảm. Một chiếc quần da ngắn, để lộ ra đôi chân thon dài đều đặn. Cùng với một đôi bốt dài màu đen, tay phải đeo một chiếc găng da màu đen. Nàng giống như cô gái bước ra từ trong truyện tranh vậy. Nàng còn đang nghịch một con dao sắc nhọn trong tay mình, con dao đó nằm trong tay nàng dường như không còn là vật vô tri vô giác nữa. Không ngừng bay lên bay xuống, xoay qua xoay lại, động tác vừa nhanh vừa đẹp mắt, làm cho người ta hoa hết cả mắt, chóng hết cả mặt. Tiểu cô nương vừa phát hiện Tần Lạc đang nhìn mình, thì con dao trong tay nàng bỗng nhiên dừng lại, chỉ trỏ trỏ trước cổ, làm một động tác cứa cổ với Tần Lạc. Tần Lạc vội vàng nhìn sang hướng khác, coi như mình chưa hề nhìn thấy nàng vậy. Của nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, hai vị tiền bối Lâm Thanh Nguyên và Vương Tu Thân hết mình để cử nhân tài, truyền nhân của Thái Ất Thần Châm, chắc chắn là không tồi đâu. Tôi là Kiều Mộc, chào mừng anh tham gia đội ngũ của chúng tôi. Xin mời ngồi, Kiều Mộc chỉ vào một chỗ ngồi bên cạnh mình nói. Kiều Mộc không giới thiệu thân phận của mình, nhưng mà, từ giọng nói và thần thái của hắn có thể thấy được, hắn vẫn mang trên mình một chút khí chất đặc biệt của một quân nhân. Nhất là dáng đứng của hắn, eo lưng thẳng đứng. Hai vai vuông vắn, giống như một cây cột vậy. Kiều Mộc chỉ cái chỗ ngồi đúng sát cạnh cô nàng sư tử, Tần Lạc không muốn ngồi chỗ đó cho lắm. Cô gái này thích chơi dao như vậy, nếu không may trượt tay, thì không phải mình là người đầu tiên chịu trận sao. Nhưng hiện giờ trên bàn hội nghị chỉ còn có một chỗ đó, hơn nữa Kiều Mộc còn gọi tên hắn ngồi ở đó. Trong giây lát, đến lý do từ chối hắn cũng không nghĩ được ra. Nhìn thấy Tần Lạc ngồi vào ghế cạnh mình. Tiểu cô nương đó chỉ liếc qua hắn một cái, mà không nghịch dao dọa hắn nữa. Lúc này mới làm cho Tần Lạc cảm thấy yên tâm hơn một chút. Tần Lạc, anh là thành viên mới gia nhập tổ hội nghị. Tình hình cụ thể e rằng anh còn chưa được rõ. Tôi sẽ nói qua tình hình một lần cho anh được biết vậy. Chúng ta có một bệnh nhân mắc phải chứng sơ cứng dần. Anh có biết chứng cứng dần không? Kiều Mộc nhìn Tần Lạc hỏi. Chứng sơ cứng dần, tôi có biết đôi chút. Tần Lạc gật đầu. Chứng sơ cứng dần là một tổ bệnh thần kinh vận động Roran disease, gọi tắt là chứng MND, loại hình chủ yếu là cơ bị co rút, một bên tủy sống sơ cứng, cũng có nghĩa là chứng tế bào thần kinh vận động co rút. Bởi vì biểu hiện đặc trưng của chứng bệnh đó là cơ bắp dần bị co lại và tê liệt, toàn thân giống như là bị dần dần đông cứng lại vậy, vì thế nên gọi là chứng sơ cứng dần. Do trước mắt không có thuốc nào đặc trị cả, cùng với những bệnh như ung thư, HIV, được liệt vào 5 loại bệnh nguy hiểm nhất thế giới. Chứng sơ cứng dần là một loại bệnh vô cùng khó giải quyết. Trong và ngoài nước, tạm thời chưa thấy có ai chữa trị thành công cả. Người nào mắc phải bệnh này thì thời gian sống nhiều nhất là từ 2 đến 5 năm, cuối cùng do hô hấp suy kiệt mà chết. Chẳng lẽ những bác sĩ hàng đầu này tập họp lại một chỗ mà vẫn không nghĩ ra phương án trị liệu nào sao? Cho dù mình có ra tay, thì cũng không đủ tự tin để thể chắc chắn sẽ thành công. Biết rồi thì tốt, vậy thì tôi cũng không giải thích nhiều cho anh nữa. Kiều Mộc nói, ở trước mặt anh có một tập tài liệu, đó là mấy chuyên gia bác sĩ ngồi ở đây trong những ngày gần đây hao tâm tổn trí thương thảo ra phương án trị liệu. Anh xem có chỗ nào cần bổ sung không? Tần Lạc mở tập tài liệu trước mặt mình ra, sau khi liếc vài cái, ngẩng đầu lên nhìn Kiều Mộc nói, tôi phải gặp mặt bệnh nhân thì mới có thể cung cấp ý kiến được. Kiều Mộc trầm ngâm do dự hồi lâu, rồi nói, anh cần số liệu gì? Chúng tôi đều có thể cung cấp cho anh.
hơn nữa hiện giờ đã có vài phương án đã có cho anh tham khảo. Nói cách khác, không biết vì sao mà Kiều Mộc không hy vọng Tần Lạc đi gặp bệnh nhân. Tần Lạc lướt nhìn một lượt những chuyên gia đang ngồi ở đó, rồi hỏi, mọi người đang ngồi ở đây đã có ai gặp bệnh nhân chưa? Chưa, chúng tôi cung cấp hết các số liệu về mọi mặt của bệnh nhân cho họ. Kiều Mộc nói, vậy thì, những phương án đã định này không có giá trị tham khảo gì cả. Y học giống như là tính toán trong toán học, sai một ly đi một dặm. Nếu không thể nắm bắt được một cách kỹ càng bệnh tình của bệnh nhân, thì tôi cũng không có cách gì để chẩn đoán kê đơn cho bệnh nhân được. Tần Lạc cãi lý. Nghe xong Tần Lạc nói, các bác sĩ đang ngồi ở đây đều thầm khen hắn. Họ đều là những bác sĩ đầy danh vọng trong làng y học, tự khắc biết rằng những số liệu có được khi đối mặt trực tiếp với bệnh nhân sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. Nhưng mà, họ đều biết rằng thân phận của bệnh nhân này không hề bình thường chút nào. Sau khi họ đến đây, đều được thông báo là bệnh nhân không muốn gặp mặt ai. Năm này qua năm khác sống trong một thể chế như vậy, nên bọn họ cũng không có ý thức phản kháng và đấu tranh để được gặp mặt bệnh nhân. Trong mắt của Lâm Thanh Nguyên và Vương Tu Thân thì biểu hiện của Tần Lạc rất là tốt, họ cảm thấy được an ủi vô cùng. Hai người nhìn nhau, đều có thể thấy được niềm vui mừng trong mắt của người đối diện. Ánh mắt Kiều Mộc sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Lạc cũng nhìn lại hắn không một chút nhân nhượng. Trời đất bao la, tính mạng con người là vô cùng to lớn. Y học là thứ yêu cầu chặt chẽ. Nó không thể là không nhìn thấy được tình hình cụ thể của bệnh nhân mà có thể chẩn đoán ra bệnh tình của bệnh nhân, cùng với việc nghĩ ra biện pháp trị liệu hữu hiệu nhất. Hắn là thần y, hắn không phải là thần tiên. Một lúc lâu sau, ánh mắt của Kiều Mộc cuối cùng cũng chuyển sang người con gái bên cạnh, hỏi, Ly, cô nghĩ thế nào? Tần Lạc giật mình, cảm giác thân phận người con gái tên Ly này còn cao hơn Kiều Mộc nhiều. Cô nàng vẫn chăm chú nhìn vào khuôn mặt quay nghiêng một bên của Tần Lạc, sau khi nghe thấy Kiều Mộc nói liền lạnh lùng đáp, đưa anh ta vào. Vừa dứt lời, nàng từ trên ghế liền đứng phắt dậy. Nàng đứng dậy cũng không sao, nhưng lập tức làm cho Tần Lạc thấy tự ti. Mặc dù nàng đi giày cao gót có thành phần ở bên trong, nhưng, hai người đứng cạnh nhau, nàng vẫn cao hơn Tần Lạc một chút. Tần Lạc, hãy đi theo tôi. Kiều Mộc làm động tác thỉnh cầu rồi nói với Tần Lạc. Chương 133, xin thần y hãy bắt mạch cho tôi. Tần Lạc vốn nghĩ rằng tình trạng sức khỏe thực tế của người bệnh trong ngôi nhà nhỏ này căn bản không phải như vậy. Thiếu nữ áo đen đi trước dẫn đường, Kiều Mộc đi giữa, Tần Lạc đi theo phía sau cùng. Ba người đáp thang máy chuyên dụng xuống lầu, sau đó xuyên qua một rừng cây, đi qua mấy hòn non bộ, dọc theo một khe suối tiến về phía trước, cuối cùng đến một cánh cổng của một biệt viện của một nơi khác bên cạnh con suối. Cỏ mọc tùm, cây leo quấn xung quanh. Khu biệt viện này rất nhỏ, nó hoàn toàn mang phong cách kiến trúc cổ Trung Quốc. Cổng gỗ màu đỏ thẫm, tường cao ngói đỏ, thoạt trông khác biệt vô cùng. Ở nơi non nước hữu tình này, xuất hiện một nông trại như vậy, làm cho người ta có cảm giác thoải mái vô cùng. Trước cổng có một ông lão nằm trên ghế trúc, có một quyển sách cổ màu vàng ố che một bên mặt của ông lão lại, hình như ông lão đang ngon giấc, tiếng chân của khách cũng không làm cho ông phải giật mình tỉnh dậy. Thiếu nữ mặc áo đen quay lại nhìn Tần Lạc một cái, rồi nói, đừng ăn nói linh tinh đấy. Tôi là bác sĩ, Tần Lạc nói, không để cho bác sĩ được nói, thì cô đưa tôi đến đây làm gì? Không cho anh nói, thì anh không được nói. Anh có tin là tôi sẽ giết anh không? Thiếu nữ cũng không ngờ Tần Lạc lại phản bác lại mình, giọng nói tỏ ra rất tức giận. Tùy cô, Tần Lạc nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Hắn e rằng nếu cứ cãi nhau thế này, thiếu nữ lại rút dao ra múa lung tung thì nguy to. Đây là loại con gái gì không biết, tính tình nóng như lửa vậy. Xem cô ả về sau có lấy chồng được không? Thiếu nữ mặc áo đen giờ mới thấy bằng lòng, đẩy cánh cửa đã bong gần hết màu sắc, cẩn thận nhẹ nhàng tiến vào trong. Vừa đi vào trong vườn, bên tai đột nhiên vọng đến một tiếng quát già nua đầy phẫn nộ, Ly, ta đã nói là không được đem bác sĩ đến đây cơ mà. Sao con không nghe lời hả? Thiếu nữ áo đen lại quay lại trợn mắt lên nhìn Tần Lạc, trong khi Tần Lạc đang cố gắng hết sức để hiểu được hàm ý ánh mắt của cô ta, thì Ly đã nhanh bước vào trong phòng. Rất nhanh, trong phòng liền vọng ra tiếng nói của Ly, nghĩa phụ, con chỉ là đem một bác sĩ trung y đến để xoa bóp cho nghĩa phụ thôi mà. Xoa bóp thì cần bọn chúng làm gì? Giọng của ông lão có phần tức giận, để nó đi về đi, ta không muốn gặp bất kỳ ai. Nghĩa phụ, người không muốn gặp cả con nữa sao? Giọng của Ly buồn bã nói. Nghe tiếng nói vọng ra từ trong phòng, suýt nữa thì Tần Lạc té luôn xuống đất.
đây có phải giọng nói của cô bé ngổ ngáo, động một cái là rút dao đòi chém người đây không? Thì ra, mỗi một người phụ nữ đều có một mặt khác. Tần Lạc đột nhiên nghĩ, nếu như Lâm Hoán Khê cũng nũng nịu với hắn như vậy, thì không biết cảm giác sẽ ra sao nhỉ? Hoặc là, Văn Nhân Mục Nguyệt nắm lấy cánh tay hắn lắc đi lắc lại, nũng na nũng nịu một lần như thế. Chỉ nghĩ vậy thôi mà xương cốt trong người Tần Lạc như muốn vỡ ra rồi. Chờ chút nữa vào trong nói năng cẩn thận đấy. Tính tình của Long Vương nóng nảy lắm. Kiều Mộc thì thầm bên tai Tần Lạc. Long Vương gì cơ chứ? Trong óc Tần Lạc đột nhiên hiện lên nhân vật Đông Hải Long Vương râu tóc sum xuê trong tác phẩm, cưỡi mây về gió bay trên trời. Chỉ cần hắt xì hơi một cái, là hạ giới sẽ có một trận mưa lớn. Cũng có nghĩa là nguồn nước mà chúng ta sinh sống, chính là nước miếng của Long Vương đó. Đã biết tính ta nóng nảy rồi mà còn làm trái ý ta. Kiều Mộc, người cũng muốn làm phản đấy ư? Giọng nói già nua vọng từ trong phòng vọng ra. Kiều Mộc nói giọng nhỏ như vậy, gần như là thì thầm bên tai Tần Lạc, không hiểu sao ông lão đó lại nghe thấy được. Khuôn mặt Kiều Mộc trắng bệch ra, bịch một tiếng quỳ luôn xuống đất. Không có lấy một từ biện hộ cho mình. Trông thấy cảnh tượng trước mắt mình như vậy, Tần Lạc đi cũng dở, ở cũng không xong. Có cảm giác bất lực không biết làm thế nào cho phải. Nghĩa phụ để hắn thử tay nghề một chút xem sao. Kỹ thuật xoa bóp của hắn rất cừ. Nếu như nghĩa phụ cảm thấy không thoải mái, thì lần sau con sẽ không gọi hắn đến nữa. Có được không ạ? Thiếu nữ áo đen vẫn không ngừng nỗ lực công cuộc thuyết phục ông già cứng đầu. Không cần đâu, để hắn đi đi, ông lão nói. Ly, con và Kiều Mộc ở ngoài kia làm những trò quỷ gì, ta đều biết hết. Đừng nghĩ là chân ta không đi được, tay ta không nhấc lên được thì không thấy được các ngươi làm gì, chuyện mà các ngươi làm đều không qua mắt ta được đâu. Tình hình của ta thế nào ta biết, hết thuốc chữa rồi, đừng lãng phí tài nguyên quốc gia nữa. Nghĩa phụ, chúng con biết là không qua mắt nghĩa phụ được. Nhưng, bao nhiêu là con cháu nhà họ Long đều rất quan tâm đến nghĩa phụ, Châu Gia Gia cũng gọi điện thoại đến dặn dò, bằng bất kỳ giá nào cũng phải trị khỏi bệnh cho nghĩa phụ. Nghĩa phụ không trị bệnh. Bọn con biết ăn nói với Châu Gia Gia ra sao đây? Ly nói. Ăn nói cái gì, ta mà đã quyết chuyện gì, thì còn phải lo ăn nói với ai nữa sao? Ông lão phẫn nộ nói. Nhưng, Tần Lạc nghe ra được, giọng của ông lão đã yếu đi rất nhiều. Nghĩa phụ đừng làm khó bọn con nữa được không? Hãy để bác sĩ vào xem bệnh cho nghĩa phụ xem sao. Nếu như bác sĩ nói không có cách nào chữa được, thì bọn con sẽ không đem người đến nữa. Cũng là để người khác yên lòng, như vậy có được không? Giọng của Ly tràn đầy sự mong mỏi. Im lặng một hồi lâu, ông lão hẳn nhiên là đang suy ngẫm. Một hồi lâu sau, mới nặng nề thở dài nói, bộ dạng ta đã thế này rồi, không muốn gặp người ngoài chút nào. Ai, thôi không sao, để hắn vào đây xem thế nào, chỉ có lần này thôi đấy, không được có lần sau nữa. Tốt quá, cảm ơn nghĩa phụ, con đi gọi hắn vào ngay đây. Ly vui vẻ nói. Nhanh chân chạy ra ngoài. Đi theo tôi, không được ăn nói linh tinh. Anh nên nói là sẽ chữa khỏi bệnh cho nghĩa phụ của tôi. Ly thầm dặn dò bên tai của Tần Lạc. Tôi không biết nói dối. Tần Lạc lắc đầu nói. Xoẹt. Không biết xảy ra chuyện gì, con dao giấu dưới eo của Ly loáng một cái đã nằm trong tay nàng. Con dao đó kề sát vào cổ Tần Lạc, nói, anh buộc phải biết. Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Có lẽ cái thứ này không khó học cho lắm. Tần Lạc tỏ ra e dè vội vàng đáp. Hắn được cái cứng mồm cứng miệng, nhưng dao của người ta còn cứng hơn mồm miệng của hắn nữa. Và lại, hắn còn trông thấy, bên hông nàng còn đeo một khẩu súng lục màu bạc nhỏ gọn nữa. Dĩ nhiên, khẩu súng to hay nhỏ đều không quan trọng. Quan trọng là viên đạn được bắn ra từ họng súng đều đủ thể giết chết người. Phút, con dao trong tay Ly xoay một vòng, rồi nằm gọn lỏn trong chiếc bao ở trên hông nàng một cách thần kỳ. Tốc độ nhanh đến khó tin. Nhìn cái gì mà nhìn, đi theo ta, thiếu nữ áo đen kéo Tần Lạc một cái, lôi vào trong phòng. Tần Lạc cuối cùng cũng gặp được Long Vương, một ông lão nằm trên ghế trúc. Long Vương thân thể cao lớn, kể cả khi nằm ở đó, cũng làm cho người khác phải e dè. Ghế trúc được làm theo dạng đặc chế, to như một chiếc giường vậy. Như vậy mới có thể dung nạp được thân hình to lớn của Long Vương. Ngũ quan của Long Vương rất phương phi, mắt rậm mày ngài. Môi dày mũi lớn, để một bộ râu xồm xoàm rậm rạp, bộ tóc màu bạc trắng xóa xuống ghế trúc, trông như lâu lắm rồi chưa được cắt tỉa vậy. Chân và tay của ông ấy không động đậy được, chỉ có đầu của ông ấy còn quay đi quay lại được.
Khi ánh mắt của ông ta nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, thì cũng giống như Kiều Mộc, Tần Lạc suýt chút nữa thì quỳ luôn xuống đất. Không phải hắn chủ động muốn quỳ xuống, mà là do có một cảm giác áp lực to lớn ập đến nên mới như vậy. Giống như một hòn núi cao, một con sông lớn vậy, làm cho đầu gối người ta run rẩy, như muốn đổ gập xuống. Tần Lạc giờ mới hiểu, tại sao hắn đến đây cảm thấy mỗi một nơi mà hắn đi qua, mọi vật nhìn đều vô cùng giản đơn, nhưng lại làm cho người ta không thể dùng lời nói để hình dung được sự uy nghiêm của nơi này. Bởi vì, nơi này có một chủ nhân như vậy, chính là do có một người chủ như vậy, nên những cảnh vật nơi đây cũng mang một vẻ tôn nghiêm vô cùng. Ông lão này rốt cuộc là người như thế nào? Tại sao bọn họ lại gọi ông ta là Long Vương? Cũng may trong mình Tần Lạc kịp thời điều chỉnh vận chuyển nội tức, hóa giải luôn luồng áp lực đó, thế nên hắn mới không bị mất mặt trước mọi người. Ánh mắt của ông lão đột nhiên ánh lên. Nhóc con, Huyền Cơ Tử là gì của ngươi? Huyền Cơ Tử, đó là ai vậy? Tần Lạc mới đầu vẫn chưa kịp phản ứng, cảm thấy cái tên này lạ hoắc. Chờ đến lúc hắn nhớ ra Huyền Cơ Tử là một vị sư phụ mà hắn mới bái lại gần đây, còn mình thì mang thêm một cái đạo hiệu đau khổ là Không Cơ Tử, thì hắn mới há hốc mồm kinh ngạc. Ngay cả người như Long Vương mà cũng biết đến danh tiếng của sư phụ hắn, xem ra sư phụ của hắn cũng không phải là hạng giang hồ thuật sĩ tầm thường. Có lẽ, cũng có bản lĩnh đầy mình, về sau phải dò hỏi lại cho kỹ mới được. Huyền Cơ Tử là sư phụ của tôi. Tần Lạc thật thà đáp. Đệ tử của thiên hạ đệ nhất đạo, cũng không tầm thường. Người tu đạo lợi hại như vậy, lẽ nào còn biết chữa bệnh cứu người sao? Long Vương nhìn Tần Lạc hỏi. Tôi không tu đạo, tôi chỉ chữa bệnh cứu người. Tần Lạc đáp. Xem ra, họ đã lẫn lộn toàn bộ ngành nghề của nhau rồi. Đầu tiên hắn là một vị bác sĩ trung y, sau đó mới là một đạo sĩ. Bác sĩ trung y là nghề chính của hắn, còn đạo sĩ, chẳng qua là một nghề tay trái, dùng để đùa nghịch cho vui vậy thôi. Được, nể mặt ông bạn lâu năm, ta cho cậu một cơ hội. Cậu đến đây bắt mạch cho ta xem, Long Vương nói. Tần Lạc vẫn đứng im chỗ cũ không hề động đậy, chỉ nhìn Long Vương rồi cười tủm tỉm. Bảo anh đến đó bắt mạch, anh có nghe thấy không thế? Ly trừng mắt nhìn Tần Lạc nói. Thực ra, ông không cần phải nể mặt sư phụ của tôi, để cho tôi cơ hội đâu. Tần Lạc nhìn vào Long Vương đáp. Thứ nhất, tôi là một bác sĩ. Ông là bệnh nhân, tôi có thể chữa hoặc không chữa cho ông. Nhưng ông thì không thể lựa chọn như tôi được. Thứ hai, y thuật của tôi là do tự tôi học mà có, không liên quan gì đến sư phụ của tôi cả. Thứ ba, tôi luôn hết mình trị bệnh cho bệnh nhân của tôi. Bệnh nào mà không chữa được, thì tôi cũng chỉ có thể nói câu xin lỗi mà thôi. Thế nên từ trước đến giờ không bao giờ có chuyện phải nể mặt người khác mà tôi phải đi chữa bệnh cả. Anh đang muốn thể hiện khí cốt của anh sao? Lisa sầm mặt lại nói. Tên danh này dám cả gan đứng trước mặt Long Vương mà đàm luận về vấn đề thể diện, đúng là hắn đã chán sống rồi. Tôi đang giữ sự tôn nghiêm của một vị bác sĩ cần có. Tôi đến để chữa bệnh, cứu người. Tôi là người ban phát cho người khác, chứ không phải là người nhận ân huệ của người khác. Tần Lạc cố chấp nói. Về phương diện khác Tần Lạc đều rất dễ nói chuyện, nhưng, nếu có liên quan đến vấn đề y thuật, thì sự cố chấp cao ngạo của hắn làm người ta khó chịu vô cùng. Ánh mắt Ly lóe lên, rút dao xông vào Tần Lạc. Tần Lạc đã chịu rất nhiều sự áp bức của phái yếu, nên biết phái yếu không đáng tin cậy chút nào, vậy nên đã sớm đề phòng sự tấn công đột ngột của cô gái này. Khi cảm thấy ánh mắt của cô ta thoáng có gì không ổn, Tần Lạc đã tự động lùi lại một bước. Quả nhiên, đúng vào cái chỗ mà hắn vừa đứng, có một đường ánh sáng bạc lóe qua. Ánh sáng đó chính là vết cắt của con dao trên tay của Ly để lại. Ly không ngờ rằng Tần Lạc dự đoán trước được ý đồ của mình, thoát được sát chiêu của nàng chỉ trong gang tấc. Khuôn mặt ngạc nhiên vụt thoáng qua, rồi tiếp tục cầm dao xông đến. Ly, dừng tay, cuối cùng Long Vương cũng phải buông miệng nói. Thân hình của Ly chững luôn lại, căm hận nhìn Tần Lạc một cái, rồi mới đút dao lại, đứng về chỗ cũ. Không tồi, bây giờ cũng hiếm khi gặp được người trẻ tuổi nào cao ngạo như vậy. Long Vương nói, so với cái bọn đứng trước mặt ta mà hai đầu gối run run như muốn quỳ, thì ngươi hơn bọn họ rất nhiều. Rất giống ta hồi trẻ. Ông lão này kỹ thuật ăn nói thật là cao siêu, ngoài mặt như là khen người khác, kỳ thực lại chính là đang tự khen mình. Có niềm say mê, thì mới làm nên chuyện được. Ta tin cậu là một vị bác sĩ tốt, ta xin lỗi những lời nói vừa rồi đã nói với cậu. Ánh mắt sáng quắc, có thể đốt cháy người khác của Long Vương chăm chăm nhìn vào Tần Lạc, nói, xin thần y hãy bắt mạch cho tôi.
Chương 134, có thù phải trả. Tần Lạc tuy có nghe nói đến loại bệnh này, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với bệnh án như thế này. Thế nên, trong lúc bắt mạch, hắn vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. Có thực tiễn thì sẽ có cách để giải quyết, chỉ có đích thân mình chữa trị qua rồi, thì mới có thể nắm bắt được đặc tính của chứng sơ cứng dần, này. Cậu có chữa được không? Long Vương nhìn Tần Lạc nói. Giọng nói không hề có một chút lo lắng hoặc sợ hãi, mà nó giống như hai người bạn ngồi nói chuyện phiếm với nhau vậy. Không chữa được, Tần Lạc lắc đầu. Lông mày của Ly cau lại, dao trong tay nàng không ngừng kêu lên vun vút, suýt mấy lần định xông lên làm thịt tên khốn này. Lúc nãy ở trong vườn rõ ràng là đã dặn dò hắn, phải học nói lời nói dối chân thành, phải tỏ rõ sự tự tin trước việc chữa trị căn bệnh này. Kể cả không có đủ tự tin thì cũng phải giả vờ làm ra vẻ như bệnh mà rơi vào tay mình thì chắc chắn sẽ khỏi. Không ngờ, thoát một cái tên danh này lại nói ra sự thật. Thật đáng ghét. Sinh lão bệnh tử, là quy luật của trời. Thân thể ta thế nào, ta biết. Cũng tại Ly và mấy người nữa cứ đòi như vậy. Chứ sức con người sao địch nổi với lẽ trời được. Long Vương nói với một vẻ mặt thư thái. Bệnh này với chuyện sức người không địch nổi lẽ trời chẳng liên quan gì đến nhau cả. Tôi nói không chữa được là có ba nguyên nhân. Tần Lạc nhìn vào Long Vương nói. Thứ nhất, ông có thái độ cự tuyệt, và không đủ lòng tin vào công việc chữa bệnh. Thứ hai, bây giờ mới chữa bệnh đã quá muộn vì bệnh đã đi vào thời kỳ cuối. Cơ bắp trên người ông đã teo tóp một cách nghiêm trọng. Thứ ba, đây cũng là lần đầu tôi tiếp xúc với căn bệnh này, không có kinh nghiệm chữa trị thành công căn bệnh này bao giờ cả. Chữa không được thì thôi, sao còn lắm điều già mồm như vậy chứ? Đi, tôi đưa anh ra ngoài. Ly bây giờ rất phản cảm với Tần Lạc, mặt nàng nặng như chỉ nói với hắn. Tên nhãi danh, xem ra ngoài kia ta sẽ cho người biết thế nào là lễ độ. Long Vương nhìn vào Tần Lạc, như có điều gì muốn nói, bèn hỏi. Vậy thì, ý của cậu là, vẫn còn hy vọng cứu chữa được. Đúng vậy, nếu như ông dám để mặc cho tôi làm theo ý tôi muốn. Tần Lạc gật đầu đáp. Hắn có thể chữa trị thử xem thế nào, nhưng không có đủ 100% tự tin là chữa khỏi bệnh. Hơn nữa, phương pháp trị liệu của hắn có chút gì đó rất khác người. Có thành công hay không, thì vẫn là một ẩn số. Thế nên, chỉ có thể nói là vẫn còn hy vọng cứu chữa được mà thôi. Long Vương đột nhiên cười lớn. Đám râu sum xuê dưới cằm của ông ta cũng rung rinh theo. Chỉ vì ngã bệnh, mà chân và cánh tay của ông ta không động đậy được, trạng thái nét mặt cũng không được phong phú. Nhưng, ông ta vẫn cười được cái điệu cười ngạo nghễ, coi trời bằng vung của mình. Có gì mà không dám cơ chứ? Cả đời này, ta thực sự chưa từng biết sợ thứ gì cả. Nếu cậu đã nói như vậy, cứ để cho cậu chữa thử cũng có làm sao đâu. Cậu tên là gì vậy? Long Vương nhìn Tần Lạc hỏi. Ly đứng bên cạnh bĩu môi, nghĩa phụ rất ít khi chủ động hỏi tên người khác. Khi ông hỏi tên của người khác, thì điều đó chứng tỏ là ông rất xem trọng người này. Tần Lạc trả lời. Tốt lắm, Tần Lạc, từ giờ trở đi, cậu sẽ là người chữa bệnh cho ta. Long Vương nói một cách chân thành. Hồi trước, ta chỉ tin có mình ta mới đem kỳ tích đến cho bọn thuộc hạ. Bây giờ, ta muốn làm một người ngoài cuộc đi chứng kiến kỳ tích của người khác. Trong lời nói của Long Vương ẩn chứa hàm ý ủng hộ Tần Lạc. Để mặc Tần Lạc chữa trị theo ý của hắn, không để cho hắn có thêm một áp lực nào nữa. Ông cứ yên tâm, tôi sẽ không để ông phải thất vọng đâu. Chỉ có thể tốt hơn chứ không có chuyện tồi tệ hơn đâu, Tần Lạc cười nói. Dù sao thân thể của ông cũng đã như vậy rồi, kể cả tôi không chữa khỏi bệnh được cho ông đi chăng nữa, tôi cũng có thể làm chậm sự phát triển của căn bệnh trên người ông. Ông cũng không có bất kỳ tổn thất gì, đúng không? Khi nào bắt đầu điều trị? Long Vương hỏi. Bây giờ. Tần Lạc quay người lại nói, đi tìm cho tôi một hộp ngân châm. Ngươi, Ly suýt chút nữa thì lại phi con dao đến chỗ hắn. Tên danh này dám cả gan sai bảo mình. Nhưng lại nghĩ đến bệnh tình của nghĩa phụ, nàng đành nín nhịn trong lòng không đành phát tác. Tiểu tử, mong rằng ngươi sẽ chữa trị được bệnh của nghĩa phụ ta. Nếu không thì ngươi chết chắc rồi. Ly nghiến răng nói với Tần Lạc. Sau đó quay người đi ra ngoài. Trong phòng hiện giờ chỉ còn Long Vương và Tần Lạc hai người, Tần Lạc đột nhiên cảm thấy có chút hồi hộp lo lắng trong người. Theo đạo lý mà nói, hắn là một người bình thường. Đối phương chỉ là một ông lão có thân hình cao to nhưng bị liệt, chẳng có gì đáng phải sợ ông ấy cả. Thế nhưng, đối phương luôn tạo cho hắn một cảm giác lạnh gáy, giống như một lưỡi dao sắc ngọt vậy. Khi bạn không may vô tình bắt gặp ánh mắt vô cùng bá đạo của ông ấy,
trong lòng bạn sẽ có cảm giác như bản thân mình đang ở trong vòng nguy hiểm vậy. Cảm giác này giống như bạn đi sâu vào bên trong rừng già, đột nhiên bị một con hổ đang rình rập bạn vậy. Ngày trước ông đã từng bị thương phải không? Tần Lạc hỏi. Vừa nghe Tần Lạc dứt lời, Long Vương liền cười lớn, nói, cả một đời chinh chiến, các trận chiến lớn nhỏ cộng lại cũng phải vài nghìn trận. Làm sao mà không bị thương được cơ chứ? Cả đời chinh chiến, các trận chiến lớn nhỏ cộng lại cũng cả nghìn trận. Đây là thời đại hòa bình mà, làm gì có chiến tranh cơ chứ? Tần Lạc càng tò mò về thân phận của ông lão này hơn. Đây rốt cuộc là một nhân vật truyền kỳ ghê gớm dường nào vậy? Tôi có thể xem các vết thương trên người ông chứ? Tần Lạc hỏi. Sao lại không được, những vết sẹo là huân chương danh dự của người chiến sĩ mà. So với huy chương chó má mà nhà nước phong tặng thì nó đáng giá hơn rất nhiều. Nhưng mà, có lẽ phải phiền cậu tự xem lấy vậy. Long Vương cười lớn đáp. Tần Lạc gật cười đầu, vén chiếc áo trên người Long Vương lên. Sau đó, hắn không kìm nổi phải hít lấy một hơi dài. Thân thể của Long Vương làm cho Tần Lạc có một cảm giác như là, cầm một tờ giấy hoàn chỉnh đặt lên trên mặt bàn, sau đó cho một người cầm con dao thái rau khía ngang khía dọc lên đó cả trăm nhát dao. Cho đến bây giờ khi ông ấy vẫn còn sống sót, đúng là một kỳ tích. Ngạc nhiên lắm phải không? Long Vương trông thấy Tần Lạc cứ há hốc mồm kinh ngạc, liền cười hỏi. Có đôi chút, thời đại hòa bình rồi, khó mà có thể tưởng tượng được ông lại bị thương nghiêm trọng đến như vậy. Tần Lạc thẳng thắn gật đầu trả lời. Thời đại hòa bình cái chó gì? Long Vương sa sầm nét mặt xuống nói ngoài mặt thì trời yên bể lặng, nhưng thực chất bên trong thì giông tố bão bùng. Có ngày nào mà không có chiến tranh xảy ra? Có ngày nào mà không có người chết? Chiến tranh biên giới, xung đột vùng biển, chiến tranh trên không, có những thứ mà bọn ngươi không bao giờ thấy được cả. Long Vương nhìn những vết thương trên cơ thể mình, khuôn mặt ông lộ vẻ tưởng nhớ nhưng đầy hối tiếc, nói, mấy thằng danh đó ra tay thật là tàn nhẫn. Nhưng mà, từng người trong bọn chúng vẫn bị ta đá cho đầu tan sọ nát. Tiếc thật, về sau ta không còn cơ hội để xử lý bọn chúng nữa rồi. Không chừng vẫn còn cơ hội đó. Tần Lạc cười đáp. Ha ha, được, lần này ta tin cậu. Long Vương cười lớn nói. Ly cầm một hòm ngân châm đi tới, trông thấy Tần Lạc nói chuyện với nghĩa phụ rất vui vẻ, có phần kinh ngạc khó hiểu. Sau khi bị bệnh, tính tình nghĩa phụ lại thay đổi nhanh đến vậy sao? Ngày trước nghĩa phụ đối với thuộc hạ không phải là đánh thì cũng là chửi, chưa bao giờ nói chuyện tử tế được cả, vậy sao lại nhiệt tình với tên danh này vậy? Có phải cái này không? Ly đưa hộp châm lên hỏi Tần Lạc. Đúng rồi, cảm ơn cô. Tần Lạc gật đầu cô giúp tôi đi tìm cồn để diệt trùng được không? Ly sững người, rồi quát lên, tên tiểu tử này, người muốn chết hay sao? Sao lúc nãy không nói luôn đi, mà bây giờ mới nói chứ? Lúc nãy tôi quên. Anh muốn trả thù tôi đấy hả? Cô nghĩ thế cũng được. Tần Lạc nói, hắn ghét nhất là đàn bà con gái lại hay nghịch dao với kéo. Càng ghét cay ghét đắng loại đàn bà cầm dao quẹt đi quẹt lại trên cổ của hắn. Như thế làm cho hắn chẳng cảm thấy an toàn chút nào. Ngươi! Cô không muốn chữa khỏi bệnh cho nghĩa phụ của cô sao? Tần Lạc quay lại nhìn Ly một cái rồi hỏi. Khuôn mặt của Ly tức đến nỗi như muốn nổ tung ra, hai hàng mi mắt chớp chớp, nhưng vẫn thản nhiên cười với Tần Lạc, nói, đại gia, người còn yêu cầu gì nữa không ạ? Để tiểu nữ đi làm hết luôn một lần cho xong ạ. Tần Lạc trông thái độ của cô ta cũng có vẻ thành khẩn, bèn nói, tiện thể lấy một chậu nước nóng đến đây. Vâng, thưa đại gia, Ly cười lạnh nói, tên nhãi danh nhỏ mọn khốn kiếp này, nếu như không phải mình nịnh hắn, chỉ e là hắn thấy mình đem cồn về rồi, chắc chắn lại bắt mình chạy đi lấy chậu nước nóng nữa mới thôi. Rất nhanh, Ly đã đem đến bông cồn và một chậu nước nóng. Sau khi Tần Lạc dùng cồn sát trùng mấy cái ngân châm, liền vén ống tay áo của Long Vương lên, châm một châm vào khớp trên cánh tay của ông ấy rồi hỏi, ông có cảm giác gì không? Không, Long Vương trả lời. Tần Lạc gật gật đầu rồi rút ngọn ngân châm ra, lại tiếp tục đâm vào chỗ vừa xong, hỏi, lần này đã có cảm giác chưa? Vẫn chưa có, Long Vương nói. Nét mặt của Tần Lạc không có chút biểu cảm gì cả, làm cho người ngoài không thể biết được hắn đang vui hay buồn. Ly vẫn nhìn chằm chằm vào mặt của Tần Lạc, muốn dò xét xem từ trên nét mặt của hắn có thể đoán ra được là hắn có chữa khỏi được bệnh cho nghĩa phụ hay không. Nhưng, nàng cũng chẳng nhìn được điều gì cả. Tần Lạc lại rút cây ngân châm ra, sau khi dùng cồn diệt trùng xong thì lấy hai ngón tay siết chặt ngọn châm, nhằm vào một huyệt vị khác, sử dụng thiên toàn thức từ từ từng tí một châm vào.
có cảm giác chưa? Tần Lạc hỏi. Long Vương cẩn thận cảm nhận một lúc, cười nói, tay này của ta đã bị tàn phế rồi. Cậu đừng hao tâm tổn huyết làm gì nữa. Bây giờ thì sao? Tần Lạc xoay thêm một vòng rồi hỏi. Không có ý, đột nhiên, Long Vương kinh ngạc kêu lên, hình như có gì đó khang khác. Có một luồng khí lạnh, rất lạnh, lạnh như băng vậy, chính cái chỗ mà cậu châm vào ấy. Long Vương nói. Thông thường mà nói, khi cơ bắp bị teo tóp, thì thần kinh cảm giác sẽ phản ứng chậm hoặc là biến mất. Sẽ không cảm nhận được tác động của ngoại giới tác động vào, hoặc là không còn có cảm giác đau đớn nữa. Cái này chứng tỏ, lớp cơ chỉ ở trong trạng thái chết giả mà thôi. Tần Lạc gật đầu cười. Vậy là lại có thêm một phần thành công nữa rồi. Tần Lạc lại rút châm ra, lần này hắn châm vào đầu gối của Long Vương, hỏi, có cảm giác không? Có, cũng lại là cảm giác lành lạnh tại chỗ bị châm. Long Vương nói. Vậy là có thêm hai phần thành công rồi. Châm thứ ba, Tần Lạc châm vào phần eo của Long Vương. Có cảm giác gì không? Tần Lạc hỏi. Lần này, Long Vương lắc đầu. Tần Lạc lại xoay chiếc châm thêm lần nữa, ngân châm lại đâm sâu vào thịt thêm một phần. Có cảm giác gì không? Không. Tần Lạc liên tục xoay châm thêm hai lần nữa, ngân châm dường như đã châm rất sâu vào bên trong người của Long Vương. Tần Lạc hỏi, có cảm giác chưa? Vẫn chưa, Long Vương rất cẩn thận cảm nhận từng chút một, lắc đầu nói. Chỗ này có phải đã từng bị thương phải không? Tần Lạc hỏi. Đúng vậy, bị Đông Dương thần Nhật đả thương. Long Vương nhớ lại chuyện cũ, vẻ mặt trở nên hung hãn. Mắt như chuông đồng, tóc dài phấp phới. Trông ông xù lên giống như một con nhím như đang sắp sửa chiến đấu với đối phương để tự bảo vệ mình, những ngọn lông sắc nhọn đều dựng hết cả lên hướng về phía trước. Sát khí vụt hiện lên trong ánh mắt ông, toàn bộ con mắt của ông đỏ au như khát máu vậy. Nghĩa phụ, đừng quá xúc động, chờ bệnh của nghĩa phụ khỏi rồi, còn có thể tìm hắn để trả thù mà, Ly ôm chầm lấy cánh tay của Long Vương an ủi ông. Và lại, nghĩa phụ đã chặt đứt một cánh tay của hắn rồi. Lần sau gặp lại, chắc chắn là hắn không còn là đối thủ của nghĩa phụ nữa đâu. Hai cha con nhà này nói chuyện với nhau toàn máu me chém giết hết cả, thế mà Tần Lạc ngồi đó nghe cũng không cảm thấy có điều gì kỳ quái cả. Mà ngược lại, hắn thấy đó là chuyện đương nhiên. Người như vậy, thì cũng chỉ nói những chuyện như vậy mà thôi. Ông bị trúng độc, Tần Lạc nói, lưỡi dao của hắn có bôi một chất độc mãn tính. Nhìn từ bề ngoài, thì không dễ để nhìn ra được, thế nhưng, nếu ông không chú ý nó, thì chỉ cần dính dù chỉ một chút chất độc thôi, nó cũng đủ ăn mòn các tổ hợp thần kinh tại miệng vết thương. Tổ hợp thần kinh bị tổn hại, dĩ nhiên sẽ làm cho cơ bắp bị teo tóp lại. Mẹ kiếp, bọn khỉ Đông Dương đúng là một bọn hèn hạ. Ly chửi rủa, thế có còn cách chữa trị nó không? Chương 135, chữa lành bệnh tôi sẽ lấy anh, chữa không lành bệnh tôi sẽ giết anh. Tôi sẽ cố gắng hết sức, Tần Lạc nói. Ly bĩu bĩu môi nói. Bác sĩ các người lúc nào chẳng thích nói câu sẽ cố gắng hết sức. Cố gắng hết sức sự thực là không nắm chắc có chữa được hay không. Tần Lạc cười cười nói, tôi đúng là cũng không chắc chắn lắm. Ly ngẩn người ra một lúc, đột nhiên nghĩ ra, đáng lẽ mình nên nói những lời cổ vũ hắn, để cho nghĩa phụ có thêm lòng tin để chữa bệnh mới đúng chứ. Nhưng cũng chỉ vì muốn đả kích Tần Lạc vài câu, không ngờ lại đi ngược với ý muốn ban đầu của mình. Tuy vẫn muốn phản bác lại Tần Lạc vài câu, nhưng lại lo gã này sẽ nói thẳng ra là bệnh này không chữa được thì nguy. Thế là nàng đành phải nhẫn nhịn sự phẫn nộ vào trong lòng, im lặng đứng yên một bên. Con dao xoay nhanh như chớp trong lòng bàn tay nàng phát ra những tiếng vun vút. Giống như nàng đang muốn phát tiết những sự bất mãn ở trong người lên nó vậy. Cuối cùng thì Tần Lạc cũng thấy cô nàng không nói thêm câu gì nữa. Lúc này hắn mới quay đầu lại nói với Long Vương, cây châm đầu tiên mà tôi châm vào là ngũ long châm pháp của gia tộc Châm Vương. Ông không hề có phản ứng gì với nó. Lần châm thứ hai đổi thành thiêu sơn hỏa của, nhưng tay của ông vẫn không có cảm giác nào. Cho đến khi tôi dùng thấu tâm lương, thì ông mới cảm nhận thấy hàn khí, điều này chứng tỏ rằng, thân thể của ông là thuộc tính hỏa. Nếu ngày nào cũng dùng thấu tâm lương châm pháp kích thích nó một phen, có lẽ có thể kích thích những tổ hợp thần kinh bên trong. Tất nhiên, đây chỉ là dự tính khởi điểm của tôi. Có hiệu quả hay không, thì cần phải tiến hành điều tra thêm mới biết rõ được. Ngoại trừ dùng châm cứu kích thích ra, tôi hàng ngày sẽ bỏ ra nửa giờ đồng hồ để xoa bóp cho ông. Xoa bóp cũng có thể xúc tiến sự tuần hoàn máu huyết. Rất có ích cho sự hồi phục thân thể. Tần Lạc nhìn vào vùng bụng của Long Vương, nói, vùng bụng trúng độc. Về mặt này thì có thể tìm Tây Y để nghiên cứu phân tích thêm cũng được,
xem nó rốt cuộc là chúng loại độc gì. Tuy thời gian hơi lâu một chút, nhưng cũng không phải là không trừ khử được chất độc này. Chờ khi độc tố được bài trừ sạch sẽ rồi, chữa bệnh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tần Lạc nhìn vào chậu nước nóng, nói với Ly, rửa chân cho Long Vương đi. Không cần đâu, để người giúp việc vào đây rửa giúp ta là được rồi. Long Vương có vẻ rất cưng chiều nghĩa nữ của mình, nên ông mới nói thay cho Ly. Ông cũng nhận ra được sự thù địch trong mắt của đôi bạn trẻ này. Sao lại phải tìm người giúp việc đến rửa cơ chứ? Con gái rửa chân cho cha không phải là lẽ đương nhiên ư? Tần Lạc cười nói. Nói thì nói như vậy, nhưng trong đời sống thực này, còn có bao nhiêu người con, còn đi rửa chân cho cha mẹ nữa đâu. Ly hung hăng trợn mắt nhìn Tần Lạc một cái, rồi cười nói với Long Vương, đúng đó nghĩa phụ, tại sao phải tìm người giúp việc cơ chứ? Con rửa cũng được mà. Nói rồi, nàng liền đút con dao vào trong chiếc bao da ở trên hông mình. Sau đó cởi bỏ chiếc găng tay đen bên tay phải ra, cầm lấy khăn cẩn thận lau chân cho Long Vương. Tần Lạc giờ mới nhận ra, lưng bàn tay phải của Ly có một vết sẹo dài. Từ phía ngoài khớp các đốt ngón tay kéo dài xuống phía dưới, cho đến tận đầu đốt ngón tay. Làm cho bàn tay vốn trắng như ngọc của nàng mang một vẻ đanh ác vô cùng. Tần Lạc lập tức nhớ ngay tới sản phẩm phấn dưỡng da kim dũng của mình. Vết sẹo của nàng tuy rất nặng, nhưng, nếu gỡ bỏ vết sẹo đi, bôi làm nhiều lần, thì cũng có thể khôi phục lại như cũ được. Nhưng, Tần Lạc lại nhớ đến thái độ của Ly với mình. Một cô gái như vậy, chơi gì hay không chơi, lại thích chơi dao, ta chả thèm giúp cô ta nữa. Tần Lạc bụng dạ hẹp hòi thầm nghĩ. Chờ cho Ly lau sạch sẽ chân của Long Vương xong, Tần Lạc cầm cây châm lên, bắt đầu dùng thấu tâm lương châm pháp, châm vào huyệt dũng tuyển dưới lòng bàn chân Long Vương. Đây là tư bổ chi rất có ích cho việc khôi phục của Long Vương. Tần Lạc châm hết các huyệt đạo trên người Long Vương, rồi lại dùng khoảng nửa tiếng đồng hồ để xoa bóp các huyệt ở toàn thân, mới sức tàn lực kiệt kết thúc ngày chữa bệnh đầu tiên của mình. Nhưng, cũng phải nói là thể chất của Long Vương rất tốt. Khi châm cứu các huyệt vị, ông đều có cảm nhận vô cùng rõ ràng. Điều đó cũng làm cho phương pháp trị liệu của Tần Lạc có thêm một phần thành công nữa. Nếu như không có căn cứ hoàn toàn chắc chắn, thì Tần Lạc cũng đành bất lực. Do Tần Lạc châm vào huyệt hôn mê, nên sau khi trị liệu xong, Long Vương cũng dần dần thiếp đi. Tần Lạc thu lại bộ châm vào hộp, rửa tay xong, quay ra nói với Ly, tôi có thể về được rồi chứ. Lẽ nào anh còn muốn ăn ngủ luôn ở đây sao? Ly phản bác lại, nàng đi trước dẫn đường, dẫn Tần Lạc quay trở lại bằng con đường cũ. Tôi không dám ăn ngủ tại nơi này của cô đâu, Tần Lạc nói, ở cùng một cô gái như thế này, nửa đêm rất có thể còn bị dao kề lên cổ vuốt đi vuốt lại ấy chứ. Anh có ý gì chứ? Lẽ nào tôi ăn thịt anh hả? Ly tức giận quay lại quát. Cô không ăn thịt tôi, nhưng cô sẽ giết tôi. Tần Lạc cười khổ nói. Cảm giác như cô gái này luôn nghĩ mình là người tốt lắm hay sao ấy. Hoàn toàn không ý thức được, nàng đích thị là một cô nàng ngổ ngáo, một phần tử khủng bố không sai chút nào. Ly túm lấy cổ áo của Tần Lạc, dí hắn vào một cái cây gần đó, cầm dao lướt đi lướt lại trên cổ của hắn, gầm lên, anh tưởng anh biết trị bệnh, thì tôi sẽ không dám làm gì ngươi sao. Anh có tin là đợi đến khi anh chữa khỏi bệnh cho nghĩa phụ tôi xong, tôi sẽ làm thịt anh không? Bỏ tay ra ngay, con gái con đứa gì mà, động một cái là động dao động kéo thế, Tần Lạc nói. Tôi động dao động kéo thì đã làm sao? Anh làm gì được tôi hả? Trông thấy cô gái này sắp phát điên đến nơi, Tần Lạc vội vàng nói, thực ra lúc cô cười trông xinh lắm, cô nên thường xuyên cười hơn chút nữa. Vẻ mặt Ly cứng lại, nhưng rất nhanh nàng lại đổi ngay nét mặt, giận dữ quát, anh là gì của tôi chứ? Sao tôi lại phải cười với anh? Cô không cười với tôi cũng chẳng sao, nhưng, cô nên cười với người khác ấy. Không chừng, sau này có một anh chàng nào đấy lại chết mê chết mệt nụ cười của cô cũng nên. Tần Lạc dùng giọng nói mê lòng người của một nghệ thuật gia nói với Ly. Phì, tôi thèm vào, tôi chẳng cần người đàn ông nào hết, Ly tức giận nói. Rất nhiều cô gái đều nói câu này, sau đó đều đi lấy chồng hết cả, Tần Lạc đáp. Ly nhìn chằm chằm vào mặt của Tần Lạc một hồi lâu, rồi nàng bất ngờ cười với hắn thật. Nụ cười của nàng vừa ngọt ngào vừa tươi tắn, trông rất giống mấy nhân vật nữ trong truyện tranh. Anh thật có thể trị khỏi bệnh cho nghĩa phụ của tôi. Hơi thở của Ly thơm ngát phả vào mặt của Tần Lạc hỏi. Không biết nàng dùng kem đánh răng nhãn hiệu gì, sao mà thơm quá vậy? Tôi sẽ cố gắng. Cũng không phải không có cơ hội, Tần Lạc nói, đầu của hắn hơi nghế về phía sau,
đúng là vẫn chưa quen được sự dịu dàng bất ngờ của phụ nữ này. Rất tốt, Ly gật gật đầu, nếu anh không chữa được cho nghĩa phụ thì tôi sẽ giết anh. Chấm, gạch dưới trong lịch sử y học, chưa bao giờ có 100% cơ hội chữa lành bệnh được cả. Tần Lạc nỗ lực giải thích, muốn đứng từ khía cạnh khoa học để giải thích cho cô nàng ngổ ngáo này. Phụ nữ không có học, quả là đáng sợ. Đó là chuyện của anh, tôi không cần quan tâm, tôi chỉ cần biết kết quả. Ly nói giọng vô cùng bá đạo. Ly lướt đi lướt lại lưỡi dao sắc lạnh, rồi dùng nó vỗ vỗ nó vào mặt hắn, nói, nếu như anh chữa khỏi được cho nghĩa phụ của tôi sẽ có thưởng cho anh. Thưởng gì vậy? Tần Lạc lộ rõ vẻ vui mừng. Giả dụ như, tôi có thể lấy thân báo đáp, về làm vợ anh. Cái này, Tần Lạc cả giận, đúng là ăn hiếp người khác một cách quá đáng. Chữa không khỏi thì bị làm thịt, chết chắc rồi. Chữa khỏi rồi, phải lấy cô ta. Sống không bằng chết. Chữa khỏi và chữa không khỏi khác gì nhau cơ chứ. Thế này còn có để cho người ta sống nữa không? Thôi thì cô đâm tôi một nhát cho tôi chết luôn đi cho rồi. Sao, anh có ý kiến gì sao? Ly trông thấy khuôn mặt thiên biến vạn hóa của Tần Lạc, hỏi. Chữa không khỏi, thì có thể thay một dạng trừng phạt khác được không? Tần Lạc hỏi lại. Không được. Vậy thì tốt nhất cô nên thay đổi phần thưởng, khi tôi chữa khỏi bệnh đi. Nếu không, tôi không chữa nữa. Tần Lạc một mực cự tuyệt nói. Quay lại nơi nhà nhỏ, nơi mà Tần Lạc lần đầu bước chân đến đây, Kiều Mộc đã chờ sẵn tại đó. Lâm Thanh Nguyên và Vương Tu Thân trông thấy Tần Lạc bình yên trở về, bao nhiêu sự lo lắng đều tan biến đi hết. Trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi Tần Lạc, nhưng có mặt Kiều Mộc ở đây, cũng không tiện mở miệng. Ông chỉ liếc nhìn Tần Lạc một cái, rồi lại im lặng ngồi lại nơi cũ. Ly nhìn quanh một lượt các vị bác sĩ ngồi ở đó, rồi nói với Kiều Mộc, về sau chỉ cần một mình Tần Lạc là đủ rồi. Những người khác có thể đi được rồi. Các bác sĩ ngồi tại đây nghe thấy vậy, vừa mừng lại vừa cảm thấy thất vọng. Mừng vì, chơi với vua như chơi với hổ. Khung cảnh nơi đây làm họ cảm thấy rất ức chế, nếu chữa không khỏi bệnh cho người ta, thì có trời mới biết được những người này sẽ làm gì họ nữa. Tất nhiên, cơ hội luôn đồng hành với nguy hiểm. Nếu bọn họ may mắn chữa khỏi bệnh, vậy thì, có rất nhiều phần thưởng to lớn đang chờ họ ở phía trước. Ít nhất, nhà nước cũng không bao giờ bạc đãi các chuyên gia y học này. Nhưng, bây giờ tất cả những cái lợi đều do Tần Lạc một mình hưởng tất cả. Thế nên trong lòng bọn họ cũng có chút thất vọng. Hơn nữa, lòng tự tôn trọng lòng bọn họ cũng bị tổn thương. Văn vô đệ nhất, y vô đệ nhị. Những người này chọn Tần Lạc, cũng đồng nghĩa với việc, y thuật của thằng danh miệng còn hôi sữa này còn giỏi hơn bọn họ nữa, không đúng vậy sao? Thế nên, bọn họ đều nhìn Tần Lạc với ánh mắt không mấy thiện cảm. Tôi nghĩ nên tham khảo thêm những bệnh án của chúng tôi. Kết tinh trí tuệ của bao nhiêu người như thế này, chắc là cũng có chỗ dùng đến phải không? Như vậy có thể đảm bảo an toàn cho bệnh nhân một cách toàn diện. Không phải tôi nghi ngờ y thuật của bác sĩ Tần, nhưng, để cậu ta một mình tại đây, có vẻ hơi qua loa, đại khái quá phải không? Một vị bác sĩ trông có vẻ dày dạn kinh nghiệm đứng ra nói. Tôi đã quyết định rồi. Ly lạnh lùng nói, trước mặt người khác, nàng lại khôi phục lại bộ dạng lạnh như băng, vô cảm không dễ gần của mình. Không cần tất cả các bác sĩ ngồi tại đây đều lưu lại. Nhưng có thể phân từng nhóm ở lại canh chừng, nếu có chuyện gì xảy ra, còn kịp thời giúp đỡ, định lưu. Vị bác sĩ dày dạn kinh nghiệm vẫn cố gắng khuyên Ly, để nàng thay đổi ý định của mình. Tôi đã nói, tôi đã quyết định rồi. Ly khó chịu nói. Người ta là chuyên gia. Nói chuyện với người cũng nên lịch sự một chút, Tần Lạc đứng sau lên tiếng, con bé này, đúng là từ bé không được ai dạy dỗ lễ phép cả. Ly không thèm quan tâm nói, chữa khỏi bệnh mới là chuyên gia. Rồi quay người lại nhìn Tần Lạc, hỏi, ngày mai mấy giờ anh đến? Tôi đưa xe đến đón anh. Không cần, không cần đâu, Tần Lạc khoát tay liên tục, cô cho tôi địa chỉ, tôi tự đến được rồi. Ly nheo mắt cười phá lên, sóng mắt mê Ly vô cùng. Nàng lại khua dao trước mặt Tần Lạc, nói, tôi thích làm cái việc mà người khác không muốn tôi làm. Mai tôi đi đón anh. Chương 136, trong sâu thẳm trái tim. Cuộc sống chính là đứa trẻ tinh nghịch, luôn nhằm lúc người khác không chú ý ra tay gây những trò đùa quái đản. Buổi sáng Lâm Thanh Nguyên đang ngồi ở bàn ăn đọc báo, ông ngẩng đầu nhìn Tần Lạc một chút rồi lại cúi đầu nhìn tờ tạp chí đang xem trên bàn, gương mặt đầy vẻ nghi ngờ. Lạ thật. Sao người thanh niên này giống Tần Lạc thế nhỉ? Lâm Thanh Nguyên chỉ vào hình một người đàn ông đăng trong tạp chí, lên tiếng hỏi.
Lâm Hoán Khê quay đầu nhìn, lập tức nàng cũng bị hình ảnh trong tạp chí thu hút. Đôi mắt xinh đẹp của nàng chớp chớp nhìn Tần Lạc ngồi đối diện đang ăn, nhưng nàng không nói gì cả. Dù nàng có nghi ngờ gì nàng vẫn không chủ động hỏi hắn. Tần Lạc, cháu nhìn xem người này thực sự rất giống cháu, Lâm Thanh Nguyên chuyển tờ báo cho Tần Lạc nói. Tần Lạc đặt bát cháo quẩy trong tay xuống, đưa tay cầm tờ báo Lâm Thanh Nguyên đưa, hai mắt hắn mở to, chăm chú nhìn. Trong ảnh là một người đàn ông tuấn tú, nho nhã cùng một cô gái trẻ xinh như bức họa. Dù chỉ là ảnh quảng cáo nhưng bức ảnh vô cùng rõ nét. Tần Lạc và Trần Tư Tuyền thực sự giống như một cặp tình nhân, tình cảm sâu đậm, chân thành. Bên trái bức ảnh quảng cáo có logo của Khuynh Thành Quốc tế, bên cạnh còn có hình ảnh nổi bật của phấn dưỡng da và kem dưỡng da Kim Dũng cùng những hàng chữ quảng cáo nhỏ. Đây không phải là quảng cáo mang lại cho bạn vẻ đẹp vĩnh hằng sao? Đây là thời điểm bắt đầu chiến dịch quảng cáo trên các phương tiện truyền thông mà. Thật buồn bực là lại rơi vào tay Lâm lão gia trước, làm hắn không có thời gian chuẩn bị lấy một cái cớ gì đó. Lúc này hắn không thể giấu giếm nữa, Tần Lạc cười nói, Lâm gia gia, ông không nhìn lầm. Người này chính là cháu. Là cháu, cháu đi chụp quảng cáo khi nào vậy? Lâm Thanh Nguyên kinh ngạc hỏi. 2-3 ngày trước, trong lúc rỗi có người bạn mời nên cháu đi chụp thử xem, Tần Lạc cười giải thích. Đúng ra còn một điều là hắn không nói tên người mời. Hắn hiểu rất rõ Lâm Hoán Khê không coi trọng nhân phẩm của Lệ Khuynh Thành, mà Lệ Khuynh Thành cũng không thích Lâm Hoán Khê. Hai người đúng như nước với lửa. Ảnh chụp rất đẹp, vậy cô gái này là ai? Đây chính là vấn đề Lâm Thanh Nguyên quan tâm nhất. Cũng là một người bạn của cháu, một người mẫu quảng cáo, Tần Lạc nói nhưng mắt liếc nhìn Lâm Hoán Khê. Ừ, rất đẹp, nhưng nếu để Hoán Khê nhà ta đi chụp chắc chắn sẽ đẹp hơn. Cháu thấy có đúng không? Lâm Thanh Nguyên cười ha hả nói. Đúng vậy, nhưng cháu sợ chị Lâm không có thời gian. Biết đâu vẫn có thời gian, Lâm Hoán Khê ngẩng đầu phản bác. Trong khi nói nàng lại cố ý liếc nhìn Tần Lạc một cái. Người này ở ngoài ăn chơi phóng đãng, thế mà còn dám dùng mình như tấm khiên che chắn, thật đáng hận. Trên đường tới trường, hai người không nói với nhau câu nào. Lâm Hoán Khê vốn đã ít nói, cả ngày không nói câu nào cũng không ai ngạc nhiên. Tần Lạc thì có tật giật mình, hắn sợ khi nói chuyện sẽ để lộ gì đó. Đến lúc đó sẽ lòi cái đuôi nói dối của mình ra, vì thế hắn cũng không biết nói gì nữa. Xe dừng lại trước tòa nhà của Học viện Công nghệ Sinh học, Tần Lạc tháo dây an toàn, hắn đang định xuống xe thì Lâm Hoán Khê đột nhiên hỏi, cậu đang làm người mẫu cho Lệ Khuynh Thành à? Tại sao chị biết? Tần Lạc thầm ngạc nhiên nhưng hắn lại thản nhiên hỏi lại. Trên quảng cáo có logo của Khuynh Thành Quốc tế, Lâm Hoán Khê nói. Hì, cứ xem như thế, Tần Lạc đáp, hắn thầm mắng mình ngu xuẩn. Tại sao vấn đề đơn giản vậy cũng không suy nghĩ cẩn thận? Lâm Hoán Khê muốn nói gì đó nhưng nàng lại thở dài nói, không còn việc gì nữa. Cậu xuống xe đi. Được, Tần Lạc đẩy cửa xe đi ra ngoài. Lâm Hoán Khê ngồi yên, ngây ngốc trong xe một lát. Sau đó nàng chuẩn bị ra khỏi xe đi vào phòng làm việc thì cửa xe bên kia lại bị mở ra. Tần Lạc thò đầu vào trong nói với Lâm Hoán Khê, thực sự tôi với Lệ Khuynh Thành chỉ là bạn tốt. Biết rồi, Lâm Hoán Khê vô cảm nói. Tần Lạc gật đầu, đóng cửa xe rồi bước đi. Lâm Hoán Khê nhìn bóng hình xa dần qua kính chiếu hậu, nàng khẽ nhếch miệng, một nụ cười tao nhã, say đắm lòng người hiện ra. Trong khoảnh khắc rung động lòng người ấy đáng tiếc lại không có ai được thưởng thức. Vương Tử Hào nhìn thấy Tần Lạc và Lâm Hoán Khê đi làm cùng nhau, ánh mắt hắn khẽ hiện sự âm hiểm. Đợi khi Lâm Hoán Khê cầm cặp đi tới, hắn cười nói, cô Lâm, xin chào. Chào, Lâm Hoán Khê nói. Tâm trạng của nàng đột nhiên tốt lên. Trong buổi sáng sớm này dường như thế gian tất cả đều vô cùng tốt đẹp. Nàng không còn ghét nói chuyện với người khác dù người đó là một người đàn ông. Ăn sáng chưa? Việc Lâm Hoán Khê trả lời làm Vương Tử Hào có dũng khí hơn, hắn tiếp tục hỏi nàng. Ăn rồi. Không biết trưa nay cô Lâm có thời gian cùng đi ăn cơm với tôi không? Buổi trưa tôi bận, Lâm Hoán Khê trả lời. Sau hai tiết học buổi sáng nàng ra ngoài mua sắm. Vậy tối thì sao? Vương Tử Hào rõ ràng không chịu từ bỏ. Hắn vẫn ngang ngạnh, bất chấp theo đuổi tới cùng. Lâm Hoán Khê đột nhiên dừng lại, nàng quay đầu nhìn Vương Tử Hào nói, tôi nghĩ tôi hiểu ý tứ của anh với tôi. Ý của tôi anh cũng hiểu, tôi không rảnh để đi ăn cơm cùng anh. Xin lỗi. Nói xong nàng không quan tâm tới vẻ mặt của Vương Tử Hào, cầm cặp chậm chậm đi lên lầu. Gầy cao gót nện xuống nền xi măng phát ra âm thanh trong trẻo, dọc theo cầu thang vô cùng hấp dẫn. Con mẹ nó, Vương Tử Hào tức giận mắng.
nhưng trên mặt hắn lại hiện ra một nụ cười nhã nhặn. Tần Lạc không biết chuyện xảy ra khi hắn rời đi, bởi vì hôm qua hắn vội đi chữa bệnh cho Long Vương nên hắn xin học viện cho nghỉ buổi dạy chiều hôm qua. Vì dạy bù cho sinh viên, hắn chủ động đề nghị học viện buổi sáng hôm nay hắn sẽ dạy liên tục 4 tiết học liền. Trung y chẩn đoán học. Khi Tần Lạc đi tới phòng học, hắn tưởng rằng bản thân mình lại vào nhầm phòng. Cùng với danh tiếng của hắn ở trường học càng cao, càng có nhiều sinh viên ở các lớp bên cạnh tới nghe hắn giảng bài. Có sinh viên học viện y khoa thủ đô sau khi xem tin tức trên báo chí biết Tần Lạc là truyền nhân của Thái Ất Thần Châm cũng chạy tới đây chỉ cốt nhìn mặt Tần Lạc mà thôi. Bởi vì ảnh hưởng của tác phong sư phạm mẫu mực của Tần Lạc, phần lớn sinh viên nam trong lớp học cũng mặc trường bào. Nhiều nhất là trường bào xanh, tương tự như trường bào của Tần Lạc. Cũng có trường bào đen, xám, liếc mắt nhìn có vẻ như một buổi lễ của phái trường bào. Tần Lạc đứng trên bục giảng nhìn lướt qua khắp phòng học một lượt, cười hỏi, tại sao các em cũng mặc trường bào? Thầy Tần, bọn em học theo thầy. Mặc trường bào dễ dàng tìm bạn gái ạ. Năm nay, học trung y không mặc trường bào đi ra ngoài gặp người khác xấu hổ lắm. Thầy Tần, chúng ta là bang trường bào, thầy là bang chủ. Đám sinh viên trả lời lung tung, nhưng không nghi ngờ gì bọn họ đều cảm thấy vinh dự khi mặc trường bào. Tần Lạc dùng miếng lau bảng vỗ vỗ xuống bàn, ý ra hiệu mọi người yên lặng, hắn cười nói, nghe các em nói tôi thực sự cao hứng, vinh hạnh. Tâm trạng đương nhiên có chút lâng lâng, dù tôi không phải là thần tượng nhưng lại được hưởng cảm giác của thần tượng. Thật tuyệt vời. Thế nhưng tôi muốn nói cho các em biết tôi mặc trường bào, nhưng tôi không muốn các em nhất thiết phải bắt chước tôi. Tôi chỉ muốn nói với các em hẳn đều có quan điểm riêng của mình, không phải kiểu như nước chảy bèo trôi. Người khác thích gì chúng ta thích đấy, thực sự không khác ong vỡ tổ. Văn hóa Trung Quốc bắt nguồn từ xa xưa, có rất nhiều thứ không thể để mất đi, dù các em học trung y cũng giống như trường bào các em đang mặc trên người. Đây là văn hóa của chúng ta, cũng là niềm tự hào của chúng ta. Nếu mất đi văn hóa, dân tộc đó chỉ còn lại sự trống rỗng. Nếu như hổ thẹn vì chính tập tục của mình, thì lòng tự tôn của một dân tộc đã để người khác giẫm nát. Chính bản thân mình đã tự xem thường mình, làm gì còn muốn hy vọng xa vời người nước ngoài tôn trọng chúng ta sao? Các em có thể mặc bộ trường bào chứng tỏ các em khôn muốn vứt bỏ văn hóa của chúng ta, vứt bỏ niềm tự tôn của chúng ta. Tôi rất vui, nhưng chỉ cần trong tâm các em có điều đó là tốt rồi. Tôi đề nghị các em hãy chọn quần áo phù hợp với mình, Tần Lạc nói. Hắn không thể không khuyên nhủ sinh viên của mình như vậy. Đám sinh viên mặc trường bào chỉ do bắt chước người khác, nhiều người mặc vào trông rất hài. Có sinh viên béo, mập mặc trường bào chật quá, bó sát vào người. Có sinh viên người khá gầy, trông như đang bơi trong bộ trường bào, như gậy trúc biết đi. Nếu bọn họ ra ngoài vào lúc nửa đêm, đi ở chỗ tối âm u, người khác nhìn thấy sẽ tưởng đang nhìn thấy quỷ. Thầy Tần, tại sao thầy khuyên bọn em không nên mặc trường bào, một sinh viên hỏi. Bởi vì tôi mặc trường bào quá đẹp trai, Tần Lạc nói. Câu trả lời này giống như một tiếng sấm khủng khiếp. Buổi học kết thúc, Phương Cửu Cửu và Tiểu Hoa lại chạy đuổi theo Tần Lạc. Thầy Tần, em đã chuẩn bị trà cho thầy, Vương Cửu Cửu lấy từ trong ba lô của mình ấm trà cười nói với Tần Lạc. Tần Lạc thấy đây là bộ ấm trà giữ nhiệt mới mua. Mùa đông tới, thời tiết ở Yến Kinh rất lạnh, dùng bộ ấm trà rất dễ bị lạnh. Vương Cửu Cửu cũng rất tỉ mỉ, kịp thời thay bộ ấm trà giữ nhiệt. Cảm ơn, Tần Lạc nhìn Vương Cửu Cửu nói, nhận chén trà làm cho hắn có một cảm giác gì đó, không rõ ràng. Tần Lạc đã không biết Vương Cửu Cửu sợ nước trà bị lạnh. Lúc trên lớp nàng đã bỏ cái chén vào trong ngực, khi tiếng chuông hết giờ vang lên nàng mới lấy ra bỏ vào ba lô. Tần Lạc mở chén ra uống, vẫn một mùi thơm dịu như trước. Tiểu Hoa mở tờ báo chỉ vào bức ảnh quảng cáo, cười hi hi hỏi Tần Lạc, thầy Tần, người này có phải là thầy không? Thầy không nên gạt bọn em cùng Cửu Cửu đã nghiên khá kỹ rồi. Đúng, Tần Lạc cười nói, hắn chỉ e là thông tin về sản phẩm làm đẹp của hắn sẽ nhanh chóng lan truyền khắp trường học. À, đúng là thầy Tần, phấn dưỡng da kim dũng gì đó nghe tên kỳ kỳ thế nào ý? Thực sự có hiệu quả vậy sao? Tiểu Hoa hỏi. Đúng vậy, rất hiệu quả, Tần Lạc nói, sản phẩm khác hắn không dám cam đoan nhưng loại này do hắn tự tay điều chế. Hắn nói không có hiệu quả vậy chẳng khác tự vả vào mặt mình ư. Vậy hay quá, em cũng muốn mua, Tiểu Hoa vui mừng nói. Tần Lạc nhìn hai má trắng bầu bĩnh của Tiểu Hoa. Hắn thật sự cảm thấy nàng không cần phải sử dụng lại mỹ phẩm đó. Con gái, tên giống hệt như người. Vương Cửu Cửu nhận cái chén từ Tần Lạc,
nàng lại tìm vật gì đó trong ba lô. Sau cùng nàng lấy ra một vật có lông xù xì, hai tay đưa cho Tần Lạc nói, thầy Tần, em tặng thầy. Gì vậy, đồ chơi à? Tần Lạc cầm vật đó ngạc nhiên hỏi, từ bé tới giờ hắn chưa từng chơi loại đồ chơi này. Trán Vương Cửu Cửu khẽ cau lại, nói, không phải đồ chơi. Đây là bao tay, thầy Tần là người phương Nam, chắc chắn không thích nghi với cái lạnh phương Bắc. Em đan cho thầy một đôi găng tay chống lạnh. Tần Lạc sửng sốt nói với Vương Cửu Cửu, cảm ơn. Bởi vì nguyên nhân thể chất cẩu mình, từ trước tới nay Tần Lạc không sợ lạnh. Ngược lại trời càng lạnh hắn càng cảm thấy thoải mái. Nhưng Vương Cửu Cửu quan tâm chăm sóc làm cho hắn thực sự cảm động. Tần Lạc mở ra xem thì thấy đúng là một đôi găng tay. Nhưng tại sao lại trông kỳ quặc như vậy nhỉ? Em vừa học vừa làm nên không đẹp lắm. Vương Cửu Cửu thấy Tần Lạc chăm chú nhìn đôi bao tay, nàng đỏ mặt giải thích. Không sao, tôi thấy khá đẹp, Tần Lạc cười nói. Vì hắn tỏ vẻ rất thích đôi găng tay này càng cho mặt Vương Cửu Cửu đỏ ửng lên. Thế nào, vừa không, Tần Lạc giơ hai bàn tay đeo găng trước mặt hai cô gái. Thầy Tần, đi ngược rồi. Vương Cửu Cửu xấu hổ chỉ muốn đập đầu vô tường. Chương 137, Hammer đụng BMW. Không phải đi găng tay như này sao? Tần Lạc giơ tay trước mặt, cẩn thận kiểm tra lại, hắn phát hiện thực sự hai ngón tay cùng sỏ chung một chỗ. Vương Cửu Cửu rút bao tay ra, sau đó nàng tự tay giúp Tần Lạc đi lại găng tay rồi nàng cười nói, đi găng như này mới đúng. Cảm ơn, Tần Lạc nói. Một nữ sinh viên phải giúp đi hộ găng tay trước mặt một nữ sinh viên khác làm Tần Lạc cảm thấy lúng túng. Nếu ngay lúc này bị người nào đó chụp ảnh tung lên Inte, không chừng sẽ gây ra sự kiện động trời, giảng viên yêu nữ sinh. Khách khí gì, dù sao cũng không có gì phiền toái cả. Vương Cửu Cửu nhún vai cười nói. Kỳ thật để may được cái găng tay rất đẹp này, ngón tay nàng đã bị kim châm be bét. Có vài việc nhìn thì đơn giản nhưng khi thực hiện vô cùng khó khăn. Lần đầu tiên làm công việc nữ công, Vương Cửu Cửu mới cảm thấy hết ý nghĩa của những lời đó. Các em bận thì cứ đi đi, tôi phải quay về văn phòng, Tần Lạc khoát tay nói với hai người rồi hắn quay người đi về hướng văn phòng. Ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức của tân chủ nhiệm, hắn đã bỏ trốn khỏi bữa tiệc liên hoan của học viện. Ngày hôm qua lại xin nghỉ dạy. Nếu như bị người khác ăn nói đặt điều, chủ nhiệm Hùng còn tưởng hắn cố ý với ông ta. Tần Lạc không sợ những chuyện như thế nhưng hiện tại hắn không muốn gây thêm rắc rối. Bây giờ hắn thực sự quá bận rộn. Đợi Tần Lạc đi xa, vẻ tươi cười của Tiểu Hoa lập tức biến mất, nàng nói với Vương Cửu Cửu, chị Cửu Cửu, chị có cần phải làm thế không? Chị không nghĩ tới việc đáng hay không đáng, muốn là làm thế thôi. Vương Cửu Cửu thở dài nói. Em nghe nói thầy Tần và cô Lâm Hoán Khê ở Học viện Công nghệ Sinh học có mối quan hệ rất mật thiết. Hơn nữa bây giờ thầy Tần đang ở trong nhà Lâm Hoán Khê. Liệu đầu tư lần này của chị có thành công không? Tiểu Hoa lo lắng nói. Là bạn của Vương Cửu Cửu, nàng đương nhiên hy vọng bạn mình có được một chàng trai tuấn tú. Vương Cửu Cửu quay đầu nhìn Tiểu Hoa, nàng khẽ bẹo vào gương mặt bầu bình của Tiểu Hoa và nói, Tiểu Hoa, không thử thì sao biết có thành công hay không? Chị sẽ cố gắng hết khả năng của mình, làm điều tốt nhất cho bản thân mình. Nhưng chị cũng chuẩn bị cho thất bại rồi. Tiểu Hoa nghe Vương Cửu Cửu nói thế, nàng hiểu Cửu Cửu dù có thất bại cũng không hối tiếc. Nàng có khuyên bảo cũng không ăn thua, Tiểu Hoa cười nói, em cảm thấy chị Cửu Cửu nhất định có thể làm được, dễ như trở bàn tay. Chị cứ theo sát gót như một cái xe tăng thì dù lô cốt vững chắc thế nào cũng không chịu nổi sự oanh tạc của chị. Mẹ chị nói nếu chị không chinh phục được, mẹ sẽ phái người tới bắt mang tới nhà chị làm con rể. Vương Cửu Cửu nói giỡn với Tiểu Hoa. Khi Tần Lạc tới văn phòng chỉ có một số giảng viên ở đó. Những người khác hoặc hôm nay không có giờ hoặc khi hết tiết học ở ngay trên lớp không quay về văn phòng. Giảng viên đại học không giống như giáo viên tiểu học và trung học. Một tuần chỉ có mấy giờ học, lại không phải chịu trách nhiệm đối với kết quả học tập của sinh viên. Nói chung khá nhàn. Tiểu Mẫn thấy Tần Lạc bước vào, nàng thân mật đứng lên đón hắn. Nàng cười nói, thầy Tần, thầy đừng quên chuyện thầy đã đồng ý với tôi nhé. Đồng ý? Tần Lạc suy nghĩ một lát mới nhớ tới chuyện hắn đã đồng ý với Tiểu Mẫn, tối nay hắn sẽ ăn cơm với nàng và bạn học của nàng. Nói cách khác Tần Lạc phải đi gặp các bạn của nàng và dự bữa tiệc nho nhỏ với họ. Tôi sợ tối nay không đi được, Tần Lạc áy náy nói. Trưa nay hắn còn phải đi châm cứu và xoa bóp cho Long Vương, không biết khi nào có thể quay về. Hì, hì, không sao. Tôi biết thầy Tần là quý nhân bận rộn, vậy chờ khi nào thầy có thời gian chúng ta sẽ hẹn lại. Tiểu Mẫn cười nói ra vẻ thông hiểu. Tiểu Mẫn, thực sự xin lỗi. Thế này đi,
hai hôm nữa khi tôi rảnh rỗi tôi sẽ gọi điện cho cô, mời cô và bạn đi ăn cơm. Xem như đây là lời xin lỗi của tôi. Cô thấy vậy có được không? Tần Lạc nói, tại học viện hắn không có nhiều bạn bè, chỉ có Tiểu Mẫn là có quan hệ gần gũi với hắn vì thế hắn không muốn là nàng thất vọng. Hay quá, vậy thật sự cảm ơn thầy Tần nha, Tiểu Mẫn vui vẻ nói. Tần Lạc chủ động mời bọn nàng ăn cơm, đương nhiên bạn nàng sẽ càng nể nàng hơn. Truyền nhân của Thái Ất Thần Châm không phải ai cũng tùy tiện mời được. À thầy Tần, chủ nhiệm Hùng nói lúc nào thầy quay lại đây thì thầy hãy tới phòng làm việc gặp chủ nhiệm. Tiểu Mẫn đột nhiên nhớ ra, nàng lo lắng nói với Tần Lạc. Chủ nhiệm Hùng tìm tôi. Tần Lạc quay người nhìn thầy Chu, hắn thấy thầy Chu cười giả lả với hắn. Từ khi chủ nhiệm Quách Hoài Nhân tuyên chuyển công tác, tiếng nói của thầy Chu trong văn phòng giảm đi rất nhiều. Nói chuyện, làm việc cẩn thận từng ly từng tí một, dường như chỉ sợ bản thân mình gây ra chuyện phiền toái. Đúng vậy, Tiểu Mẫn gật đầu. Được rồi, tôi đi xem thế nào, Tần Lạc nói. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Hắn thực sự không muốn đối nghịch với chủ nhiệm mới. Nếu như ông ta lựa chọn cách đối đầu, gây phiền nhiễu cho hắn, thì chính bản thân hắn không phải là người dễ bị bắt nạt. Hắn đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu rất chu đáo. Tần Lạc gõ cửa phòng chủ nhiệm, âm thanh của Hùng Chí Triều vang lên, mời vào. Chủ nhiệm Hùng tìm tôi à? Tần Lạc đẩy cửa tiến vào, cười hỏi. Ồ, thầy Tần, mời ngồi. Hùng Chí Triều thấy Tần Lạc tiến vào, bỏ bút đi tới nắm tay Tần Lạc, nói, lại đây ngồi nói chuyện. Thầy muốn uống gì? Tôi không khát, Tần Lạc nói. Thái độ này có vẻ không phù hợp. Ông ta rốt cuộc đang làm gì vậy? Tần Lạc biết cảm giác đầu tiên khi gặp Hùng Chí Triều dễ làm cho người ta gượng gạo, căng cứng. Nhưng tại sao hôm nay ông ta lại cư xử gần gũi với hắn vậy? Không xun xoe nịnh bợ, không phải là phường gian xảo. Mặc dù Tần Lạc nói không khát nhưng Hùng Chí Triều vẫn rót mang tới cho Tần Lạc một cốc nước sôi, tươi cười nói, thầy Tần, gần đây thầy có bận nhiều việc không? Cũng không có gì, chủ yếu là mấy chuyện đột xuất nên phải xử lý gấp, Tần Lạc giải thích. Được rồi, hãy đi vào vấn đề chính. Ừ, không sao, một thầy thuốc có năng lực đương nhiên rất bận rộn. Có việc gì bận thầy cứ gọi điện là được. Thầy cho tôi số điện thoại của thầy. Thầy có số của tôi chưa? Chưa, Tần Lạc lắc đầu. Tại sao hắn cứ có cảm giác chuyện này có vấn đề gì đó? Thầy có số điện thoại di động không? Nói cho tôi biết số của thầy. Tôi sẽ nháy máy cho thầy. Hùng Chí Triều lấy di động, nói với Tần Lạc. Tần Lạc mơ màng, đọc số di động của mình như trong chiêm bao, sau đó tiếng chuông điện thoại trong túi hắn vang lên. Hùng Chí Triều nhìn số di động của Tần Lạc rồi ghi lại. Sau đó ông ta cười nói, chuyện của thầy tôi cũng có nghe nói qua, truyền nhân Thái Ất Thần Châm, y thuật cao minh, phương pháp dạy học độc nhất vô nhị, sinh viên ủng hộ. Khi tôi được điều tới Học viện Trung Y Dược làm chủ nhiệm, hiệu trưởng Lệ Vĩnh Cương đã nói chuyện với tôi. Ông ấy đặc biệt đề cao thầy, nói thầy là một người kế tục rất tốt, bảo tôi phải quan tâm, bồi dưỡng thầy. Ngày hôm qua tôi đã muốn tìm thầy tâm sự, nhưng thầy có việc. Vì thế tôi nói với văn phòng khi nào thầy quay lại thì tới phòng tôi nói chuyện. Ha, ha, không ngờ hai chúng ta lại nhanh có cơ hội ngồi nói chuyện với nhau như vậy. Tần Lạc bừng tỉnh, thảo nào Hùng Chí Triều có thái độ thân thiết với hắn như vậy, đó là do hiệu trưởng Lệ Vĩnh Cương một tay cất nhắc ông ta. Quách Hoài Nhân, chủ nhiệm trước đây là học trò của lão hiệu trưởng. Sau khi Quách Hoài Nhân sau khi bị điều đi vì vấn đề tác phong công tác, Lệ Vĩnh Cương mới nhân cơ hội sắp đặt vị trí trọng yếu của Học viện Trung Y Dược vào tay trợ thủ của mình. Từ khi đối kháng cùng lão hiệu trưởng tới giờ, lần này mới là lần đầu tiên Lệ Vĩnh Cương chiếm ưu thế. Người Trung Quốc rất coi trọng trợ thủ trong công tác, đó chính là vây cánh. Đôi khi bạn không muốn tham gia, nhưng dù bạn không muốn tham gia thì bạn cũng phải đứng trong một vây cánh nào đó. Không ủng hộ chính là đối kháng. Thế nhưng như vây cũng tốt. Người của Lệ Vĩnh Cương nắm giữ thực quyền ở Học viện Trung Y Dược. Sau này hắn làm việc càng thêm tiện lợi. Xét cho cùng, Tần Lạc cũng là một người theo chủ nghĩa cá nhân, hắn không thích phiền toái. Nếu Quách Hoài Nhân ủng hộ hắn trong công việc, không thường xuyên gây chuyện với hắn, hắn cũng sẽ ủng hộ Quách Hoài Nhân. Đáng tiếc bây giờ ông ta đã đi làm công tác phái sau rồi. Cảm ơn Lệ Hiệu trưởng đã khen ngợi, tôi cũng cảm ơn chủ nhiệm Hùng đã ủng hộ. Tôi sẽ cố gắng trong công tác, Tần Lạc cười nói. Thầy khách khí làm gì? Có gì khó khăn muốn tôi hỗ trợ, cứ việc nói. Hùng Chí Triều vỗ vai Tần Lạc, sảng khoái nói. Sau khi Tần Lạc rời khỏi phòng chủ nhiệm Hùng, hắn cứ cảm thán mãi không thôi về cách đối nhân xử thế. Trong lúc bạn không phòng bị,
bạn sẽ bị ám hại gây thương tích. Nhưng khi bị nắm chặt tay chuẩn bị chiến đấu, đột nhiên bạn không thấy đối thủ của mình. Tần Lạc biết buổi sáng Lâm Hoán Khê có 2 tiết dạy. Sau khi hết giờ nàng đã cái xe ra khỏi trường nên sau khi tiết dạy thứ tư kết thúc hắn đi ra cổng trường để bắt taxi về nhà. Cũng không biết tại sao mà hôm nay ở cổng trường không có một chiếc taxi nào. Tần Lạc khá lo lắng, liệu hắn có phải đi bộ về nhà không nhỉ? Lý Thanh Ương lái chiếc xe BMW mới mua ra khỏi cổng trường, nhìn thấy Tần Lạc đang đứng ngây người đón taxi ở cổng, hắn vốn định làm như không thấy Tần Lạc nhưng nghĩ thế nào hắn lại lái xe tới trước mặt Tần Lạc. Sao thế, đang đợi xe hả? Lý Thanh Ương hỏi vẻ châm biếm. Trong mắt hắn, không có tiền mua nổi một cái xe thế mà lại muốn đeo đuổi con gái nhà giàu. Gã này thật đáng thương. Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu. Hắn quả thực đang chờ xe. Có cần tôi lái xe đưa cậu về một đoạn không? Lý Thanh Ương cười hỏi. Không cần, Tần Lạc trả lời. Yên tâm, miễn phí, tôi không lấy tiền của cậu. Cậu cứ thử cảm giác ngồi trong BMW. Lý Thanh Ương thành thật khuyên nhủ, hắn thực sự muốn thấy vẻ mặt của Tần Lạc khi ngồi trên xe. Không cần, tôi cũng thường ngồi trong BMW, Tần Lạc nói. Sáng nay chính hắn cũng ngồi trong BMW của Lâm Hoán Khê tới trường. Ừ, điều này tôi tin, tôi nghe nói ngày nào cậu cũng đi chung xe với Lâm Hoán Khê phải không? Không phải đi nhờ mà do chị ấy mời tôi, Tần Lạc nói. Chẳng lẽ cậu không thấy xấu hổ à? Lý Thanh Ương hỏi vẻ khinh thường. Xấu hổ, không thấy, Tần Lạc lắc đầu. Hắn không có bằng lái, ngồi nhờ xe đi làm là chuyện rất bình thường. Tại sao phải xấu hổ? Những người này suy nghĩ quá phức tạp. Ồ, gã mặt trắng như cậu cũng có thói quen đó. Tôi nghĩ ban đầu là Lệ Khuynh Thành người đàn bà ghê gớm đó, sau đó là nữ sinh viên của cậu, bây giờ là Lâm Hoán Khê. Không sai hả, ánh mắt cậu cũng tình tường lắm, tất cả đều là thượng hạng. Lý Thanh Ương cười ha hả nói. Thế nhưng hắn không ngờ Tần Lạc lại gật đầu nói, quả thật là cực phẩm. Người bình thường khó có cơ hội tiếp xúc. Lý Thanh Ương tức thiếu điều hộc máu ra, không phải hắn đang châm chọc mình không có cơ hội kiếm được các cô gái cực phẩm như vậy sao? Thế nhưng Lý Thanh Ương lại không có cách gì phản bác Tần Lạc. Bởi chính bản thân hắn là người thất bại khi đeo đuổi Lệ Khuynh Thành. Nhãi danh, sớm muộn gì mày cũng biết sự lợi hại của tao, Lý Thanh Ương giận tím mặt nói. Tần Lạc bĩu môi, trêu tức nói, đáng tiếc, bây giờ anh sẽ thấy có người còn lợi hại hơn anh. Trong khi Tần Lạc đang nói thì một chiếc Hummer uy phong lẫm liệt chạy tới. Hơn nữa mục tiêu chính là chiếc BMW của Lý Thanh Ương. Dường như chiếc Hummer muốn đè bẹp chiếc BMW. Lý Thanh Ương cũng nhận thấy tình hình đó, hắn vội vàng khởi động xe chạy đi hòng tránh khỏi tai kiếp này. Đáng tiếc hắn vẫn chậm một bước. Loảng xoảng, đầu chiếc Hummer quân sự hung hăng tông vào chiếc BMW, chiếc BMW đột nhiên như bị dẫm vào chân ga, bắn tung về phía trước. Chương 138, nghiêm, cúi chào. Bây giờ là thời điểm sinh viên tan học, các sinh viên hoặc ra ngoài ăn cơm, hoặc vì buổi chiều không có giờ học nên rủ nhau đi dạo phố, cổng trường Đại học Y khoa Thủ đô vô cùng náo nhiệt. Khi chiếc Hummer va chạm với chiếc BMW, mọi người sợ hãi đứng nở người ra. Giữa ban ngày ban mặt có ý định mưu sát sao? Loảng xoảng. Sau một tiếng binh vang lên, chiếc BMW giống như một con thỏ bị người đá đít, bắn tung về phía trước. Lực của chiếc Hummer lại vô cùng kỳ diệu, khi chiếc BMW bị hất tung ra. Chiếc Hummer không tiếp tục tiến lên trước mà nó ngay lập tức phanh lại dừng ngay trước mặt Tần Lạc. Ly trong bộ trang phục da đen bó sát người, bao tay da đen từ trên chiếc Hummer nhảy xuống, nhìn Tần Lạc nói, may mà tôi tới kịp thời. Tần Lạc không ngờ cô gái này lại tới đây đón hắn, hắn nói, tôi đã nói tự tôi sẽ tới. Không cần cô phải tới đón tôi. Tôi đã nói, tôi sẽ tới đón anh, Ly cười tít mắt nói. Nhưng tôi đã nói không cần. Tôi không có thói quen nghe lệnh người khác. Lý Thanh Ương hồn bay phách tán nhảy xuống xe, chạy tới trước mặt hai người mắng to, con điếm thối tha, mày không muốn sống à? Mày không biết đây là hành vi gì à? Mưu sát, tao nói cho mày biết, ở cổng trường có lắp camera theo dõi, tất cả hành động của mày đều bị quay lại. Tao muốn tố cáo mày tội mưu sát. Ly liếc mắt nhìn Lý Thanh Ương một cái, trong mắt hiện lên sát khí, nhưng nàng không để ý tới hắn. Nàng lại nói với Tần Lạc. Chúng ta đi được chưa? Tôi vẫn chưa ăn cơm, Tần Lạc nói. Hắn biết từ đây tới trại an dưỡng rất xa, quãng đường dài dằng dặc. Nếu như bây giờ hắn không ăn cơm, vậy hắn phải nhịn đói thêm 2 tiếng đồng hồ nữa. Tôi cũng đói, Ly gật đầu nói. Đi,
Tôi mời cô ăn cơm, Tần Lạc nói vẻ phóng khoáng. Hắn đột nhiên nhận ra Ly cũng không phải là cô gái đáng ghét. Mặc dù tay nàng lúc nào cũng cầm dao vẫy vẫy trước mặt người khác nhưng bản thân nàng cũng không làm thương tổn hắn. Hơn nữa khuôn mặt nàng vô cùng đáng yêu, thân hình thì nóng bỏng. Thực sự Tần Lạc có hứng thú mời cơm nàng vì nàng đã giúp hắn tông vào chiếc BMW của Lý Thanh Ương. Ấn tượng của Tần Lạc với nàng đã thay đổi hẳn. Vì vậy sau khi trao đổi hai người quyết định sẽ ăn cơm trưa trước sau đó mới quay về viện an dưỡng. Lý Thanh Ương ở bên cạnh đã hoàn toàn bị bỏ quên. Muốn bỏ chạy ư, không dễ đâu. Lý Thanh Ương bị chọc tức không còn tỉnh táo nữa. Mỗi lần hắn gặp Tần Lạc đều không có chuyện gì tốt đẹp. Lần trước bị đồ tiện nhân Lệ Khuynh Thành đập vỡ toàn bộ đèn xe. Hôm nay hắn lại bị một cô gái nữa tông bẹp dí xe của hắn. Thằng nhãi danh này toàn ở cùng với một lũ con gái mất trí. Con mẹ nó, lũ đó không phải là người, chúng là lũ yêu quái. Cút ngay. Ly trừng mắt liếc Lý Thanh Ương, lạnh lùng nói. Trong nháy mắt Lý Thanh Ương lại bị ánh mắt muốn giết người của Ly hù dọa. Nhưng cảm giác bị lăng nhục cùng phẫn nộ trước cảnh chiếc xe mới mua bị tông nát vụn đã khiến hắn có dũng khí. Hắn chạy tới đầu chiếc Hummer, hai tay giang ra, lớn tiếng quát, trước khi cảnh sát chưa tới bọn mày đừng nghĩ tới việc bỏ chạy khỏi đây. Lần trước Lệ Khuynh Thành và Tần Lạc sau khi đập vỡ hết đèn xe của hắn rồi bỏ đi, hắn đã phải bỏ tiền ra sửa xe. Bởi vì xảy ra những chuyện không hay như thế, chiếc xe sửa lại đó hắn đã tặng cho người bạn gái mới, chiếc BMW này hắn mới mua được 2 ngày. Chiếc xe mới này giống như một người bạn gái mới quen, làm cho hắn có cảm giác lâng lâng như đang trong tuần trăng mật. Nhưng tại sao cô ta lại phá hủy chiếc BMW của mình chứ? Thế nhưng một sự kiện kinh hãi lại xảy ra trước mắt mọi người. Sau khi nghe Lý Thanh Ương nói thế, hàng mi đẹp, duyên dáng của Ly chớp chớp. Sau đó bàn tay đi găng tay da đen của nàng túm áo Lý Thanh Ương, kéo sành sạch như lôi một con vật tới điểm đỗ xe buýt ở gần cổng trường. Loảng xoảng. Ly vùng chân đá một cú 180 độ làm tung nắp đậy của một cái thùng rác cạnh trạm xe buýt, sau đó nàng dùng tay túm Lý Thanh Ương nâng lên bỏ vào trong thùng rác. Loảng xoảng. Lại một cú ra chân 180 độ, cái nắp thùng rác bay lên đậy kín thùng rác lại. Trời ơi, tàn bạo quá, nữ thần, đó chính là nữ thần của tôi. Rất có cá tính, tôi yêu cô ấy mất rồi, nhưng hình như cô ấy không phải là người của trường chúng ta. Cậu thích à? Hơi tí thì sẽ tẩn cho cậu một trận. Không có việc gì làm thì bắt cậu quỳ gối. Tôi không thích, tuy nhiên tôi rất thán phục những người như cô ấy. Cậu thì biết cái gì? Con gái càng biểu hiện lạnh lùng như băng, khi gặp phải người mình yêu thích thì càng nồng nhiệt, nóng bỏng như lửa. Phụ nữ biểu hiện bên ngoài càng bạo lực thì thực tế càng dịu dàng. Hơn nữa, không phải cậu thích những cảnh bạo lực như vậy sao? Đám sinh viên chứng kiến những hành động của Ly, liên tục chỉ còn biết lên tiếng tán thưởng. Nàng liên tục vung chân đá 180 độ, làm xáo trộn nội tâm ngây thơ, hay già dặn của bọn họ. Tối nay nàng giống như một cô gái cao xa, khó nắm bắt, trở thành nữ thần trong mộng của bọn họ. Ly làm như không có chuyện gì, nàng vỗ vỗ tay đi tới trước mặt Tần Lạc nói, chúng ta đi ăn cơm. Ừ, cô muốn ăn gì, hôm nay tôi mời Tần Lạc nói lấy lòng nàng, hắn bây giờ mới hiểu bản thân mình đang lâm vào cảnh nguy hiểm như thế nào. Ở cùng một chỗ với một cô gái ngang ngược như vậy, có trời mới biết nàng còn làm ra những chuyện điên cuồng gì nữa. Nếu bản thân hắn lại chọc giận nàng, nàng sẽ đưa hắn tới một cánh rừng hoang vắng nào đó giết hoặc nàng sẽ hiếp hắn trước, sau đó mới giết, có phải lúc đó hắn rất oan uổng không? Phải ưu tiên thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với cô ấy, Tần Lạc thầm nghĩ. Tôi muốn ăn cay, Ly nói. Được rồi, tôi mời cô tới ăn ở quán Tứ Xuyên, Tần Lạc cười nói. Tông bàn ăn, Tần Lạc nhìn Ly ăn rất ngon miệng, nàng ăn rất vui vẻ nhưng Tần Lạc lại không có chút hứng thú nào. Thân thể hắn vốn là nguyên dương, mạnh mẽ, cay, tiêu lại thuộc tính hỏa, hắn sợ ăn vào sẽ vô cùng khó chịu. May mắn hắn đã gọi lẩu cá nên hắn cũng cố ăn hết hai bát cơm trộn. Rốt cuộc cô là ai? Tần Lạc bưng chén trà nhìn Ly ngồi đối diện hỏi. Anh đoán đi. Ý tôi là cô đang làm gì? Anh đoán đi. Tần Lạc cảm thấy chính phủ phải ban hành một sắc lệnh cấm phụ nữ khi nói chuyện với đàn ông, hay nói qua điện thoại dùng câu anh đoán đi. Ly ngẩng đầu nhìn lướt qua Tần Lạc rồi nói, bộ đội. Tôi biết cô là bộ đội, tôi muốn hỏi cô ở binh chủng nào. Cơ mật. Bọn chúng ở đây, chính là chúng. Một âm thanh đột nhiên vang lên giữa phòng ăn rộng lớn. Sau đó Lý Thanh Ương cùng mấy người mặc sắc phục cảnh sát chạy tới.
Hơn nữa bọn họ trong lúc chạy tới đã lập tức tản ra thành một vòng vây nhỏ. Hiển nhiên bọn họ đã coi Tần Lạc và Ly là trọng phạm. Đương nhiên dựa vào một loạt hành động của Ly cũng đủ để xếp vào trong phạm. Cố ý đụng xe, cố ý mưu sát, sau đó lại cố tình ném người ta nhốt vào thùng rác. Một người bình thường, có lòng tự trọng không thể chịu được sự sỉ nhục đó. Huống chi Lý Thanh Ương không phải là một người bình thường. Ở Yến Kinh này hắn hình như cũng có chút thế lực. Người như hắn sao có thể để hung thủ chạy trốn dễ dàng đây? Lý Thanh Ương đã cởi bộ vest ra, bây giờ hắn mặc chiếc sơ mi kẻ caro. Mặt hắn chảy xước, xem ra đã bị khi bị ném vào thùng rác. Hắn chỉ vào Tần Lạc nói, lão thiết, đồng chí cảnh sát, bọn chúng chính là thủ phạm đụng xe. Một người cảnh sát hơn 30 tuổi, đầu húi cua đi tới trước mặt Tần Lạc, liếc mắt nhìn bữa tiệc thịnh soạn trên bàn, không khỏi cười nhạt. Hai đứa tình nghi tội phạm này cũng ngu thật, đánh người xong còn không bỏ trốn, lại có tâm trạng đi ăn cơm ở quán bên cạnh. Chúng tôi nghi ngờ hai người có liên quan tới vụ án cố ý đụng xe. Xin mời hai người hãy đi theo chúng tôi, người cảnh sát trung niên nói. Hắn có quen bia Lý Thanh Ương, khi nhận được điện thoại của Lý Thanh Ương hắn lập tức dẫn người chạy tới. Mặc dù Lý Thanh Ương không phải là người có tiền đồ gì nhưng hắn có một người ông rất có thế lực. Nếu hắn muốn chuyển lên cục nhất định phải nhờ ông ta ra tay mới xong. Đồng chí cảnh sát, đồng chí không thể đổ oan cho người tốt, Tần Lạc nói. Có oan uổng hay không phải quay về điều tra mới biết, lão thiết lạnh mặt nói. Hắn là nhân viên công vụ nhà nước, những trường hợp như này phải xử lý nghiêm minh. Tôi không biết khai gì, tôi sao có thể lái xe đụng người khác chứ? Tôi trói gà không chặt, là giảng viên Đại học Y khoa Thủ đô, sao tôi có thể đả thương người khác được chứ? Đồng chí cảnh sát, không phải các đồng chí nhận hối lộ của người khác, bắt chúng tôi về dùng nghiêm hình bức cung đấy chứ? Tần Lạc nhìn lão thiết đấu lý, những chuyện như vậy hắn thường xuyên thấy trên TV, hơn nữa lần trước còn có tiền lệ của Mã Hằng. Hắn không dễ dàng theo cảnh sát quay về. Nghe Tần Lạc nói, đám thực khách trong phòng ăn ồn ào hẳn lên, bắt đầu thì thào bàn tán, chỉ trỏ mấy người cảnh sát. Tôi cảnh cáo anh tội phỉ báng nhân viên công vụ nhà nước, lão thiết cười nhạt. Cái loại châm chọc thế này hắn đã gặp nhiều. Tôi chỉ biết nói sự thật, Tần Lạc cười nhạt, hắn chỉ vào Lý Thanh Ương nói, anh hãy hỏi anh ta, tôi đã làm gì? Tại sao muốn bắt tôi? Lý Thanh Ương sửng sốt, hình như thằng oát con này chưa làm gì phạm pháp. Lái xe đụng hắn không phải nó, ra tay đánh hắn cũng không phải nó, thế nhưng hắn không thể nói chỉ cần đưa một người quay về sao. Từ sâu thẳm trong trái tim hắn còn hận Tần Lạc hơn cả cô gái đã ra tay đánh hắn. Lão thiết chứng kiến vẻ mặt của Lý Thanh Ương liền hiểu ngay sự việc. Ly khạc ra một cái xương cá trong miệng rồi nói với lão thiết, tôi đang ăn cơm. Không có thời gian quay về cùng các anh. Chúng tôi cũng không có thời gian chờ hai người ăn xong. Dẫn đi, lão thiết phất tay nói. Mấy người cảnh sát vâng lệnh, sát lại định ra tay với Tần Lạc. Ly móc trong ví ra một tấm thẻ, giơ trước mặt lão thiết. Không biết tấm thẻ đó làm bằng gì, màu tím than, trên mặt có một chữ long đỏ tươi. Nét chữ thảo, mạnh mẽ thoạt nhìn giống như một con rồng đang dương nanh múa vuốt. Tần Lạc ngơ ngác, hắn không biết nàng giơ cái thẻ này ra làm gì. Các cảnh sát khác cũng ngơ ngác, đây là ý gì? Bắt hay không bắt? Lão thiết kinh sợ, mặt xám ngoét, hắn trầm giọng quát, nghiêm. Cúi chào. Lão thiết vội vàng đứng nghiêm, chào theo nghi thức nhà binh với Ly đang ngồi ăn cá cay xè. Những cảnh sát khác dù không biết chuyện gì đang xảy ra, thấy thủ trưởng của mình đã hô khẩu lệnh, bọn họ đương nhiên cũng làm theo khẩu lệnh. Nghiêm, cúi chào. Chương 139, cái gì cũng có thể giao dịch. Phốc. Cái miệng kiều diễm của Ly lại phun ra một cái xương cá, nàng thờ ơ hỏi, đơn vị. Báo cáo, chúng tôi ở phân cục vũ trí, lão thiết thẳng thắn nói. Lúc này hắn vô cùng cẩn thận, không có vẻ đang đùa cợt với người khác. Những người này muốn bất kỳ thông tin nào về hắn, chỉ một cú điện thoại là xong. Nghĩ tới chuyện giấu giếm cũng không xong, hắn chỉ biết nói thật. Biết rồi, tôi sẽ khiển trách thủ trưởng của các anh, Ly cầm đũa gắp một miếng măng trong nồi lẩu, nói. Dạ, còn nữa. Xe của anh ta do tôi đụng vào bởi vì anh ta cản trở công vụ của tôi, Ly chỉ đũa vào Lý Thanh Ương nói. Dạ, tôi hiểu, lão thiết liên tục gật đầu. Ảnh hưởng tới công vụ của cô, tôi làm ảnh hưởng gì tới công vụ của cô, Lý Thanh Ương oan ức nói. Tôi không trêu ghẹo ai, chỉ đang nói chuyện phiếm với người khác. Cô tới đụng bẹp xe của tôi, thế mà bảo là cản trở công vụ của cô ư.
tại sao câu nói ngược ngạo như vậy cũng nói được. Thấy Lý Thanh Ương còn muốn cố cãi, Lão Thiết vội đánh mắt nhìn, ý bảo Thanh Ương không nên tranh cãi nữa. Tôi nói xong rồi, các anh đi thôi, Ly nói mà không ngẩng đầu lên, nàng vẫn không nhìn thẳng vào mặt mấy người cảnh sát này. Dạ, Lão Thiết trả lời rồi quay sang nhìn thuộc hạ của mình hô, rút. Đám cảnh sát chạy ào ra cửa, Lão Thiết thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt nhẹ nhõm hẳn lên. Lão Thiết, cô gái đó rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao anh thả bọn chúng? Tấm thẻ đó là cái gì vậy? Tại sao tôi chưa bao giờ thấy qua vật đó? Lý Thanh Ương bất mãn nói. Thanh Ương, lần này cậu đụng đầu vô tường rồi, Lão Thiết thở dài. Hắn không hài lòng với thái độ của Lý Thanh Ương, gã này suýt chút nữa hại chết hắn. Nhưng bởi sau này hắn vẫn còn có chuyện nhờ tới Lý Thanh Ương, hắn chỉ có thể nhẫn nại nói chuyện. Tại sao lại là đụng đầu vô tường? Bọn chúng phạm pháp mà không bị gì sao? Xe của tôi bị bẹp rúm, lại còn bị cô ta đánh nữa, chuyện này coi như bỏ qua sao? Lý Thanh Ương phẫn nộ nói. Lão Thiết, anh nói thật cho tôi biết, nếu chuyện này anh không giải quyết được, tôi sẽ đi tìm người khác. Thanh Ương, tôi nói thật, chuyện này quả thật tôi không giải quyết được. Anh có tìm ai đi nữa cũng không giải quyết được. Lão Thiết móc bao thuốc, đưa một vòng cho thuộc hạ xung quanh, sau đó ngậm một điếu trong mồm, châm lửa hút. Lý Thanh Ương sửng sốt, sau đó hắn bình tĩnh nhìn Lão Thiết thở ra một hơi thuốc hỏi, vậy tấm thẻ đó là cái gì? Tại sao anh lại có phản ứng như vậy? Đúng vậy, đội trưởng, anh đột nhiên hô, nghiêm. Cúi chào, làm em cũng không hiểu gì. Có phải chúng mình ngu ngốc quá không? Chạy tới đây bắt phạm nhân, không ngờ còn phải cúi chào rồi rút nữa chứ. Có biết Lão Miêu không? Lão Thiết hỏi. Biết, cái người cao lớn, vạm vỡ trông như cột thép. Anh đã dẫn tới nhà tôi chơi rồi, đúng không? Lý Thanh Ương gật đầu nói. Sau này lão ấy gia nhập bộ đội đặc biệt, chính là sư đoàn át chủ bài Lợi Tiến ở Yến Kinh chúng ta. Lão Thiết nhìn Lý Thanh Ương nói. Cô gái ấy à, người của Lợi Tiến à? Lý Thanh Ương kinh ngạc hỏi. Nếu là người của Lợi Tiến thì đúng là không nên đụng tới cô ta. Tư lệnh của Lợi Tiến là người luôn bao che cho thuộc cấp của mình, ai dám động tới người của ông ta, sẽ là kẻ thù mãi mãi của ông ta. Lão Thiết lắc đầu, không phải. Vậy là ai? Đội trưởng, anh đừng hút thuốc nữa, hãy nói rõ cho bọn em biết, được không? Một cảnh sát trẻ sốt ruột thúc giục, bọn họ rất thích nghe chuyện anh hùng của bộ đội đặc biệt. Là do mấy người tự nhiên xen vào ngắt lời, còn trách cái gì? Lão Thiết tức giận nói, có một khoảng thời gian Lão Miêu đột nhiên biến mất, hơn nửa năm sau mới thấy xuất hiện. Sau khi quay về tâm trạng khá bực dọc, Lão hẹn tôi tới nhà uống rượu. Tôi hỏi có gì không vui, Lão chẳng nói chẳng rằng. Cuối cùng khi uống say mới chịu thổ lộ. Lão nói cho tôi biết trong khoảng thời gian biến mất đó là do Lão tham gia tuyển chọn bộ đội đặc biệt. Bên bộ đội Lợi Tiến chọn 100 người tiến hành huấn luyện kỳ dị trong 6 tháng, sau đợt huấn luyện chỉ có một người được chọn. 99 người còn lại quay lại đơn vị cũ. Trong 99 người có cả Lão Miêu. Mọi người khẽ hít một hơi thật dài. Xác suất trúng tuyển thực sự quá kinh khủng. Hơn nữa Lợi Tiến chính là bộ đội đặc biệt át chủ bài của đất nước, rất nổi tiếng trên thế giới. Những bộ đội ưu tú tham gia tuyển chọn chỉ có một người trúng tuyển, cái này giải thích cho điều gì? Kinh khủng thật, nghe nói năm ngoái ngay cả 100 người bọn họ cũng không lựa chọn được bất kỳ ai. Lão Tư lệnh rất tức giận. Sau đó Lão Tư lệnh bắt chuyên gia huấn luyện đó luyện tập như điên trên thao trường. Lúc đó tôi cũng rất nghi ngờ, hỏi Lão bộ đội gì mà lại yêu cầu nghiêm khắc như vậy. Lão Miêu uống say, không kín miệng nữa. Lão nói đó có thể là một trong ba đội đặc biệt thần bí nhất đất nước. Chính Lão cũng không xác định được đó có phải là một trong đó không. Ba đơn vị. Đúng vậy, có tên gọi lần lượt là Thần Uy, Thiên Uy, số lượng rất ít nhưng tất cả đều là tinh anh, khi lâm trận có thể một địch trăm. Tiêu chuẩn khảo hạch của bọn Lão Miêu là một tổ 10 người tấn công một nhân viên đặc biệt của Thiên Uy, có thể dùng bất kỳ cách gì, chỉ cần đánh ngã là được. Kết quả cuối cùng cả 10 người đều bị đánh ngã. Cuối cùng là một đơn vị bộ đội đặc biệt có tên là Long Tức. Đây là đơn vị đặc biệt được coi là biểu tượng của đất nước. Đơn vị này thần bí nhất, thực lực khủng khiếp nhất. Chỉ nghe tên, không bao giờ thấy người. Chẳng lẽ cô gái đó là người của Long Tức? Em nhìn thấy rõ trên tấm thẻ trong tay cô ta có chữ. Lòng ai đó hoảng sợ nói. Lão Thiết lắc đầu nói, không nhất định, tôi nghe Lão Miêu nói cả ba đơn vị bộ đội này đều do một người họ Long thành lập, vì thế bọn họ dùng thẻ trên có một chữ Long, khác nhau ở màu sắc. Cụ thể khác nhau thế nào tôi cũng không rõ lắm, Lão Miêu cũng không nói, Lão cũng chỉ nghe một số chiến hữu nói trong khi huấn luyện.
Viên cảnh sát trẻ tuổi vui mừng nói, may là đội trưởng nhận ra lai lịch tấm thẻ, nếu không thì chúng ta gặp phiền toái lớn. Đúng vậy, nếu như tôi không nhận ra bước tiếp theo của cô ta sẽ ra tay đánh người. Cái đó chỉ là cách bọn họ bộc lộ thân phận. Nếu như chúng ta vẫn không biết tốt xấu, sẽ bị đánh tiếp, chúng ta có thể còn bị đưa ra tòa án quân sự. Lão Thiết khẽ liếc nhìn Lý Thanh Ương nói. Nhưng đội trưởng chúng ta không nhất thiết phải cúi chào cô ta, một người nói. Cậu có biết cấp bậc của bọn họ không? Ngay cục trưởng của chúng ta nhìn thấy bọn họ cũng phải cúi chào. Chúng ta còn tính toán cái đó làm gì? Đội trưởng, bọn họ đi ra, một cảnh sát khẽ nói. Rút mau, Lão Thiết như con ngựa đầu đàn, vội dẫn đám thuộc hạ lẩn vào một ngõ nhỏ, không dám xuất đầu lộ diện. Khi ngồi ở trên xe, Tần Lạc có vẻ nôn nóng muốn hỏi gì đó. Muốn hỏi gì hả? Ly vừa lái Hammer vừa hỏi Tần Lạc. Có thể cho tôi xem tấm thẻ đó không? Lúc nãy tôi nhìn không rõ, Tần Lạc bối rối nói. Ly đưa tay vào ngực lấy tấm thẻ ra đưa cho Tần Lạc. Vừa đưa tay cầm tấm thẻ, Tần Lạc cảm nhận trên tấm thẻ có hơi ấm của nhiệt độ cơ thể, lại còn cả hương thơm, cũng có thể là mùi thơm của cơ thể. Tấm thẻ này không biết làm bằng đồng hay vật liệu gì đó, nó khá nặng. Sờ vào cũng thấy khá mộc mạc, xung quanh bốn phía có đường viền hoa văn, ở giữa có một chữ long. Chữ long màu đỏ, giống màu máu tươi, mặt kia còn đơn giản hơn, chỉ có ba chữ. Long tức, Ly. Điều này làm cho mong muốn dựa vào tấm thẻ đoán thân phận của hắn tan vỡ. Ha, ha, tấm thẻ này rất tốt, Tần Lạc cười ha hả nói. Ly liếc mắt nhìn hắn không nói gì. Thấy Ly không để ý tới mình, Tần Lạc lại mặt dày nói ra ý nghĩ của mình, có thể cho tôi một tấm thẻ như này không? Những lời này Tần Lạc đã muốn nói ra từ lâu, để trong lòng cảm thấy bức bối vô cùng. Bạn thử nghĩ xem, lần sau cảnh sát tới điều tra, giơ tấm thẻ trước mặt họ. Lúc đó cảnh sát có ngoan ngõ ẩn cúi chào với bạn không? Nghĩ tới cảnh đó tâm trạng Tần Lạc kích động vô cùng. Đừng mơ, Ly thẳng thừng từ chối. Tôi chỉ nói thế thôi chứ không muốn đâu, Tần Lạc lấp liếm. Thực sự hắn muốn có tấm thẻ đó muốn chết đi được. Dù muốn cũng không được, Ly phũ phàng nói. Cách nói chuyện này làm Tần Lạc nhớ tới Vương Cửu Cửu. Cả hai đều khá giống nhau, tuổi cũng tương tự nhau. Tại sao hắn luôn làm việc cùng những cô gái như vậy? Trong lúc vô tình nhớ tới cảnh Vương Cửu Cửu nắm đầu Lý Thanh Ương đập vào gương, hắn vội vã lắc đầu xua hình ảnh đó ra khỏi đầu. Bây giờ đàn ông đan áo, phụ nữ đánh mạt trược. Đàn ông càng ngày càng không giống đàn ông, phụ nữ càng ngày càng không giống phụ nữ. Tần Lạc nhìn hai bàn tay đi găng của Ly, một ý nghĩ chợt xuất hiện, hắn hỏi, có phải tay phải của cô bị thương không? Chúng tôi ai cũng thế, khắp người chỗ nào cũng có vết thương, Ly thản nhiên nói. Trên người cũng có, Tần Lạc tròn mắt nhìn nàng. Anh muốn làm gì? Ly cảnh giác nhìn Tần Lạc hỏi. Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý bảo cô cởi quần áo cho tôi xem, Tần Lạc vội vàng giải thích, hắn hiểu câu nói của hắn dễ bị người khác hiểu lầm. Vậy anh muốn làm gì? Ly hỏi. Ý tôi là trên bàn tay con gái có vết sẹo như vậy làm giảm nét duyên dáng. Cô có thấy vậy không? Tần Lạc hỏi ngược lại. Ly không trả lời. Nếu như không cảm thấy ảnh hưởng tới hình thức bên ngoài của nàng, nàng đã không suốt ngày đi găng như thế. Thực sự nàng đã trải qua huấn luyện đặc biệt của thành viên Long Tức, thân kinh bách chiến, sức mạnh vô địch. Nhưng vấn đề quan trọng là nàng cũng là một cô gái. Có người phụ nữ nào không muốn mình xinh đẹp, hấp dẫn không? Có người phụ nữ nào muốn trên người mang những vết sẹo mà người khác nhìn thấy phải giật mình không? Kỳ thật tôi có thể làm mất vết sẹo trên tay cô, thực sự loại bỏ sẹo. Không để lại dấu vết gì, Tần Lạc nói. Ly vui mừng nhìn Tần Lạc hỏi, thật ư? Thật, Tần Lạc gật đầu. Vậy hãy mau điều trị cho tôi, Ly nói. Thế nhưng loại thuốc đó, quý lắm, Tần Lạc khẽ liếc Ly, dè dặt nói. Bao nhiêu tiền? Ly hỏi. Nói chuyện tiền bạc làm gì, tầm thường quá, Tần Lạc tức giận nói. Thôi được, anh rất muốn có một tấm thẻ đó phải không? Tôi có thể xin cho anh một cái. Chương 140, tôi ưu tiên anh ra tay trước. Trên thế giới này thủ đoạn kinh doanh cao minh nhất chính là bạn muốn bán gì hãy bán luôn, muốn mua gì hãy mua luôn. Tần Lạc cảm thấy trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ không có quyết tâm. Chỉ cần bạn cố gắng phấn đấu cho mục tiêu phía trước, nhất định bạn sẽ thành công, đạt được ước mơ của mình. Ly tự nhủ một phút rồi nói với Tần Lạc, tôi có thể giúp anh. Nhưng không biết có thành công hay không, cái đó phải xem vận may của anh. Không thành vấn đề, bản thân tôi không có gì không tốt. Rất may mắn, Tần Lạc gật đầu nói.
Nếu như anh có thể chữa khỏi bệnh cho cha nuôi tôi cam đoan có thể xin cho anh một tấm thẻ Long Tức Ly nói. Tần Lạc giếm đầu ngón tay nói, chữa khỏi bệnh cho hai người mới được một tấm thẻ phải không? Hai tấm có được không? Ly giận dữ suýt chút nữa nàng đá cho Tần Lạc một cái đuổi xuống xe. Nàng tức giận mắng, anh làm như ra chợ mua rau không bằng ấy. Anh dám cò ke mặc cả hả? Anh có biết tấm thẻ này tượng trưng cho cái gì không? Anh có biết người khác đổ bao mồ hôi, cả máu mới được tấm thẻ này không? Được rồi, không nên kích động Tần Lạc vội vàng an ủi. Không phải là không thể thương lượng được, tôi chữa khỏi bệnh cho Long Vương, cô cho tôi một tấm thẻ. Cô cứ mua một cái khác tặng cho tôi là được. Lần này tới viện an dưỡng thần bí, Long Vương vẫn đang nằm ở ghế mây, điều này làm cho Tần Lạc cảm thấy có chút đau buồn và thê lương. Anh hùng lúc cuối đời, mỹ nhân lúc xế chiều, tất cả đều là chuyện bi ai lớn nhất trong đời người. Mặc dù Tần Lạc không biết thân phận của Long Vương nhưng những người đó vô cùng tôn trọng ông ta, hơn nữa trên người ông ta có vô số vết thương, có thể chứng minh ông ta chính là một người phi phàm. Những người như thế không sợ chảy máu, không sợ chết, không sợ đối thủ hùng mạnh, nhưng bọn họ lại sợ nước mắt cùng sự yếu đuối. Tần Lạc, cậu đã đến, Long Vương đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe tiếng bước chân mở mắt mỉm cười chào Tần Lạc. Đúng, nếu có thể tốt nhất hãy bảo người mang báo, tiểu thuyết tới đọc cho ông nghe. Hãy suy nghĩ tích cực hơn một chút, Tần Lạc đề nghị. Long Vương cười nói, không giấu gì cậu, tôi là một người thô kệch. Ngay từ nhỏ đã học công phu, đi học cũng chỉ có mấy năm, chỉ biết được vài chữ. Ngoại trừ công phu ra, tôi không có hứng thú với bất kỳ cái gì. Tần Lạc nghĩ các bậc cao thủ trong các tiểu thuyết võ hiệp không phải là những người có học sao. Không chỉ võ công cao cường, còn tinh thông cầm, kỳ, thi, họa. Tất cả cái đó chỉ là gạt người. Nghe kinh kịch cũng tốt, Tần Lạc nói. Long Vương lắc đầu nói, bây giờ thanh niên thì ảo tưởng về tương lai. Người già thì sống bằng quá khứ. Bây giờ chưa phải lúc tôi sống bằng ký ức của mình. Vẻ mặt Long Vương khi nói rất bình thản, không có một chút bi thương nào. Nhưng khi Tần Lạc nghe xong những lời này lại cảm thấy vô cùng chua xót. Tôi chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh cho ông, Tần Lạc cam đoan. Là một thầy thuốc nổi tiếng, không nên dễ dàng hứa hẹn mới phải. Bởi vì khi dễ dàng hứa hẹn như thế sẽ tạo nên ảo tưởng trong lòng người bệnh hoặc người nhà là bệnh không có gì nghiêm trọng. Đến khi nếu bạn không chữa khỏi bệnh, e rằng bệnh nhân và người nhà lại nghĩ bạn là lang băm. Hơn nữa khi đã có suy nghĩ như vậy, dù có chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân, bọn họ cũng nghĩ đó là chuyện đương nhiên. Vì thế bây giờ thầy thuốc cực kỳ khôn khéo, thường nói bệnh của bệnh nhân nặng hơn bình thường, có thể nhận được nhiều tiền hơn, kê nhiều đơn thuốc hơn, được cảm tạ nhiều hơn. Tôi đã nói tôi đang chờ đợi kỳ tích của cậu, Long Vương cười sảng khoái. Tần Lạc gật đầu nói, vẫn châm cứu như hôm qua nha. Được, Long Vương đồng ý. Tần Lạc, không nên châm gây mê, nếu tôi ngủ sẽ mất đi cảm giác thanh bình. Được, Tần Lạc đáp. Dựa theo quy trình ngày hôm qua, trước tiên Tần Lạc dùng thấu tâm lương của Thái Ất Thần châm cứu các huyệt đạo trên người Long Vương. Sau đó hắn lại dùng nước ấm lau chùi thân thể Long Vương để cho lỗ chân lông nở to ra. Sau đó hắn bắt đầu tiến hành xoa bóp các vị trí đặc biệt. Đây có thể là công việc nặng nhọc nhất, phần lớn cơ thể Long Vương đã tê liệt. Việc dùng Thái Ất Thần châm cứu các huyệt đạo đã tiêu hao gần hết sức lực của hắn. Sau khi xoa bóp cho Long Vương một lát, Tần Lạc đã mệt nhoài, trán hắn lấm tấm mồ hôi. Sắc mặt vốn tái nhợt của hắn càng tái hơn, giống như hắn vừa bước ra từ một phòng massage. Tần Lạc, hãy nghỉ ngơi chút. Nhìn thấy sắc mặt của Tần Lạc, Long Vương không đành lòng, ông lên tiếng khuyên nhủ hắn. Không sao, bây giờ không dừng lại được. Hai tay Tần Lạc vẫn nhanh nhẹn xoa bóp cánh tay của Long Vương. Xoa bóp các vị trí trên cơ thể, thứ nhất để làm lỏng cơ bắp, khiến cho thân thể không hoạt động trong thời gian dài của Long Vương không bị cứng lại. Thứ hai tìm đúng các vị trí, kích hoạt các cơ quan chức năng bên trong. Thứ ba cũng chính là điều quan trọng nhất, chính là bài trừ độc tố. Nóng mới ra mồ hôi. Ra mồ hôi chính là phương thức bài trừ độc tố tốt nhất. Chứng bệnh tiệm đống trứng của Long Vương là do chúng độc mà thành, trong cơ thể có một lượng độc tố lớn. Nằm một thời gian dài trên giường càng làm cho chứng bệnh trở nên trầm trọng. Bài trừ độc tố cũng chính là có thể giảm nhẹ sự hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Nhưng làm nóng như thế nào thì chỉ có thể dựa vào sự vận động của hai tay Tần Lạc. Lát sau các bắp thịt của Long Vương bắt đầu trở nên đỏ ửng. Thân thể trở nên ấm hơn. Sau khi nhiệt độ cơ thể nóng hơn, những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện ở các lỗ chân lông. Ly đứng ở bên nhìn,
không nhịn được nàng đi lấy một cái khăn ướt tới lau mồ hôi trán cho Tần Lạc. Tần Lạc vô cùng kinh ngạc khi thấy nàng không còn giữ bộ mặt hung dữ của mình. Tần Lạc cười thầm, đúng là trong người Ly ẩn giấu sự ngây thơ, hồn nhiên của một cô gái. Tới khi thân thể Long Vương bốc lên một màn sương mù như hơi bốc ra từ nồi hấp, Tần Lạc mới thở hổn hển, chấm dứt xoa bóp. Ly ngay lập tức bưng tới một chén nước mát, Tần Lạc làm một hơi hết cốc nước, lúc này hắn mới cảm thấy sức lực trong người khôi phục đôi chút. Long Vương thấy vậy kỳ quái hỏi, Tần Lạc, cậu thực sự là đệ tử của Huyền Cơ Tử? Đúng vậy. Nói xong, Tần Lạc móc từ trong người ra một chuỗi tử huyết châu đưa cho Long Vương nói, đây là tặng vật của sư phụ. Huyền Cơ Tử nghiên cứu thiên nhân, cả đời nghiên cứu võ tiên đạo, thân thủ cao thâm không lường. Tại sao cậu lại yếu ớt như vậy? Ông ấy không dạy công phu cho cậu ư? Theo lý mà nói, đạo gia thập nhị đoạn cẩm chính là tuyệt học luyện khí, cao minh hơn rất nhiều so với thập yêu khí công đại sư. Cậu rõ ràng có luyện tập môn nội công này. Tại sao sức khỏe của cậu không tốt lên? Long Vương nằm trên ghế, gối đầu lên một cái gối để dễ dàng nói chuyện với Tần Lạc. Tần Lạc cười gượng nói, tôi từ nhỏ đã mắc bệnh nặng, không thể chữa khỏi. Được sư phụ tặng đạo gia thập nhị đoan cẩm cùng, dẫn thể thuật mới giúp tôi trở về từ quỷ môn quan. Mặc dù thoát khỏi cái chết nhưng bệnh vẫn không hết, muốn học được công phu cao cường thì thực sự khó khăn. Long Vương hiểu ra nói, thế nào sắc mặt cậu trắng bạch bất bình thường như thế? Xem ra đó là kết quả của nhiều năm mắc bệnh. Mặc dù tuổi cậu hơi lớn một chút nhưng cậu có nền tảng đạo gia thập nhị đoạn cầm, nếu như luyện công sẽ đỡ tốn nửa thời gian. Đáng tiếc tôi còn nằm đây, nếu không tôi có thể truyền cho cậu mấy tuyệt kỹ. Ha, ha, cảm ơn Long Vương, thực ra sư phụ cũng đưa cho tôi sách võ học, nhưng tôi không thể nào tìm được điểm đột phá. Tần Lạc vừa nói vừa lấy trong người cuốn Huyền Công Lục. Tần Lạc đã từng nghiên cứu Huyền Công Lục nhưng hắn không hiểu những lý giải trong đó lắm. Học võ không dễ dàng giống như trong tiểu thuyết, một thiếu niên vô tình lạc vào một hang động, tìm được một bí kíp võ công sau đó có thể đi ra ngoài, thiên hạ vô địch, xưng bá giang hồ. Kỳ ngộ, thiên phú còn có nghị lực, thiếu một trong ba cũng không được. 10 năm đóng cửa gian khổ học tập, trong chớp mắt nổi danh thiên hạ, những lời này rất thích hợp để nói về người luyện võ. Huyền Công Lục, ha, ha, vị đạo sĩ này lấy một cái tên cao thâm khó lường. Cậu hãy mở ra, Tôi muốn nhìn xem cuốn sách này ghi chép huyền công gì. Dù Long Vương không thích đọc báo, tiểu thuyết nhưng ông ta thực sự hứng thú với võ học. Tần Lạc tới trước mặt Long Vương, hắn mở trang thứ nhất, sau đó giơ lên trước mặt Long Vương. Võ công thiên hạ chỉ thiên về cương, không nhanh, chỉ thiên về sức mạnh, không chú ý đối kháng, chỉ thiên về mỹ, không chú ý tới phòng ngự. Đây chính là cuốn sách luyện công của cậu sao? Huyền công gì chứ? Giống như những thứ bộ đội của tôi vẫn dùng. Đây là do sự phụ truyền cho. Tôi vẫn chưa xem qua. Tần Lạc bối rối giải thích. Thế nhưng chiêu thức trong này cũng khá ảo diệu, có thể lấy nhu thắng cương. Có thể hỗ trợ hiệu quả với đạo gia thập nhị đoạn cẩm của cậu. Long Vương vừa xem vừa giải thích. Đúng thế, nhưng tôi xem qua không hiểu lắm. Tần Lạc cười gượng nói. Lần trước nhìn thấy bộ pháp cậu né tránh ly rất giống với của đạo gia. Thế này đi, cậu thử tiếp ly mấy chiêu để tôi nhìn xem vấn đề của cậu là gì. Long Vương nói. Ly nghe thấy sẽ tỉ thí với Tần Lạc, sắc mặt vui mừng, tay nàng lóe lên ngân quang, thanh chủy thủ sáng loáng đã nằm trong lòng bàn tay. Tay không thôi, tay không thôi, không cần vũ khí. Tần Lạc vội nói. Tại sao cô gái này lại thích bạo lực như vậy? Ly, cất chủy thủ đi. Long Vương nói. Nhát gan dù Ly không muốn nhưng nàng vẫn nút thanh chủy thủ vào trong cái da đeo bên vào eo thon nhỏ của nàng. Giao đấu 3 chiêu, sau 3 chiêu dừng lại. Long Vương nói. Sau đó ông lo lắng dặn dò Ly, Ly, không được đả thương Tần Lạc. Cha nuôi, con biết rồi. Ly nói vẻ không hài lòng. Cha nuôi nàng hình như rất coi trọng Tần Lạc, nàng cảm thấy vô cùng buồn bực. Trong đại sảnh rộng lớn nên không cần đi ra sân giao đấu. Tần Lạc đứng đối diện với Ly trong tư thế chuẩn bị giao đấu. Mắt đối mắt, mũi đối mũi, hai tuyệt đại cao thủ sắp sửa khai chiến. Chuẩn bị xong rồi sao? Tần Lạc hỏi. Anh ra tay trước. Ly ngạo mạn nói. Thực ra nàng không coi Tần Lạc vào mắt. Nhân viên Long Tức không phải lấy một địch trăm sao. Cảm ơn, Tần Lạc nói. Sau đó hắn đánh về phía Ly. Hắn hoàn toàn không ưu tiên phụ nữ, cũng không có tác phong quân tử. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau bị thiệt thòi. Cô đã để tôi ra tay trước, tôi cũng sẽ không khách khí với cô. Chương 141, tôi không tin ông không cho tôi bài tử.
Đạo gia thập nhị đoạn cẩm chính là công phu dưỡng khí hưu sinh, nhưng dẫn thể thuật cũng là một pháp môn cường thân kiện thể, không có con đường thứ hai. Tần Lạc đúng là đã học được vài chiêu thức từ dẫn thể thuật, nhờ đó hắn mới có khả năng giao thủ với mấy tiểu mao tặc làng nhàng. Nhưng là, gặp phải cái loại cao thủ giết người không gớm tay thì chênh lệch cũng xuất hiện rất rõ ràng. Lúc này Tần Lạc thi triển một chiêu song viên cùng nguyệt trong dẫn thể thuật. Đây là chiêu hắn thuần thục nhất, hơn nữa uy lực cũng không nhỏ. Hắn muốn một chiêu đắc thủ luôn. Ta chỉ là một thầy thuốc tay trói gà không chặt, còn cô là sát thủ chuyên nghiệp lấy đao kiếm làm nghề nuôi thân. Nếu tôi đánh được cô một chiêu thì cũng coi là thắng rồi đúng không? Đặt mục tiêu vậy rồi, Tần Lạc lại nghĩ thêm muốn đánh trúng được một cái chỉ có cách phải đánh thật bất ngờ, lúc đối thủ còn chưa kịp chuẩn bị. Nghĩ là làm, Tần Lạc ngay lập tức tung một chiêu thật hiểm. Một quyền phát ra, mặc dù không có được uy mãnh như hổ nhưng cũng đã xé gió vù vù. Đáng tiếc là hắn lại đánh giá quá thấp thực lực của đối thủ. Hay nói cách khác, hắn đã quá tự tin vào thực lực của chính mình. Hắn vừa vung tay ra trưởng, đối thủ đã thối lui vài bước. Tần Lạc thấy vậy mừng thầm, hai chân nhanh nhẹn lui về phía sau một chút rồi một lần nữa vung chảo chụp vào cổ nàng. Nhưng là vì đang đánh nhau với nữ nhi nên khi xuống tay hắn cũng phải cân nhắc nhẹ đi một chút. Vì nếu như không may đánh phải ngực của cô ta thì chẳng phải là hành vi của tên lưu manh sao. Lúc này, Tần Lạc bắt đầu tăng tốc độ lên, động tác cũng dứt khoát hơn một chút. Hắn muốn sau chiêu thứ hai này là phải chiếm được tiện nghi, không để cho đối thủ có cơ hội phản kích. Nhưng đáng tiếc làm sao? Chiêu thứ hai chưa tung ra đã thất bại, bởi vì vừa thấy hắn chuẩn bị nàng ta đã lại lui về vài bước nữa. Điều này khiến Tần Lạc cảm thấy phẫn nộ, không biết đối thủ của hắn có muốn đánh hay không. Nhưng đằng sau cô ta đã sắp hết đường rồi, sẽ không thể lui thêm nữa. Tần Lạc tung chiêu thứ ba, thôi xong trích nguyệt. Kỳ thật mấy chiêu này đều có thể gọi chung bằng cái tên hầu tử tập ngực hay Tần Lạc bắt cầu. Bởi vì mấy chiêu này đều có cách đánh là thân thể nhảy về phía trước, hai tay đẩy ngang, nhằm đánh chúng vào ngực đối phương. Như vậy, hiển nhiên khi sử dụng chiêu này, nam nhân sẽ bị coi là kẻ hám sắc. Dù cho hắn biết, hoặc giả bộ không biết đối thủ là một nữ nhi nhưng khi đã tung chiêu rồi thì có thể coi là hết sức hèn mọn, bị ổi hạ lưu. Nhưng Tần Lạc không có biện pháp nào khác, hắn vẫn tiến lên, thân thể vẫn bay về phía trước. Nhưng đối thủ của hắn thì vẫn không có động tĩnh gì dù đã thối lui thêm vài bước. Dù vậy hắn vẫn không thể dừng lại. Lưu manh, cô gái giận dữ nói. Nàng nhất định sẽ không tha thứ cho tâm địa xấu xa của hắn, nhưng cũng không lùi thêm về phía sau nữa mà bắt đầu đấu lại với Tần Lạc. Thân thể Tần Lạc vừa tiến đến, nàng tung chân phải, xoay 180 độ, đá thẳng vào người Tần Lạc. Chỉ cần Tần Lạc có chút manh động, nàng có thể đá trúng ngay cằm hắn. Là một cô gái hay một sát thủ vậy ta? Tần Lạc bi ai? Tốt lắm, hai người các ngươi dừng tay đi. Long Vương đột nhiên hô to. Lưu manh, Ly một lần nữa hung hăng trừng mắt nhìn Tần Lạc nói rồi căm giận thu cước về. Quyền cước không có mắt, tôi cũng vậy, nào có cố tình đâu. Tần Lạc cười. Long Vương nhìn Tần Lạc nói, Tần Lạc, công phu đấy xem như không sai. Đối với người bình thường mà nói, thân thể như vậy cũng được gọi là khá rồi. Không nói xa xôi ngoài chiến trường, cháu vậy là có thể tự bảo vệ bản thân rồi. Tần Lạc cười khổ chỉ vào Ly nói, này, tôi có làm gì cô đâu. Ngay cả áo của cô tôi còn chưa chạm cơ vào mà. Long Vương nghe Tần Lạc nói những lời này bèn cười nói, tiểu tử, người đúng thật là tham quá. Ly võ giỏi, thân thủ có thể xếp vào hạng nhất đẳng. Người đến lúc này mà chưa bị thương cũng đã coi như may mắn rồi đó. Thân thủ ta đúng là chẳng ra làm sao cả, Tần Lạc nghĩ. Ngay cả một nữ nhân còn đánh không lại, nếu đánh thêm chắc bị nàng ta khinh cho quá. Long Vương suy nghĩ một chút rồi nói, ta cả đời này không thích nợ ai cái gì cả. Thôi thế này đi, cháu hàng ngày chữa bệnh cho ta, rồi ta mỗi ngày sẽ dạy cho cháu vài chiêu. Chúng ta sẽ không ai nợ ai gì cả, cháu thấy thế nào? Với những người đang cùng đường thì làm gì có nhiều sự lựa chọn. Đề nghị này khiến Tần Lạc cảm thấy rất khó xử. Hắn vốn định sau khi chữa bệnh cho Long Vương sẽ đi tìm chỗ nào đó ẩn cư mà ngẫm nghĩ xem lại chính mình. Xuất môn mang theo một khối bài tử như vậy không phải cũng nhiều uy phong sao. Tùy chỗ tùy lúc chắc cũng sẽ sử dụng được. Nhưng hắn lại cũng rất muốn học công phu, luyện được thân thủ thật giỏi rồi thì còn ai dám khi dễ mình nữa. Nhất là khi gặp những cô gái đanh đá thế kia kể cả vứt đao đi mình cũng vẫn trị được. Cá dữ liệu có thể học cách đánh của gấu được không? Sao rồi?
cháu không đồng ý sao? Long Vương nhìn thấy vẻ mặt do dự của Tần Lạc bèn lên tiếng hỏi. Đồng ý, cháu rất vui lòng, Tần Lạc cao hứng nói. Tốt lắm, dù sao thì hôm nay cũng không việc gì làm, ta sẽ ứng trước cho cháu. Trước tiên ta dạy cháu hai chiêu này đã, Long Vương hào hứng nói. Cả ngày chỉ nằm ở ghế chúc người ngợm đau nhức, ngay cả trung tiện cũng không dám đánh, giờ có chuyện thế này tâm lý ông ta vui vậy cũng là điều dễ hiểu. Cũng được, cảm ơn Long Vương, Tần Lạc gật đầu. Tư chất của cháu không kém, chỉ là thân thể yếu ớt, hơn nữa lại không có kinh nghiệm chiến đấu. Còn võ thuật thực chất là gì? Là nhìn vào địch thủ mà đánh, thấy chiêu hủy chiêu, thấy khích là tấn công. Quyền thức hay trường thức quy định cũng từ võ thuật mà ra, chứ không phù hợp với chiến tranh hiện đại. Cho nên, hiện nay trên thế giới, bộ đội đặc chủng nổi tiếng nhất cũng thích dùng thái quyền cùng không thủ đạo. Bởi vì đặc điểm chính của họ là khoái, chuẩn, ngoan. Hơn nữa, họ không có chiêu cố định, không dễ dàng tìm được sơ hở của họ để mà phản kích đâu. Mọi thứ đều rất hoàn hảo, quyền công lục của cháu chỉ là một vài chiêu thức quen, không mấy tinh diệu. Nếu nói là học chưa đến nơi đến chốn thì cũng không sai chút nào. Tần Lạc lần đầu tiên được nghe giảng giải chi tiết về thân thể các loại pháp môn như vậy không khỏi cảm thấy thích thú. Có nam nhân muốn trở nên nhanh, cũng có nam nhân muốn mình thật mạnh. Tần Lạc không chút nghi ngờ là mình sẽ thuộc nhóm thứ hai. Hãy phân tích chiêu vừa rồi của cháu, bay người tay đẩy ngang, nếu như tốc độ nhanh thêm chút nữa, thân thể hơi vòng cung chút nữa khi đến gần người ly. Thêm nữa, lúc chuẩn bị đánh thì che chiêu đi, thế thì cháu không phải là không thể đả thương ly. Đáng tiếc, người có một chiêu mà cũng đánh không xong thì thua cũng đáng thôi. Trong thực chiến thì bất ngờ mới là nguy hiểm, nếu đối thủ có thể tránh được chiêu của ngươi thì sẽ dễ dàng tìm được sơ hở của ngươi để phản công. Lúc đó ngươi thua chắc. Tần Lạc nghe xong thấy mình sáng hẳn ra. Bùm một tiếng hắn quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu ba cái cảm kích nói, đa tạ sư phụ đã khai thông. Ân tình của sư phụ đồ đệ sẽ nhất định không quên. Mọi người đứng đó thấy Tần Lạc làm vậy ai cũng ngây người ra, ngay cả Long Vương hồi lâu cũng không phản ứng gì. Tần Lạc, chúng ta không phải đôi bên cùng có lợi sao? Cháu chữa bệnh cho ta, ta dạy công phu cho cháu. Chúng ta không ai nợ ai, không cần hành đại lễ như thế. Mau đứng lên đi, Long Vương nói. Nghe ngài nói một buổi ngang bằng 10 năm đọc sách, cổ nhân thường nói nhất tự vi sư, cháu chịu ơn ngài như vậy, nếu không làm lễ bái ngài làm thầy thì chẳng phải là phường vong ân phụ nghĩa sao? Tần Lạc oai phong lẫm liệt nói. Nhưng ta không muốn thu nạp đồ đệ, Long Vương nói. Sư phụ không muốn nhận ta làm đồ đệ cũng không sao, nhưng đồ đệ vẫn muốn gọi ngài là sư phụ, Tần Lạc vẫn một mực nói. Ngài dạy ta võ thuật. Đương nhiên là sư phụ ta. Làm sao có thể khác được cơ chứ? Long Vương thấy Tần Lạc một mực kiên trì thì bỗng cười ha hả. Tốt thôi, thú vị, thật là thú vị, Long Vương vừa cười to vừa nói. Mấy khi ta có cơ hội nhận đệ tử đâu, ngươi nói đúng. Tần Lạc xấu hổ chỉ biết đứng cười chứ không nói được gì. Hắn chưa từng nghĩ rằng tâm trí mình lại bị Long Vương nhìn thấu. Lão nhân này quả thật không phải là người tầm thường. Cho dù tứ chi tê liệt phải nằm trên giường cả ngày, ngay cả cái đầu cũng đang dần bị cứng lại nhưng lối suy nghĩ của lão vẫn nhanh nhẹn dị thường. Người quả là một đồ đệ không thu nhận không được. Thôi được, hôm nay ta sẽ phá lệ một lần, nhận ngươi làm đồ đệ vậy, Long Vương mắt sang quắc nhìn Tần Lạc nói. Chỉ trong có một khắc đó mà Tần Lạc cảm giác khí phách mình đang bị hòa tan ra. Nhưng không phải vì những câu nói ngọt ngào mà chính vì con ngươi của lão nhân đột nhiên sáng ngời như muốn dọa người. Biết được Long Vương rốt cục cũng nhận mình làm đồ đệ, Tần Lạc vừa quỳ lạy vừa đông 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 dập đầu ba cái. Với một sắc mặt nghiêm túc, hắn nói, sư phụ, xin hãy nhận của Tần Lạc một lạy. Nhiều răng hơn một chút không sợ người cắn, nhiều sư phụ hơn một người không sợ kẻ khác dọa. Tần Lạc nghĩ tiếp, sau này nếu ai dám khi dễ mình chỉ cần phất cờ tam giác rồi hô to, các sư phụ, giúp với. Khi đó, tiếng người đáp, ngựa hí, khói mù bốc lên tứ phía. Một đội quân vô địch do đông đảo sư phụ của mình tạo thành nhanh chóng kéo tới, nghiền nát bấy bọn địch nhân đen đủi kia. Đương nhiên cái tư tâm nhỏ bé này Tần Lạc cũng biết xấu hổ mà không nói ra với ai. Tôi dù sao cũng đã bái ông làm thầy, kiểu gì cũng nên đưa cho tôi một khối bài tử chứ. Hôm nay đúng là một ngày tràn đầy kỷ niệm trong cuộc sống, nếu như nói trong những tác phẩm huyền huyễn thì sẽ là, sau công nguyên rất nhiều năm, một đời y vương hiển hách của Tần Lạc đã có thêm vị sư phụ thứ ba. Bánh xe vận mệnh đầy hùng tráng của Y Vương đã bắt đầu xoay tròn,
nhưng không ai biết nó đang hướng đi đâu. Trong đầu Tần Lạc đang tưởng tượng đến ngày đại danh của hắn bay thẳng lên trời, trở thành một biểu tượng mà truyền thông khắp thế giới ca tụng, trẻ con khắp thế giới được học ngay từ khi bập bẹ biết nói. Mơ hão, ai biết Y Vương Tần Lạc 2 tuổi vẫn còn đái dầm. Thiên địa cũng sẽ phải kinh hãi nếu biết tình nhân trong mộng của Y Vương là người. Cách một cái vách tường. Chứng kiến người cười, ta khổ sở vài năm, chứng kiến người khóc, ta vui vẻ mất vài chục năm. Sử sách ghi lại những chương phong lưu hiển hách nhất của Y Vương chính là khi ngài ép tai vào vách tường nghe người trong mộng. Dội nước. Theo những tài liệu kinh điển được những sử gia nổi tiếng nhất của đất nước, Y Vương Tần Lạc là người tóc đen, da vàng, nhưng lại, mẹ nó đây là tác giả chửi đó, mắt một mí cái này không phải là hậu duệ của dân tộc Đại Hàn sao? Nói một cách khác, mà không nhất thiết là cách khác, nói tóm lại, nói thế nào đi nữa thì Tần Lạc vẫn tồn tại một cách quái dị trong những tác phẩm lịch sử quái dị nhất. Trong giới y học, hắn không phải là người có nhiều đồ đệ nhất, nhưng là, sư phụ của hắn thì tuyệt đối nhiều nhất. Chương 142, Ngận Hữu Lưu. Hèn hạ, khi tiễn Tần Lạc đi ra ngoài, Ly hậm hực, hung hăng nói với hắn. Cái gì? Tần Lạc làm bộ như không rõ, hỏi lại. Anh nghĩ rằng tôi không biết tâm tư đen tối của anh sao? Ly trừng mắt nhìn Tần Lạc tức giận nói. Tâm tư đen tối, sư muội không sao đấy chứ? Như thế nào lại hiểu lầm ta vậy? Tần Lạc tỏ ra oanh oanh lẫm lẫm, lên tiếng hỏi lại. Hắn bây giờ đã là đồ đệ của Long Vương, như vậy, đương nhiên nghĩa nữ của Long Vương là sư muội của hắn rồi. Hay là, gọi là muội muội. Chẳng lẽ anh dám nói rằng chính mình không phải cố tình muốn bái nghĩa phụ tôi làm thầy sao? Ly bực tức nói trắng suy nghĩ của mình ra, nghĩ muốn cho hắn một phen xấu hổ. Đúng vậy, tôi cố tình. Tần Lạc thẳng thắn thừa nhận. Tên hỗn đản này. Thật là, như thế nào lại chơ chẽn thừa nhận như vậy? Sư phụ lão nhân gia là người tri thức uyên bác, thân thủ chắc tuyệt. Điều quan trọng hơn nữa chính là lão nhân gia là một người tâm tư thong dong, bình thản, bao dung, không giống với dáng vẻ bất khuất hùng dũng của kẻ võ phu bên ngoài, điều này khiến người khác tâm phục khẩu phục. Có phẩm có đức, có tiến có lui, mặc dù người đang bệnh nặng nằm liệt giường, nhưng vẫn bảo trì được một phong thái khiếp người. Chỉ một lời chỉ điểm ngắn ngủi của lão nhân gia, tôi trong thời gian ngắn có được lợi không nhỏ. Một nhân vật như vậy, chẳng lẽ không đáng để bái làm thầy sao? Còn không đáng để người ta cam tâm tình nguyện, cố tình, cố ý, cố tâm bái ông ta làm thầy sao? Nhưng là, mặc dù tôi cố ý bái sư, nhưng là tôi trong ngoài trước sau như một, hữu tâm đãi sư. Sư phụ hiện tại mặc dù bệnh nằm liệt giường, nhưng lòng tôi vẫn kính người nhất mực. Thân làm một đệ tử. Điều hạnh phúc nhất là có thể dùng sở học của chính mình để chữa trị tốt cho sư phụ. Cho dù tôi học nghệ không tinh, không thể chỉ tốt khuyết điểm của sư phụ, nhưng tôi chắc chắn một điều, sẽ luôn luôn tận tâm tận lực làm hết sức mình, hết lòng hầu hạ người, trọn vẹn một phen tâm ý của một người đệ tử. Ly phát hiện ra với cái miệng lưới kia của Tần Lạc, nếu như nàng mở miệng nói bất cứ điều gì lúc này, quả thực đều trở thành đại nghịch đại đạo. Có một người y thuật cao minh lại vô cùng trọng tình trọng nghĩa, cam tâm nhất nguyện. Khóc lóc lầy đất muốn bái mình làm thầy, chính mình làm sao có thể cự tuyệt đây? Mà trong cuộc đời nàng, đến bây giờ mới chân chính nhận thức được rằng, nguyên lai miệng lưỡi lưu manh còn có thể đạt tới cảnh giới như thế này. Rõ ràng chính là vì muốn học công phu của người khác, muốn trông bài tử của người ta, nhưng không hiểu sao từ cái miệng thối của hắn nói ra, mọi chuyện đã dường như thay đổi 180 độ. Cái lưỡi không xương của hắn đã đưa hắn trở thành một người vì nghĩa. Vì tình mà cam tâm tình nguyện hiến dâng mọi thứ mình có, đúng là một chính nhân quân tử với tấm lòng kiên trinh. Cái đao này dùng vô cùng thoải mái. Ly đột nhiên xoay chuyển đề tài, rút thanh đao ra múa múa, tâm lý có chút thoải mái hơn. Xem ai không vừa mắt, trước hết phải để ý đầu lưỡi của hắn. Làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối không được nghe miệng hắn nói nhảm, nói nhiều như vậy. Nhìn thanh đao loang loáng trong tay nàng, Tần Lạc tự biết chỉ có một nước chạy trốn thật xa. Đao kiếm không có mắt, nếu nàng cố ý như mình, không cẩn thận thành vô tình đả thương sư huynh, cũng không phải nhiều nhặn gì, một hai cái động nhỏ cũng đủ phiền toái rồi. Tần Lạc nhìn nàng đùa giỡn với thanh đao, ánh mắt trở nên vô cùng thận trọng, miệng thì bắt đầu lấy lòng, sư muội, bây giờ dù sao cũng đã là người một nhà rồi, chúng ta không những không nên đối địch, mà phải giúp đỡ lẫn nhau. Tới đây, bỏ đao đi, để tôi giúp cô chữa trị một chút bên tay phải. Nữ hài tử như vậy không phải là không hay sao? Đúng vậy, nữ hài tử múa đao như vậy rõ ràng là không hay, đặc biệt là khi múa đao trước mặt một chính nhân quân tử như Tần Lạc. Thật lòng mà nói,
giờ khắc này Ly rõ ràng muốn nói mấy câu đại loại ngươi chết đi vân vân, hoặc ít nhất là cự tuyệt hắn. Nhưng không hiểu quỷ khiến thần xui thế nào, nàng lại gật đầu, theo tôi lại đây. Ly mang theo Tần Lạc Xuyên qua rừng cây, đi tới bên cạnh tiểu lâu mà lần trước các chuyên gia y học tụ tập. Nhưng nàng không có tiến vào trong tiểu lâu này, mà đi vòng qua phía trái, xuyên qua một vườn hoa nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một tiểu lâu màu trắng có vài nét kiến trúc phương Tây. Cánh cửa được khóa bằng mật mã điện tử, sau khi nàng bấm vài con số, nghe tạch một cái, cửa sắt đã mở ra. Đứng trước cửa lớn, nàng quay lại nói với Tần Lạc, vào đi. Muội muội ở nơi này sao? Tần Lạc nhìn căn nhà, gọi căn nhà thì hợp lý hơn, hai tầng nói. Đúng vậy, nếu không có nhiệm vụ gì, không phải đi đâu, tôi đều ở tại nơi này. Nhiệm vụ, cái gì mà nhiệm vụ? Tần Lạc tò mò hỏi. Lúc này Ly mới phát hiện mình nói lỡ miệng, quét mắt nhìn Tần Lạc một cái, nhưng cũng không buồn trả lời. Khung cảnh nơi đây thật đẹp, Tần Lạc đánh giá ngọn núi cao bên cạnh nói. Đầu năm nay, đã có rất nhiều người tìm mua phòng ở tại khu núi trung tâm. Nhưng là giá cả ở đây không phải là thấp, nhiều người đành phải tìm mua vài căn hộ chung cư của khu Bàng Thủy Giao. Khung cảnh trong phòng khiến cho Tần Lạc cực kỳ ngoài ý muốn, cảm giác đơn giản là vô cùng ấm áp. Sàn nhà lát gỗ tạo cảm giác sạch sẽ, ấm cúng, trên trần treo đèn thủy tinh, ghế xa được tô điểm bằng những đám mây nổi màu hồng nhạt. Sát tường là một chiếc tivi tinh thể lỏng to đại tướng, ngoài ra còn có máy vi tính, dàn âm thanh nổi, các dụng cụ khoa học kỹ thuật hiện đại khá nhiều. Nói chung phong cách nơi đây vô cùng bất đồng với nơi ở đậm chất truyền thống của Long Vương. Cởi giày, Ly quay đầu lại nhắc nhở Tần Lạc khi thấy hắn đang ngó nghiêng xung quanh. Ồ, được, Tần Lạc lúc này mới phát hiện mình đang đi cả giày và đứng giữa nhà. Còn Ly cũng đã cởi giày, bước đôi chân trần trên sàn nhà. Chạy lại chỗ chiếc tủ giày, Tần Lạc nhanh chóng bỏ giày ra rồi quay trở lại phòng khách. Lúc này hắn thấy Ly đang ngồi lại cạch trên máy tính. Ặc, hóa ra nàng ta đang chơi trò điện tử, bắn nhau bùm bùm. Tần Lạc không biết nhiều về máy tính, ngẩn to te tiến lại bên cạnh nàng mà xem. Chỉ thấy thằng người trên màn hình di chuyển vô cùng chuẩn xác, không sai biệt lắm, mỗi khi rút dao hay bóp cò đều có địch nhân tử vong. Chắc là bắn CS rồi. Một lúc sau thấy nàng vứt khẩu súng lục đi, chắc là hết đạn, chỉ cầm mỗi thanh chủy thủ chạy loang quang, sau đó lại đâm vài cái, máu me bắn ra tung tóe. Vài địch nhân nữa lại vong mạng. Ai, nữ nhân này cả trong đời thực lẫn trên trò chơi điện tử đều bạo lực như vậy sao? Trong chốc lát, một ván đã nhanh chóng kết thúc. Đây là trò chơi gì vậy hả? Tần Lạc cảm thấy rất hứng thú. CS. Ồ, Tần Lạc gật gật đầu, xong lại ngẩng đầu lên hỏi tiếp, vẻ mặt không thể ngố hơn, CS là trò chơi gì? Nhìn ánh mắt trợn ngược của Ly, Tần Lạc cũng hiểu được chính mình có vài vấn đề nho nhỏ về nhận thức. Đành cười bồi mà giải thích, tôi lần này tới Yến Kinh, mới có cơ hội tiếp xúc với những thứ công nghệ cao gì đó. Trước kia ở nhà, gia gia ta không cho phép sử dụng bất cứ đồ điện tử gì. CS, viết tắt của từ Counter, Strike, tiếng Trung gọi là phản khủng tinh anh chống khủng bố đó. Có thể dạy tôi không? Vẻ mặt Tần Lạc đầy sự chờ mong. Có thể, bất quá hình như anh quên mục đích mình chạy tới nơi đây làm gì. Ly chỉ vào tay phải mình, nói. Ồ. Tần Lạc bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù hắn là một người siêu cấp ngu ngốc về máy tính, nhưng là, không ai có thể ngăn cản mong ước cháy bỏng theo đuổi công nghệ cao của hắn. Vậy trước tiên chữa bệnh đã, chữa xong dạy ta nhé. Nói đến lĩnh vực chuyên môn của mình, Tần Lạc nhanh chóng khôi phục trí lực bình thường. Hắn nói với Ly, chuẩn bị cồn, dao, thuốc tẩy trùng cùng một chậu nước ấm. Lần này đương nhiên Ly không có phản bác gì, rất nhanh đi chuẩn bị những thứ Tần Lạc yêu cầu. Tháo băng tay ra, để cho tôi xem, Tần Lạc nói. Tại sao tôi lại phải cho anh xem tay? Cô không đưa tay cho tôi làm thế nào xem xét vết thương của cô? Tần Lạc có chút bất đắc dĩ nói. Nữ nhân này đúng là, mỗi cái tay thôi đâu cần phải kháng cự mãnh liệt vậy cơ chứ? Chẳng lẽ chưa bao giờ nghe qua câu, thầy thuốc cho ngươi ăn, ngươi được ăn, thầy thuốc cho ngươi ngủ, ngươi được ngủ. Cùng thầy thuốc nói giỡn, chẳng khác nào tự đùa giỡn với tính mạng của mình. Ngươi dám đùa giỡn với tính mạng của chính mình sao? Không dám chứ. Ly lúc này mới tháo băng tay xuống, đưa cánh tay bị thương về phía Tần Lạc. Tần Lạc lấy tay chạm nhẹ vào vết sẹo, đã lên da non. Nói cách khác, vết thương này giờ đã trở thành một bộ phận của cơ thể rồi. Tần Lạc dùng sức đè xuống, hỏi, đau không? Không đau. Tần Lạc tăng lực thêm chút nữa, hỏi, đau không? Không đau.
Không thể nào, chẳng lẽ tay phải của cô đã không còn chi giác? Tần Lạc cảm giác được có chút không quá thích hợp. Chẳng lẽ các dây thần kinh trên tay cô ta đều đã hỏng hết rồi? Nếu như không phải trên tay có mấy vết sẹo to tướng, hắn dứt khoát đã cắn lên đó mấy cái để thử rồi. Anh mới là không có cảm giác, thế cái loại đau nhức của tôi gọi là gì? Chúng ta bình thường, thôi quên đi, tôi rõ ràng ý tứ của anh. Chính xác có cảm giác được đau đớn, nhưng là, loại đau đớn này trong phạm vi chịu đựng, nên không tính là gì. Vậy là tốt rồi, Tần Lạc gật đầu, trước hết tôi giúp cô cắt bỏ lớp sẹo bên ngoài, sau đó tra thuốc. Đã hiểu, Ly vừa nói vừa đưa dao cho Tần Lạc, nói, ngươi cắt đi. Tần Lạc đem dao khử trùng cẩn thận, xem xét kỹ càng vết thương của nàng để bắt đầu. Chờ một chút, Ly đột nhiên kêu lên, rồi thuận tiện rút cánh tay về. Sao vậy? Ngươi không phải định nhân cơ hội cố tình trả thù ta đấy chứ? Ly cảnh giác hỏi lại, người này bụng dạ đích thực rất hẹp hòi. Ngày hôm qua mình nói hắn có hai câu, hắn liền lập tức để bụng rồi tố này tố nọ. Mới vừa rồi mình mắng hắn là hèn hạ, chắc chắn hắn ghi hận trong lòng, mượn việc trị liệu lấy cớ cho mình vài đao. Chuyện này đương nhiên khả năng rất cao. Trời đất chứng giám, Tần Lạc lấy nghề nghiệp của chính mình để thề. Hắn làm sao có thể như vậy? Được rồi, hắn thừa nhận trong lòng thôi, hắn quả thật có nghĩ tới. Nhưng là, cũng chỉ nghĩ tới mà thôi, loại sự tình này tuyệt đối không có khả năng phát sinh trong hiện thực. Hắn là một gã thầy thuốc có y đức. Như thế nào có thể lấy thân thể người bệnh ra đùa bỡn đây? Tôi, làm sao cô có thể nghĩ tôi là loại người như vậy? Anh rất đáng hoài nghi. Nếu cô đã nghĩ như vậy, tôi sẽ không trị nữa. Tần Lạc đặt dao xuống chậu nước nóng, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Được rồi, coi như tôi trách oan cho anh. Ly thấy vậy liền lôi kéo tay Tần Lạc. Xin lỗi, Tần Lạc vẫn đứng yên bất động. Ngươi cho rằng mỹ nữ có thể tùy tiện nói loạn sao? Ta đây không phải là loại nam nhân dễ dàng bị sắc đẹp hấp dẫn. Xin lỗi, Ly nhìn Tần Lạc một cái, rồi nói. Lúc này đang nhờ hắn, hắn muốn mình xin lỗi thì xin lỗi, mất gì cơ chứ? Tần Lạc vui vẻ trở lại. Nữ nhân này thực sự là rất có ý tứ. Là một người vô cùng kiêu ngạo, lại vô cùng bạo lực, nhưng xinh đẹp thế kia, giờ thêm một chút hiểu điệu, ăn nói lễ phép hơn, không phải dễ coi sao. Tần Lạc ngồi xuống, mò con dao trong chậu nước lên. Lại một lần nữa tẩy trừ độc bằng cồn. Chuẩn bị xong xuôi, hắn chợt nghĩ tới một vấn đề. Không chuẩn bị thuốc tê sao? Hay là để tôi dùng châm cứu giúp cô một chút? Không cần. Sẽ rất đau đấy. Không đau. Vậy tôi bắt đầu nhé. Để tôi tự cắt. Lưỡi dao chạm nhẹ vào một đầu, lướt dọc một đường theo hình vết sẹo, chậm rãi giống như một họa sĩ đang cầm cây cọ vẽ vậy. Máu từ trong bắt đầu chảy ra. Từng dòng tạo thành những giọt nhỏ rơi vào trong chậu nước. Chẳng mấy chốc chậu nước ấm hoàn toàn thấm đẫm bởi màu máu. Vẻ mặt Ly vô cùng trấn tĩnh, không một chút thay đổi. Trên mặt dĩ nhiên không có bất cứ vẻ thống khổ gì. Tần Lạc nhìn thấy vậy cảm giác muốn ngẩn người, nữ nhân này không phải người máy chứ. Đối với chính mình mà còn có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, hích, nếu đối với người khác. Nghĩ đến đây, Tần Lạc không kìm hãm được, toàn thân nổi da gà. Đợi cho tới khi toàn bộ lớp sẹo được cắt ra, Tần Lạc vội vàng lấy thuốc đã chuẩn bị từ trước, đắp vào vết thương của nàng. Mặc dù máu rất nhanh đã ngừng chảy, nhưng Tần Lạc lại đau lòng muốn chết đi sống lại. Vết thương của nữ nhân tàn bạo này quá lớn, hao phí dược liệu cũng đương nhiên không nhỏ. Thật là thần kỳ, Ly chứng kiến vết thương trên tay mình rất nhanh ngừng chảy máu, vô cùng kinh ngạc. Chuyện thần kỳ còn ở phía sau kia, qua vài ngày nữa, miệng vết thương của cô sẽ hoàn toàn khôi phục. So với trước đây sẽ không có gì khác nhau. Chỉ là lớp da mới sẽ là da non, mỏng manh hơn một chút, nên cũng phải để ý hơn một chút. Tần Lạc kiêu ngạo nói, là một thầy thuốc, được người bệnh khen, hắn đương nhiên cũng muốn vênh mặt không ít. Vậy sao? Ly tự hỏi, rồi trầm tư như sắp sửa đưa ra một quyết định vô cùng lớn lao. Vậy anh cũng giúp tôi chữa trị một chút nữa đi. Nói xong nàng đã kéo cái khóa áo ra xuống, lộ ra nội y màu đen bên trong. Nổi bật giữa làn da trắng nõn với mấy chỗ nhấp nhô. Nữ nhân này thực sự đã cố gắng rất lớn. Chương 143, bại gia nhất hồi. Tần Lạc vốn xuất thân trong một gia đình có truyền thống làm nghề y. Từ nhỏ, hắn đã được dạy những kiến thức, kinh nghiệm về y học của Hoa Hạ với quan niệm đạo đức coi việc tu dưỡng để có thể trở thành một người tốt làm tư tưởng để rèn luyện. Tần Lạc có thể được coi là một người y đức,
hắn không những có phẩm chất của một thiên tài về nghề y mà còn có một tâm hồn sáng như sao. Gia đình hắn thì cũng thuộc vào dạng khá giả, nhưng điều làm hắn cảm thấy phiền muộn nhất là đến tận bây giờ, cánh tay hắn vẫn còn dấu vết của một sử nam. Đúng vậy, cũng giống như sử nữ thì sẽ cùng có thủ cung xa, nam nhân khi chưa quan hệ với phụ nữ cũng sẽ còn sử nam tuyến. Y học đã chứng minh được rằng ở phía bên trong của cánh tay phải của sử nam, ước chừng một tấc về phía phải của bàn tay có một đạo trông giống với vết ấn của móng tay mà bình thường có thể trông thấy khá rõ. Cái đó được gọi là sử nam tuyến. Nếu nam nhân đó có quan hệ với phụ nữ thì đạo tuyến này lập tức sẽ biến mất. Tuy nhiên, cũng có những sử nam mà có nhìn mãi cũng không thấy đạo tuyến này trên cánh tay. Nếu vậy thì cũng đừng có quá lo lắng, bởi chỉ đơn giản gần đây người đó có béo lên nên sử nam tuyến bị lấp đi mất. Tần Lạc vốn là một người rất truyền thống, hắn lại cũng vẫn còn là một sử nam, nên khi có một nữ nhi đứng trước mặt hắn mà cởi áo hắn cũng không dám làm gì, nếu không chẳng phải hắn cũng là một tên lưu manh sao. Nhưng đương nhiên, Tần Lạc cũng cảm thấy có phần luyến tiếc. Lòng người nam nhân quả thật rất kỳ quái. Với những nữ nhi người nhà của hắn, hắn mong họ mặc càng nhiều càng tốt. Nhưng với nữ nhi không phải người nhà của hắn lại mong họ mặc càng ít càng hay. Giờ bỗng có một nữ nhi không phải người nhà của hắn đang đứng trước hắn mà cởi quần áo, chẳng lẽ hắn lại cứ đứng im nhìn? Tất cả chỉ là ở ý tứ người phụ nữ thế nào thôi. Nếu cô ta không muốn cho người khác nhìn thì hắn ta có quỳ xuống cầu xin cô ta cũng sẽ phớt lờ mà thôi. Nhưng đây là chuyện khác, người phụ nữ ấy đã quyết định cứ để cho hắn nhìn thấy, vậy thì hà cớ gì mà hắn phải nhắm mắt lại cơ chứ? Lúc này, Ly đang nhanh chóng kéo khóa chiếc áo ra xuống, rồi cởi ra và vứt nó lên cái ghế xa. Trừ một cái giải màu đen tơ tằm có thêu chỉ trắng mặc làm nội y, nửa trên người cô đã không còn vật gì khác che thân. Thật lòng mà nói, vóc người Ly hơi gầy. Cô không có được một bộ ngực đẫy đà, cơ thể cũng không thể gọi là nóng bỏng, nghiêng nước nghiêng thành gì. Nhưng cô lại có những nét gợi cảm rất riêng thu hút người khác. Ly gầy, nhưng mỗi tấc da tấc thịt vẫn quyến rũ đến kỳ lạ, khiến người đối diện không khỏi cảm thấy động lòng. Thân hình cân xứng, vòng eo thon nhỏ, bộ ngực tuy không được coi là to nhưng lại vun cao, cùng với vóc dáng uyển chuyển tạo nên một nữ nhi đầy cuốn hút. Nhưng điều quan trọng nhất là thân thể Ly uốn lượn như một con bướm, trông càng hấp dẫn hơn. Này, anh đang nhìn đi đâu đó? Con dao nhỏ lúc này đã xuất hiện lại trong tay Ly. Cô vùng vẩy nó như muốn cắt ngang ánh mắt của Tần Lạc. Ánh mắt Tần Lạc vẫn lưu luyến không muốn rời xa khỏi ngực Ly, hắn nói, thế cô muốn tôi chữa gì nào? Mặc dù xoa bóp cũng có thể làm ngực đầy đặn lên, nhưng nói thật, ngực cô cũng không đến nỗi nhỏ lắm. Cô không cần phải làm thế đâu. Ai bảo anh là tôi muốn làm cho ngực to lên chứ? Ly tức giận nói, tay đã chuẩn bị vung đao lên. Vậy cô muốn tôi chữa chỗ nào cho cô? Tần Lạc tò mò hỏi lại. Ly hung hăng trừng mắt lườm Tần Lạc, sau đó xoay người quay lại, hướng lưng mình về phía hắn. Rồi cô quay lưng về phía cửa sổ để ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang phía đó có thể phản chiếu vào tấm lưng trắng mịn của cô. Nhưng là hành động này đột nhiên khiến Tần Lạc có chút lóa mắt. Nhưng cũng ngay lập tức, sau khi phục hồi lại ánh mắt, Tần Lạc không khỏi rùng mình khi nhìn thấy tấm lưng của cô. Nói thật, khi trước chứng kiến thân thể phía trước của Ly, vô luận thân thể hay tâm linh của hắn đều tràn ngập những cảm giác đầy nhục dục. Cái này cũng là bình thường, bởi hắn là nam nhân bình thường. Không phản ứng gì trước một thân thể phụ nữ gần như không mặc gì mới là lạ. Càng huống chi Tần Lạc còn là một tên sử nam, một sử nam chính cống. Có thể nói tất cả con người hắn đều là sử nam, chỉ có đầu óc đôi lúc đã bị vấy bẩn mà thôi. Nhưng là, khi hắn chứng kiến tấm lưng của Ly, con người hắn đột nhiên trở nên trong sáng dị thường, không còn một chút gì của những cảm giác nhục dục khi trước nữa. Thật ra, cả người hắn lúc này giống như bước vào một khoảng chân không vô định. Cảm giác lại cũng giống như ngã vào một cái vực sâu thăm thẳm, vô cùng hụt hẫng. Trên lưng có một vết thương lõm sâu lộ ra những đường máu đỏ au, đây là vết súng bắn sau khi đã gắp viên đạn ra. Thế nhưng kinh khủng nhất lại là một vết thương kéo dài từ bả vai xuống. Vết thương này vừa dài lại vừa sâu, gần tới thắt lưng. Vết sẹo này có màu đỏ thẫm, xem ra đã có chừng một năm rồi. Chứng kiến vết sẹo này, Tần Lạc cơ hồ có thể cảm giác được khi đó trận chiến hung hiểm và kịch liệt đến mức nào. Rốt cuộc là hạng người nào lại có thể hạ độc thủ đối với một nữ tử trẻ trung xinh đẹp như thế này? Có thể trị không? Ly hỏi. Bộ đội đặc chủng xuất thân là phụ nữ, nhìn chung đối với nam nhân không có nhiều cảm giác. Chúng ta thường xuyên xem phim ảnh thì thấy quân đội nước Mỹ có cả nam nữ,
nhưng hay xảy ra những chuyện tình dục trai gái. Nhưng trong khi chiến đấu sinh tử, chiến hữu là chiến hữu, là người mà ta có thể lưng dựa lưng cùng che chở cho nhau. Khi đó không có quan trọng gì chuyện nam nữ, cũng không ai có cảm giác thất tình nhục dục gì cả. Do đó, những phụ nữ trong quân đội, trải qua sinh tử chiến đấu thì đối với nam quân nhân không có cảm giác nam nữ. Nhưng là, trước mặt Ly lúc này lại là Tần Lạc, một tên nam nhân không đứng đắn, ít nhất trong lòng cô nghĩ vậy thì sao tránh khỏi chút mất tự nhiên. Cô thấy Tần Lạc nhìn lưng mình thật lâu không nói gì, còn tưởng rằng hắn bị vết thương của chính mình hù dọa cho hết hồn rồi. Tần Lạc không lên tiếng trả lời, vươn một ngón tay chạm nhẹ vào vết sẹo dài kia, vẻ mặt đầy chua xót, hỏi, đau không? Không đau, thân thể Ly run lên nhẹ nhàng, hồi đáp. Theo đạo lý mà nói, lúc này đúng ra cô đã cho hắn một đao vào tay rồi. Tên hỗn đản này cũng dám chiếm tiện nghi của mình từ phía sau sao. Nhưng là, trong đầu cô lúc này dĩ nhiên không nghĩ tới mấy chuyện đó. Ngay cả một ý niệm cũng không có. Suy nghĩ thêm một chút, đột nhiên sắc mặt Ly trở nên buồn bã, trầm giọng nói, đau. Cũng không phải là thi nhân có gen chiến sĩ, không phải là người máy sinh học, đao chém vào thịt, đạn xuyên vào khớp xương, làm sao lại không đau đây? Nhưng là, đau nhức thì sao cơ chứ? Họ, những người từng phải đi xuyên qua những khu rừng rậm rạp, lội qua vào những đầm lầy hôi thối ngập gần đến miệng, chia nhau cùng ăn những miếng bánh cứng như đá, liệu cơ thể có còn biết đau trước những vết thương như vậy? Bọn họ là những quân nhân, những người dũng cảm vì nhân dân mà chiến đấu. Thủ trưởng của họ đã từng nói với họ rằng quân nhân máu chảy nhưng lệ không đổ. Chỉ cần không chết, dù bị thương nặng chừng nào họ cũng vẫn sẽ cố gắng đứng lên chiến đấu. Đau chút như vết thương của Ly có thấm tháp gì? Ly vốn là một cô nhi, được Long Vương nuôi nấng cho đến ngày lớn khôn. Cô không có bằng hữu, chỉ có chiến hữu. Cô không thể vì vài vết thương ở trên người như vậy mà vứt bỏ quân phục chạy đi tìm bằng hữu kêu đau. Cô chỉ có cách chịu đựng, vì nói gì thì nói, sống ngoài chiến trường thì bị thương là chuyện thường có thể xảy ra với bất cứ ai. Hơn nữa, dù có bị thương đau đớn thế nào cô cũng không thể chạy về mà kêu khóc với cha với mẹ. Cô không nên đi, mà cũng không thể đi. Cô không thể. Những cô nhi như cô thường đi với nhau thành một nhóm, rồi giúp đỡ, an ủi nhau mỗi lúc hoạn nạn. Dù nhiều lúc đau muốn khóc, họ cũng bảo nhau phải cắn răng chịu đựng. Khi được sống cùng với những người có cùng hoàn cảnh như mình, con người ta sẽ bớt đi cảm giác tủi thân. Khả năng chịu cực cũng sẽ vì thế mà tốt hơn nhiều. Đây chính là lý do tại sao ban đầu khi Tần Lạc hỏi Ly nói không đau, rồi sau đó lại nói là đau. Đau, đó mới là cảm giác thật của cô. Trái tim Tần Lạc như bị ai đó bóp chặt, khiến hắn cảm thấy khó thở. Khóe mắt hắn đã hơi chút ướt ướt, cảm giác như có giọt lệ chỉ trực trào ra. Lúc này Tần Lạc mới thấy xấu hổ vì tính tự mãn của mình. Hắn cứ tưởng mình biết y thuật hoa hạ là đã giỏi, là cứu thế rồi. Giờ hắn mới nhận ra có một người, à không, có những người đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình, thân thể của mình, thậm chí cả tính mạng của chính mình để bảo vệ đất nước. So với họ thì những gì mình làm liệu đã thấm tháp gì? Tần Lạc hít một hơi thật sâu, cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ lệch lạc trong đầu. Rồi hắn vừa cười vừa nói, có thể chữa được. Hắn kéo Ly vào một gian phòng khác, chỉ vào một cái ghế xa rồi nhẹ nhàng nói với cô nằm xuống cái ghế kia đi. Ly nghi hoặc liếc xéo Tần Lạc một cái không hiểu hắn đang có dụng ý gì, nhưng cô cũng vẫn nằm xuống cái ghế xa. Tần Lạc khom lưng cúi xuống, nhanh chóng đưa tay cởi nội y của Ly. Vù! Một chủy thủ đã in dấu trên cổ Tần Lạc, Ly cả giận nói, anh muốn làm gì? Giúp cô chữa bệnh, nếu cô tin tưởng tôi, chắc chắn tôi sẽ chữa lành cho cô, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Ánh mắt hắn nhìn Ly rất dịu dàng, chân thành. Trước đây, nếu Ly dùng chủy thủ uy hiếp hắn như vậy nhất định hắn sẽ nổi giận. Nhưng sau khi đã biết chuyện của cô rồi, trong lòng hắn bỗng xuất hiện niềm thương cảm nên không hề cảm thấy tức giận cô chút nào. Hắn bỗng dưng thay đổi một cách đột ngột. Giờ, tuy bị Ly uy hiếp nhưng hắn chỉ cảm thấy như đang bị một tiểu muội muội trêu chọc, không sao thấy giận cô được. Ly đang chăm chú nhìn sâu vào mắt Tần Lạc, cảm thấy hắn không có chút tà ý nào, cô mới lạnh nhạt hừ một tiếng, nói, mà anh thì làm gì được tôi cơ chứ? Những lời cô nói khiến Tần Lạc có đôi chút tự ái. Ý của cô đã rõ ràng, dù Tần Lạc có muốn động thủ với cô thì hắn cũng không có khả năng chiến thắng. Bởi vì hắn căn bản không phải là đối thủ của cô. Tôi cũng không nghĩ tôi sẽ làm được gì, Tần Lạc vẫn cười, nói. Rồi hắn thân mật vỗ vào bả vai Ly, thôi cô nằm xuống đây đi.
ta giúp cô trị liệu. Ly lúc này mới thu đao lại, rồi cô đi gần lại hắn và nằm xuống ghế xa. Trong cuộc sống, có vài chuyện dường như đã là phản xạ vô thức của nam nhân. Mặc dù đây là lần đầu tiên giúp phụ nữ cởi nội y nhưng Tần Lạc làm rất nhanh. Nội y của Ly từ từ rơi xuống, khuôn ngực cô vì thế mà được phóng thích bung ra, không còn bị ép chặt trong chiếc nội y nữa. Cũng may cô đang nằm sấp trên cái ghế salon nên đa phần bộ ngực mơn mởn đã được che khuất. Tuy nhiên, Tần Lạc vẫn có thể nhìn thấy phần nào sự hấp dẫn đó đang bị sức nặng của cơ thể cô ép vào cái ghế xa. Tần Lạc dùng rượu sát trùng vết thương trên cơ thể Ly, sau đó mới dùng một ít đao phiến giúp tiêu độc và tìm cách khâu lại vết thương lúc này đã gần thành sẹo. Cô có thể chứng tỏ sự can đảm của mình trước mặt những người khác. Còn trước mặt tôi, cô cứ tỏ ra yếu ớt chút cũng được. Nếu đau, cô cứ kêu lên cho tôi biết, Tần Lạc nhẹ nhàng nói với Ly. Quả thật, dựa theo lý luận của y học mà nói thì khoái cảm và đau đớn là những cảm giác mà con người ta nên biểu hiện ra chứ không nên nén vào trong lòng. Đó chính là lý do mà tại sao có những người đang hết mực đau khổ, nhưng chỉ cần khóc lóc một hồi họ sẽ thấy vơi đi rất nhiều. Không có thuốc gây tê, cũng không hề thôi miên bệnh nhân, trong lịch sử đã có quan Vân Trường phải kinh qua tình huống này khi mổ và khâu vết thương. Tại sao tôi lại nên yếu đuối trước mặt anh cơ chứ? Ly buồn bực hỏi, tiếng cô có chút run run, phần là bởi vì miệng cô bị ép do cô đang nằm sấp trên ghế, phần là vì vết thương sau lưng đang nhói đau. Vì tôi là ca ca cô, Tần Lạc vẫn nhẹ nhàng cười nói. Ly bỗng trầm hẳn đi, hồi lâu cũng không nghe cô nói thêm câu nào. Và tới tận khi Tần Lạc xong việc của mình, cô cũng không kêu rên một tiếng nào. Nhưng ở trên ghế xa chỗ bên dưới đầu cô có chút nước. Không biết là do cô đau đớn nên mồ hôi toát ra hay do cô cảm động đến rơi nước mắt nữa. Tần Lạc lướt nhìn mặt cô, lòng thầm nghĩ chắc sau này mình không còn cơ hội gần gũi Ly thế này nữa đâu. Nhưng sau một chút đau lòng Tần Lạc cũng không cảm thấy. Vì hắn nghĩ rằng, hôm nay hắn đã nhìn thấy Ly cười. Vậy là hắn đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Chương 144, vẫn là phụ nữ xấu xa. Nếu như nói việc quảng cáo cho series album vẽ lông mày cho em ban đầu chỉ là một hành động tạo nhiệt náo trên thị trường thì khi một số bộ phim quảng cáo được phát trên TV, ban đầu là đài truyền hình Trung ương, kênh Hương Thiêu, kênh Thai Ba, vân vân. Rồi lần lượt là các đài lớn khác bao gồm cả đài phát thanh thì giai đoạn thứ nhất trong chiến dịch quảng cáo của Huynh Thành International đã thực sự gây được sự chú ý. Trên các tờ báo, tạp chí cũng như các kênh truyền thông lớn khác, Tần Lạc thấy Trần Tư Tuyền xuất hiện dày đặc cùng với hình ảnh của cuộc thi khiến hắn cảm thấy có chút như bị sốc. Sau khi những đoạn phim những chương trình truyền hình được phát đi, sự bàn tán, quan tâm của công chúng cũng nhiều hơn. Ồ, thật là xinh đẹp. Nếu mỗi ngày đều có người vẽ lông mày cho mình thì chết cũng đáng giá. Phi Phi, muốn có người vẽ lông mày cho mình mỗi ngày hả? Sợ phải đến lúc chết mới thỏa ước nguyện. Ta cũng biết vậy, tất cả nam nhân chân chính hết mực yêu thương bạn gái của mình đều nên làm như vậy. Ôi, chẳng bù cho ông nhà mình, chưa nói đến chuyện vẽ lông mi cho vợ, chỉ sợ nguyên việc vợ có vẽ lông mi hay không cũng không biết nữa. Thật mất mặt mà, ai? Nữ diễn viên kia chính là Trần Tư Tuyền. Còn nam nhân này là ai? Thời đại này mà mặc trường bào, nhưng nhìn cũng có chút khí chất đấy chứ. Một chùm ánh sáng vàng từ góc trên của bức tranh khiến cho thân hình nam tử kia trở nên tuấn tú hơn mấy phần, người con gái thì giống như một thê tử thẹn thùng, e lệ nhìn từng động tác đầy trìu mến của người yêu. Hình ảnh này thật xứng với khẩu hiệu cả đời vẽ lông mi cho em. Có thể nói, chiến dịch quảng cáo này được thực hiện bởi những người hết sức lão luyện trong lĩnh vực truyền thông. Khẩu hiệu cả một đời với họa mi đánh trúng tâm lý tình cảm của nam nữ thành thị hiện nay, nhắc nhở họ cho dù bận rộn công việc thế nào, thời gian eo hẹp đến đâu, cũng luôn luôn không được quên người con gái xinh đẹp, yêu thương của mình. Chiến dịch quảng cáo này phải nói là phi thường thành công. Nó không chỉ nhanh chóng đi vào lòng công chúng mà còn thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Một vấn đề nữa đó là chiến dịch này gợi mở ra một chủ đề mới rất lãng mạn nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Bạn có nguyện ý cả đời vì vẽ lông mi cho vợ, bạn gái của mình không? Kênh truyền hình Hương Tiêu là một trong những đơn vị đầu tiên dựa vào chiến dịch này làm một thiên phóng sự phỏng vấn. Phóng viên của đài này ra ngoài đường, gặp bất kỳ nam nhân nào cũng đều hỏi một câu, bạn đã bao giờ vẽ lông mi cho vợ hay bạn gái mình chưa? Kết quả điều tra cho thấy không có một nam nhân nào thực sự từng đụng tới lông mi của vợ để giúp vợ làm đẹp cả. Nhưng có hơn 10 người trả lời đã từng đi mua băng vệ sinh giúp vợ. Sáng kiến này đã gây được một tiếng vang lớn, thu hút sự chú ý của công chúng và sự cổ vũ của các cơ quan chức năng.
Loạt chương trình thứ hai mà Đài Hương Tiêu thực hiện là ra đầu đường, phỏng vấn ngẫu nhiên những phụ nữ đi qua, kết quả cho thấy, gần như tất cả những phụ nữ được phỏng vấn đều trả lời rằng mình rất hy vọng được chồng hoặc bạn trai vẽ lông mi mỗi ngày. Đây chính là một chuyện vô cùng lãng mạn mà. Sau khi hai loạt phóng sự này được phát trên đài phát thanh, lại một làn sóng nữa nổi lên trong dư luận. Vô số các nhà xã hội học, tâm lý học, cả tâm lý phụ nữ học, các chuyên gia hàng đầu về giới tính, các ngôi sao giải trí, nói chung gần như tất cả những người có tiếng tăm một chút đều tận dụng cơ hội để phát biểu chính kiến của mình. Có người nói, áp lực của xã hội càng ngày càng lớn, cạnh tranh trên thương trường ngày càng kịch liệt, nam nhân đối phó với những chuyện này đã đủ mệt mỏi lắm rồi, không nên gia tăng gánh nặng tâm lý cho họ. Nhưng là quan điểm này rất nhanh bị các đoàn thể phụ nữ ở khắp nơi lên tiếng phản đối. Siêu sao ca nhạc của Hoa Hạ Đường Tiểu Di là một trong những người được hỏi ý kiến đầu tiên về quan điểm này. Cô cho rằng nếu như nam nhân cho rằng việc coi trọng, nâng niu người phụ nữ của mình giống như là thêm một gánh nặng thì thật vô tâm, như thế sao gọi là một người đàn ông chân chính đây? Như vậy, có thể thấy sự thành công lớn lao của chiến dịch quảng cáo này. Đây không còn đơn thuần là một chiến dịch quảng cáo, nó đã trở thành một loại hiện tượng xã hội. Nhưng là, sự ầm ĩ của công chúng này càng lớn lại càng tốt đối với Khuynh Thành International. Họ đương nhiên là đơn vị kiếm được nhiều lợi ích nhất. Tại trụ sở của Khuynh Thành International, trên lầu 3, khu vực riêng của tiểu thư Lệ Khuynh Thành, Tần Lạc lúc này đang là khách nhân duy nhất. Lệ Khuynh Thành hai tay bưng hai chén hồng tửu đi tới, vẻ mặt quyến rũ tươi cười nói, vô luận thế nào đi nữa, hôm nay anh nhất định phải uống một chén với tôi. Phía dưới Lệ Khuynh Thành mặc một chiếc quần xám, bên trên là một chiếc áo trắng, được sơ vin gọn gàng, cùng với chiếc thắt lưng làm nổi bật cái eo thon nhỏ quyến rũ. Cổ tay áo không ngắn cũng không dài. Lửng lơ ở khoảng 1/3 cánh tay, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ sang trọng. Tất cả không chỉ toát lên một người phụ nữ xinh đẹp mà còn là hình ảnh cuốn hút của một nữ nhân lão luyện trên thương trường. Tần Lạc cười khổ nói, tôi thật sự không uống được rượu. Cô gọi điện nói tôi phải tới đây khẩn cấp là có chuyện gì vậy? Mặc dù nói là chính mình không thể uống rượu, nhưng là nếu đích thân Lệ Khuynh Thành bưng chén rượu lại đây hắn cũng không đành lòng cự tuyệt hoàn toàn. Nhưng cũng chỉ tiếp nhận rồi cầm trong tay xoay xoay nghịch ngợm. Lệ Khuynh Thành tiến tới ngồi bên cạnh hắn, đưa một tay quàng lên cổ Tần Lạc, tủm tỉm cười nói, tiểu đệ đệ, phải cho tỷ tỷ này một chút mặt mũi chứ. Lần trước khi gặp Tư Tuyền, không phải cậu cũng đã uống rượu rồi sao? Tỷ tỷ khi đó còn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý xem khi cậu say thì chuyện gì xảy ra, nhưng là kết quả ngoài ý muốn, cậu uống hơn nửa ngày mà đâu có sao. Xem ra, tử lượng của cậu không phải là kém, phải không? Giờ như thế nào đây? Tỷ tỷ này không là gì trong mắt cậu sao? Ngay cả tư cách uống cùng một chén rượu cũng không có sao. Ngày đó là do mọi người ép ta mà, Tần Lạc giải thích. Lệ Khuynh Thành gật đầu, không hề có ý phản đối, mặc kệ chuyện ngày đó là thế nào, không phải hôm đó cậu cũng đã uống sao? Uống vào một ngụm rượu cậu liền say ngay sao? Vậy tôi chỉ uống đúng một chén thôi. Đứng trước mặt cô gái này, Tần Lạc cảm thấy một chút biện pháp đều không có. Nhưng là không hiểu sao, cái gì cô ta muốn cô ta đều có thể làm được. Mà quan trọng hơn, cô ta khiến người khác tự nguyện làm cho mình. Ví dụ như, lúc này nếu như cô ta muốn thân thể của mình, có thể nói, Tần Lạc cảm thấy mình sẽ là vô thiên vô pháp kháng cự, chắc chắn hy vọng bảo vệ trinh tiết của mình là một con số không tròn chính ạc, chết mất với thằng này. Cánh tay có thể đấu lại với một cái chân to sao? Có thể. Nhưng là, sử nam có thể đấu lại nữ yêu tinh không? Chắc chắn là không thể. Lệ Khuynh Thành nhẹ nhàng vỗ vỗ vào má Tần Lạc, vẻ mặt đắc ý nói, thế mới là thông minh chứ. Yên tâm đi, hôm nay tỷ tỷ ta rất cao hứng, cho dù cậu có say thì ta cũng nhất định không động thủ gì với cậu đâu. Nói rồi Lệ Khuynh Thành giơ cao chén lên, nào, cạn chén. Tần Lạc nâng chén lên cạch cùng Lệ Khuynh Thành một cái, rồi đưa lên miệng. Này, cậu không nhìn thấy động tác của ta sao? Hay là cố tình không thèm để ý? Lệ Khuynh Thành làm bộ hờn dỗi nói. Gì, vẻ mặt Tần Lạc mờ mịt không hiểu nhìn Lệ Khuynh Thành. Hắn nhìn thấy cánh tay nàng cứ co duỗi trước mặt mình, tư thế có chút quái dị. Uống chén rượu giao bôi, Lệ Khuynh Thành quơ quơ cánh tay nói một cách tỉnh bơ. Cái gì, Tần Lạc thiếu chút nữa phun hết nước bọt trong miệng ra, vì căn bản hắn chưa có tí rượu nào vào mồm, sao lại muốn uống rượu giao bôi? Không phải chỉ khi nào kết hôn mới uống rượu giao bôi sao? Tần Lạc trong lòng thầm nghĩ cô cho rằng tôi ngu lắm sao? Tôi ngu, ừ thì cũng có ngu,
nhưng mà không có ngu đến mức này. Nếu uống chén rượu giao bôi này với cô, sau này tôi làm sao mà đối phó với cô đây? Lệ Khuynh Thành cười ha hả, cười đến run cả người, hai tòa nhũ phong của cô cũng vì thế mà rung lên bần bật, phập phồng không thôi. Lúc này một bên ngực nàng vẫn ép sát vào vai Tần Lạc, áp lực hắn đang phải chịu đựng thật không nhỏ chút nào. Ôi chao, đệ đệ ngốc, cậu thật đáng yêu. Là ai nói cho cậu rằng chỉ có kết hôn mới được uống rượu giao bôi? Lệ Khuynh Thành thở hổn hển nói. Là ông nội của tôi, trên tivi cũng có nói như vậy mà. Tần Lạc có phần ngơ ngác. Thôi được rồi, cho dù đó là sự thật đi nữa, thì cậu xem, chẳng lẽ tỷ tỷ này không xứng làm lão bà của cậu sao? Tần Lạc lắc đầu, nói, không được. Vì sao không được? Lệ Khuynh Thành làm bộ tức giận nói. Cô rất đẹp, hơn nữa lại, rất gợi cảm, tôi chỉ sợ mình không quản được. Tần Lạc đáp. Lệ Khuynh Thành lại cười to, lại thêm một trận không thở nổi. Nhìn cô ta cười ngặt nghẽo một lúc lâu, khi dừng lại thì Tần Lạc phát hiện trên mặt Lệ Khuynh Thành có chút thay đổi. Lúc này là một vẻ âm trầm, lạnh lùng, lại có chút tàn nhẫn. Loại vẻ mặt này khiến cho Tần Lạc giật mình. Không biết tại sao cô ta lại biến thành như vậy. Ý cậu muốn nói là, ta vừa xinh đẹp, lại vừa tùy tiện cùng nam nhân như vậy, sợ sau khi kết hôn cùng ta, sẽ bị ta cắm sừng. Đúng không? Vẻ mặt Lệ Khuynh Thành trở nên nghiêm túc nhưng ánh mắt vẫn có chút cười cười. Không biết ngữ khí châm chọc này là do bị Tần Lạc không tín nhiệm hay là do tính cách của cô ta như vậy? Tôi không có ý đó. Tần Lạc lắc đầu nói. Vậy ý cậu là gì? Lệ Khuynh Thành hỏi lại. Lúc này sức ép của cô trở nên mạnh hơn, khiến tâm thần người đối diện có chút khó chịu. Tôi tin tưởng cô sẽ không phát sinh cái chuyện kia. Tần Lạc không trả lời vấn đề của nàng, mà trực tiếp nói lên ý nghĩ của mình. Cậu thật sự cho là như vậy sao? Hành vi của ta vô cùng phóng đãng, cả ngày cùng cậu kề vai áp má, lại còn cố tình mặc áo ngủ đi tới đi lui trước mặt cậu. Bên ngoài thì ai cũng rêu rao là ta ai cũng có thể làm chồng. Một tuần đổi một nam nhân, sự thật này cậu cũng đã thấy. Tại sao lại không tin? Lệ Khuynh Thành nhìn chằm chằm vào mắt Tần Lạc, đôi mắt cô không còn vẻ xuân tình quyến rũ mà thay vào đó là sự lạnh lùng, ngờ vực. Cô đang cố đoán tâm tình của Tần Lạc. Hoặc ít nhất thì ánh mắt của cô cũng có vẻ như vậy. Bọn họ chỉ thấy được mặt ngoài của cô, còn ta lại hiểu được những cái bên trong. Tần Lạc chậm rãi nói. Cậu dựa vào cái gì mà nói là chính mình hiểu rõ ta? Lệ Khuynh Thành phẫn nộ hỏi lại. Chỉ bằng vào một việc. Cô là bằng hữu của tôi, một bằng hữu rất tốt. Tần Lạc nhìn thẳng vào hai tròng mắt của Lệ Khuynh Thành, thẳng thắn nói. Tròng mắt hai người không hề có sự thỏa hiệp, không ai muốn nhường ai, không ai muốn là người phải rút lui trước. Một lúc lâu sau, Lệ Khuynh Thành đột nhiên khì khì một tiếng, nở nụ cười rạng rỡ. Cô hôn nhẹ một cái lên mặt Tần Lạc, cười nói, thật sự là một tiểu nam nhi đáng yêu. Đây chính là những lời thật lòng của cậu sao? Không nghĩ tới tỷ tỷ ta lại có địa vị trong lòng cậu như vậy. Tần Lạc chứng kiến sự thay đổi tâm lý và sắc mặt của LTK, thở dài nói, cô đúng là muốn dọa ta chết mà. Lệ Khuynh Thành quyến rũ cười nói, chẳng lẽ cậu không cảm thấy rằng, thêm một chút kích thích thần kinh, người phụ nữ mới trở nên hấp dẫn hay sao? Điều này, Tần Lạc suy nghĩ một chút, hình như đúng là như vậy. Mặc dù vừa rồi chính mình bị cô ta hù dọa muốn tắt thở, nhưng là sau khi qua đi, trong người lại cảm thấy có gì đó kích thích một chút. Một phụ nữ như thế này, quả là vưu vật trời tạo ra. Khó trách người khác cũng phải gọi cô ta là Lệ Yêu Tinh. Lệ Khuynh Thành ôm bả vai Tần Lạc, tủm tỉm nhìn hai mắt hắn, nói, bất quá, tiểu đệ đệ, cậu cứ yên tâm, nếu cậu đồng ý lấy tỷ tỷ này, nhất định sẽ không có chuyện cắm sừng cậu đâu. Tỷ tỷ sẽ ngoan ngoãn làm một người vợ hiền, giúp cậu giặt quần áo, chuẩn bị cơm, lại sinh cho cậu một hài tử đáng yêu như cha nó. Thế nếu cô gả cho người khác thì sao? Tần Lạc hỏi. Cái này, ta nghĩ có thể người khác thì sẽ có chuyện hồng hạnh xuất tường cắm sừng. Lệ Khuynh Thành suy nghĩ một chút đáp, bởi vì tỷ tỷ này còn phải nghĩ biện pháp để câu dẫn đệ đệ mà. Chương 145, ta phát